Nguyên Không đại sư nói, sự tình không xong, đêm hôm đó xông tới một con ác quỷ, còn đem thiên mãn phong ấn cho triệt để giải khai, càng thêm đáng sợ là, thiên mãn thực lực, so trước kia phải cường đại gấp trăm lần không ngừng, có thể là kia 40 mấy nữ nhân tác dụng, lấy hắn bây giờ niên kỷ, chỉ sợ khó mà lại hàng phục. Hòa thượng nói, đã dạng này, vậy liền để hắn đi, hắn mang lên chúng đệ tử cùng một chỗ tiến về, hắn liền không tin Thánh Nguyên miếu tất cả hòa thượng còn hàng phục không được một người cùng một con quỷ. Nguyên Không đại sư lắc đầu, biểu thị không đồng ý, thiên mãn hiện tại quá khủng bố, coi như toàn bộ miếu người cùng tiến lên, thật đúng là không nhất định có thể thắng, hiện tại biện pháp duy nhất chính là thừa dịp thiên mãn tỉnh dậy lúc, lần nữa đem phong ấn xây xong, nếu như không sửa được, hòa thượng liền đi tìm thiên gia người, cùng một chỗ đối phó hắn, nếu như hắn thu được Nguyên Không đại sư gặp nạn tin tức, mời hỏa tốc chạy tới thiên gia, đến lúc đó, rốt cuộc đừng quản cái gì, trực tiếp đem thiên mãn cho giết. Không phải không chỉ chùa miếu, thiên gia, âm hành, liền toàn bộ thiên hạ đều sẽ có kiếp nạn. Còn có, từ hôm nay trở đi, hòa thượng chính là Thánh Nguyên miếu tân chủ cầm. Hòa thượng nghe xong, sư phó đây là muốn đi chịu chết à, vội vàng phản đối, hoặc là để hắn cùng theo đi, nhưng sự phản đối của hắn một chút tác dụng không có, còn bị Nguyên Không đại sư đuổi ra gian phòng. Ngày thứ hai, Nguyên Không đại sư ngay cả chào hỏi đều không đánh liền xuống núi, chỉ để lại một kiện chủ trì cà sa cho hắn. Hòa thượng rất là lo lắng, nhưng sư mệnh không thể trái, hắn cũng chỉ có thể tại trong chùa miếu làm trở lấy, vì Nguyên Không đại sư tụng kinh phù hộ, hy vọng sư phụ của mình có thể bình an trở về. Nhưng lại tại hôm qua, Nguyên Không đại sư không trở về, ngược lại chờ đến một người khác, người này nói hắn là thiên gia chủ nhân, hắn gọi Thiên Một, hiện tại âm hành long đầu lão đại, âm hành tứ đại gia tộc đứng đầu. Hòa thượng trong lòng vui mừng, sư phó chính bàn giao muốn tìm thiên gia người. Không nghĩ tới mình tới cửa, đổ giảm bớt mình rất nhiều công phu. Có thể để hòa thượng không nghĩ tới là, cái này trời một thế mà bắt đầu đại khai sát giới, mà lại thân thủ của hắn cùng thiên mãn phi thường giống, võ công cũng là bọn hắn Thánh Nguyên miếu võ công, chẳng qua hắn so thiên mãn mạnh, mạnh phi thường, không bao lâu, gần như toàn bộ miếu người đều bị hắn đổ sát hầu như không còn, liền nửa điểm năng lực chống đỡ đều không có, hòa thượng cũng bị hắn bị đả thương, tại sư huynh đệ yểm hộ dưới. Bị trọng thương giấu ở Phật tượng dưới đáy, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Đúng là mình sống lâu mấy khắc, mới cho hắn biết, nguyên lai cái này căn bản cũng không phải là cái gì trời một, mà là sư đệ của hắn, thiên mãn. Chỉ là hòa thượng cũng không hiểu, vì cái gì thiên mãn sẽ biến bộ dáng, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia đại mập mạp, nếu như không phải nghe được hắn cùng một con quỷ đối thoại, hòa thượng cũng đoán không được cái này đồ miếu người, chính là thiên mãn. Hòa thượng giấu ở Phật tượng dưới đáy về sau, đột nhiên liền nghe được một đoạn dạng này đối thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạc 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 lạc, cái này miếu hoang có chút ý tứ, ta vừa tiến đến liền cảm giác dùng mình, Phật quang bức quỷ a, lại đi vào mấy lần, ta cái này lão cốt đầu liền nên tan thành mây khói. Hừ, miếu hoang, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thánh Nguyên miếu, loại này đẳng cấp miếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cao hơn 5 tòa. Thế nào, hiện tại hối hận à nha? Vừa rồi ngươi đổ miếu người, hung ác phải té ngã sói giống như, còn dùng sức giết. Hối hận, ta thiên mãn sẽ hối hận. Thế gian này tất cả mọi người, ta muốn giết liền giết, cản ta đường, một tên cũng không để lại. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, không uổng công lão bà tử của ta thiên tân vạn khổ đưa ngươi thả ra, không có những cái này hòa thượng, về sau âm hành đại ca vị trí này, ngươi liền ngồi vững. Hừ, có bọn hắn cũng không sợ, chỉ là bọn hắn đến lúc đó sẽ cùng con ruồi đồng dạng, làm cho người ta phiền, trước hết đem bọn hắn giết, bên tai rơi sạch sẽ, đúng, ta kia đáng thương đệ đệ đã tìm được chưa? Cái này, tạm thời không tìm được, trời một cái này người hành tung quỷ bí, không dễ dàng như vậy tìm, cho ta chút thời gian. Đêm hôm đó để hắn đi, thật không cam lòng, hắn một ngày chưa trừ diệt, ta cái này tâm một ngày liền không nỡ. Đi, được. Hắn một ngày nào đó sẽ ra ngoài, không có khả năng rùa cả một đời. Ha ha, vậy cũng không nhất định, ta kia đáng thương đệ đệ, rất là ưa thích chơi trốn tìm, từ nhỏ đến lớn đều là kẻ hèn nhát. Cái này sự tình ta không nói trước, ta giúp ngươi nhiều như vậy bận bịu, chỉ có một cái điều kiện, Lâm Nguyên ngươi không thể giết, muốn để lại cho ta. Tiểu tử này, ngươi giết hắn còn không phải cho bóp gà con đồng dạng. Cần phải chiếm lấy sao? Ngươi không hiểu. Có người dùng mệnh đổi hắn một năm an toàn, ta hiện tại vừa động thủ thật giống như hồn muốn tản mất đồng dạng, chỉ cần trừ trời một,
vậy sau này hắn liền cùng con vịt đã đun sôi đồng dạng, bay không đến đi đâu. Không có vấn đề, ta đối với hắn cũng không có hứng thú, ngươi thích thế nào thì thế nào, đi, chúng ta rời đi cái này. Đối thoại kết thúc về sau, một người một quỷ liền rời đi, hòa thượng lúc này mới hiểu được, nguyên lai Đồ Miếu chính là sư đệ của mình, Thiên Mãn. Còn có con quỷ kia, đoán chừng chính là nàng giải khai Thiên Mãn trên thân phong ấn, cái này quỷ thật sinh lợi hại, lại dám ra vào Thánh Nguyên Miếu hai lần, đến cùng là cấp bậc gì ác quỷ mới có bực này bản lĩnh. Hòa thượng nói đến đây, đã thoi thóp, chẳng qua cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết, cũng coi như trước khi chết có cái bản giao, chẳng qua là hắn trên mặt vẫn là hận, đoán chừng Thiên Mãn hành vi, để hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, nuôi lớn sư đệ, thế mà giết sư phụ của mình cùng Đồ Miếu, mà mình lại bất lực, loại cảm giác này, đổi ai cũng hận. Nghe xong hòa thượng về sau, chúng ta cũng cuối cùng đã rõ chân tướng sự tình, nguyên lai yêu tăng chính là mập hòa thượng, mà cái kia cái gọi là sư thúc, chẳng qua là mập hòa thượng chia ra đến, còn có, mập hòa thượng danh tự thế mà gọi Thiên Mãn, là trời một ca ca. Thiên Mãn, trời một, mập hòa thượng cùng trời một thế mà là thân huynh đệ, mà lại ta còn biết, bây giờ tại thiên môn cái kia trời một, căn bản không phải thật sự, hắn là Thiên Mãn. Mập hòa thượng muốn cưới Mã Lâm tâm nguyện này, thế mà muốn thực hiện, lần trước tại doanh câu sự kiện bên trong, mập hòa thượng liền nói nữ thần của hắn là Mã Lâm, nếu như có thể lấy được Mã Lâm, hắn hòa thượng này lập tức liền không làm, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu thích Mã Lâm, đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện, nhưng bây giờ hắn thật muốn cưới Mã Lâm, cũng không biết, cái kia có phải là mập hòa thượng, đoán chừng là chia ra người tới cách, cũng chính là béo hòa thượng trong đầu của mình tưởng tượng ra được sư thúc yêu tăng. Ta tin tưởng mập hòa thượng thiện lương cùng chất phác đều không phải giả vờ, khẳng định tất cả mọi chuyện đều là cái kia yêu tăng dở trò quỷ, phong ấn bị phá hư, nhân cách kia liền có thể tùy ý ra tới, đồng thời chiếm cứ vị trí chủ đạo, còn có một cái quan điểm có thể chứng minh ta phỏng đoán, đó chính là thực lực. Mập hòa thượng thực lực kỳ thật còn có thể, không tính là mạnh, cũng không tính được yếu, nhưng yêu tăng thực lực liền khác biệt, có thể dùng khủng bố để hình dung, liền Thánh Nguyên Miếu đều có thể tùy ý đổ sát. Âm hành tìm không ra mấy cái dạng này người đến, cho nên có thể thấy được, mập hòa thượng cùng yêu tăng là khác biệt hai nhân cách. Ta vừa mới nghĩ giúp mập hòa thượng nói mấy câu, để thụ thương hòa thượng bớt giận, đi cũng đi được thoải mái một điểm, nhưng ta lời nói không ra khỏi miệng, hắn đột nhiên liền cầm ta tay từng chữ nói ra nói, giúp chúng ta. Báo thù, giúp toàn bộ Thánh Nguyên Miếu. Báo thù, nói xong ngẹo đầu, người liền đi. Ba người chúng ta thở dài, sau đó chắp tay trước ngực. Niệm câu A-di-đà Phật liền xuống núi, thời điểm ra đi, chúng ta cố ý để cửa mở rộng, không có tiêu hai ngày đoán chừng thi thể liền sẽ bị người phát hiện, điều tử sẽ xử lý chuyện này, chúng ta lưu lại sẽ chỉ chọc phiền toái càng lớn. Chúng ta không có dừng lại, đạt được chân tướng về sau, đi suốt đêm xuống núi, sau đó dựng xe buýt trở về. Trở lại cửa hàng về sau, ba người chúng ta ai cũng không nói gì, bởi vì chân tướng quá khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng, yêu tăng thế mà là mập hòa thượng. Cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà là thiên gia tử tôn, tất cả mọi chuyện, đều là bởi vì nguyên không đại sư một lần thiện niệm, là hắn hại chết mình, hại chết toàn cái miếu người, còn có một đại bang vô tội nữ nhân, không thể phủ nhận, thiên gia người khi đó phán đoán là đúng, Thiên Mãn không thể lưu, không sau đó hoạn vô cùng. Hiện tại cái này sự tình, ai cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể tìm tới trời một, đây vốn chính là bọn hắn thiên gia sự tình, còn có Mã Lâm. Ta sẽ không để cho nàng gả cho Thiên Mãn, chính nàng cũng rất rõ ràng biết chân tướng, không biết vì cái gì liền theo, là bởi vì trời một sao. Trời một lại đến cùng đang sợ thứ gì? Thi Ngôn biết Mã Lâm sau đó, tức giận đến nổi trận lôi đình, tại chỗ liền chửi ầm lên, không được, cái này sự tình tuyệt đối không được, Mã Lâm tỷ tỷ sao có thể gả cho một cái bệnh tâm thần, còn giết người không chớp mắt, cái này đưa đi bệnh viện tâm thần cũng không dám thu a. Ta nói ta cũng không đồng ý. Nhưng cái này sự tình, là Mã Lâm mình đáp ứng, chúng ta cũng không có cách, trời một lại không ra, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là ngày đó đoạt cưới. Mập mạp nghe xong liền đến lực, nói đoạt cưới cái đồ chơi này không cổ đại sao. Chúng ta thế mà muốn cướp cưới, vậy hắn nhưng phải chơi đùa. Ta lườm hắn một cái, nói biết đối thủ là người nào không. Còn chơi, hắn giết một cái miếu người đều không nháy mắt, người dám cùng hắn chơi sao. Lại nói. Cái kia ở bên cạnh hắn quỷ, chính là muốn giết ta lão thái bà, đó cũng là phiền phức nhân vật hung ác, chúng ta nếu quả thật đoạt cưới, vậy thì phải cẩn thận vạn phần, còn chơi cái dám. Mập mạp chật chật lưỡi, vội vàng thu hồi cả lơ phất phơ, bắt đầu nghiêm túc lên,
hắn rốt cục ý thức được lần này đoạt cưới không phải chơi, mà là liều mạng. Được, lão bản, ta nghe ngươi, đoạt cưới liền đoạt cưới, ta liền không tin tên mập mạp chết bầm kia dám thế nào, hắn cái này tên giả mạo, còn muốn đoạt long đầu vị trí của đại ca. Thi Ngôn nói, mập mạp nghe xong liền không vui lòng, nói ngươi làm sao mắng chửi người, béo làm sao vậy, béo ăn nhà ngươi cơm rồi. Thi Ngôn vội vàng giải thích, nói nàng mắng là mập hòa thượng, không phải ngươi. Mập mạp vẫn không thuận không buông tha, nói vậy ngươi còn mắng chết mập mạp, ngươi hẳn là mắng con lửa chọc. Ta mặc kệ bọn hắn, tiếp tục học ta Mao Sơn quỷ đạo đi, ta phải nắm chắc thời gian, không lâu thời gian bên trong, khẳng định sẽ có một trận đại chiến, chẳng qua ta có cơ sở, học được rất nhanh, rất nhiều đạo pháp đều là một lần qua, chỉ là không có thuần thục như vậy thôi, giống bây giờ ngũ lôi chú, ta tùy tiện đều có thể thi triển đi ra. Thời gian lại qua 2 ngày, cách Mã Lâm kết hôn còn có 5 ngày, đoạt cưới sự tình chúng ta không có kế hoạch tốt, lại ra đại sự, cái kia cái gọi là trời một, thế mà muốn đem âm hành chỉnh hợp, tất cả âm hành cửa hàng đều muốn đánh lên bọn hắn thiên gia cờ hiệu, đồng thời mỗi tháng đều muốn giao tiền, nói trắng ra, chính là giao phí bảo hộ, bằng không, liền sẽ có thiên gia người tới đập phá quán. Ví dụ như có một nhà bán người giấy âm hành cửa hàng, bọn hắn cự tuyệt trời một yêu cầu về sau. Đột nhiên có một ngày ban đêm một cái cả người là lửa người xông vào trong tiệm, đem tất cả người giấy liền cửa hàng cùng một chỗ đốt. Về sau cây đuốc dập tắt về sau, cái kia đầy người lửa người liền thi thể cũng không tìm tới, cái này sự tình rõ ràng là có người dở trò quỷ, đồng thời thiên gia người còn chẳng biết xấu hổ thừa nhận, còn nói đây chính là không quy thuận hạ tràng. Còn có một cái đặc biệt dọa người, đó chính là hỏa táng tràng, làm thi thể đi vào lò về sau, đột nhiên liền ngồi dậy. Sau đó cùng người sống đồng dạng nhanh chân liền chạy, cây đuốc táng trận nhân viên dọa đến kém chút không có ngốc rơi, cũng không có một hồi, hỏa lô lại có cho cốt ra tới, nói rõ thi thể đã bị đốt, vừa rồi một màn kia giống như ảo giác. Còn có, hỏa táng tràng thi thể, không phải thường xuyên thêm ra một bộ chính là thiếu một cỗ, đừng đề cập nhiều dọa người, cái này sự tình ngươi cũng không tốt báo cảnh, ai sẽ tin, mà lại âm hành sống, ăn người chết cơm, ngươi tìm điều tử vô dụng. Vốn là một loại xảy ra chuyện đều tìm thiên gia, nhưng lần này, làm đục chính là thiên gia, ngươi nói làm sao xử lý. Cái kia chỉ có thể nhận thua thôi. Cái gì, không phải còn có 3 gia tộc khác người sao? Ha ha, 3 gia tộc khác người chính mình cũng cố không được, đừng nói quản cái này cục diện rối rắm sự tình, bởi vì trời một dã tâm phi thường lớn, chẳng những muốn nuốt mất toàn bộ âm hành, liền 3 cái gia tộc cũng muốn nuốt mất. Trời một dã tâm không ngừng lan tràn. Thậm chí liền ta cái này Mao Sơn quỷ đạo âm hành cửa hàng cũng lọt vào chỉnh đốn, ta đương nhiên không phục, vì cho ngốc cô thuận lợi thuật phí ta đều đã sứt đầu mẻ chán, trong túi thật sự là dư thừa 1 mao tiền đều không có, ta lấy tiền ở đâu cho hắn giao cái gọi là phí bảo hộ. Mập mạp nói thật sự là buồn cười, hắn sống hơn 20 cái năm tháng, vẫn chưa có người nào dám thu hắn khuôn mặt tươi cười Phật tiền, cái này tên giả mạo tâm thật là lớn, nói xong bí mật lại đem mập hòa thượng cho mắng 10 mấy lần. Cũng mặc kệ chúng ta làm sao ương ngạnh chống cự, cuối cùng thiên gia người vẫn là đến, trời một nghĩ nói cho chúng ta biết, không giao âm hành cửa hàng, không có một nhà mở xuống dưới. Đêm hôm đó, mập mạp cùng Thi Ngôn 2 người đang nhìn TV, mà ta thì tại học Mao Sơn quỷ đạo, đột nhiên ngoài cửa liền vang lên 2 người tiếng ồn ào, cẩn thận nghe xong, nhưng lại nghe không rõ bọn hắn đến cùng đang thảo luận cái gì. Ta nhìn xuống thời gian, đã hơn 10 giờ đêm, là ai ở ngoài cửa ô ô cặn bã? Không cần đi ngủ sao? Ảnh hưởng ta làm ăn, âm hành sinh ý, rất nhiều đều là ban đêm làm. Ta cho mập mạp nháy mắt, ra hiệu hắn theo ta ra ngoài nhìn một chút, là có người hay không đang nháo sự tình. Ta cùng mập mạp sau khi ra ngoài, quả nhiên trông thấy 2 người bày một cái bàn ghế dựa ở trước cửa, sau đó lại dùng sức thảo luận cái gì. Mập mạp có chút khó chịu, đoán chừng là thiên gia người đến gây sự, nắm chặt nắm đấm liền nghĩ tiến lên đá ngã lăn cái bàn. Nhưng lại cho ta kịp thời ngăn lại. Thiên gia người gây sự không có đơn giản như vậy, đều là có quỷ thần gây sự, dùng âm thuật quấy nhiễu ngươi, 2 người này không đơn giản, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng 2 người này áp sát như thế, chúng ta rốt cục có thể nghe rõ bọn hắn nói cái gì, chúng ta liền tạm thời đem bọn hắn xưng là Giáp Ất. Giáp nói, lão huynh, cái này bỗng nhiên thịt, ngươi mời, lần trước vẫn là ta mời đến, ngươi cũng không thể chống chế. Ất nói, không đúng, tiểu lão đệ, trên người chúng ta không đều có thịt sao? Làm gì dùng tiền đi ăn thịt? Giáp nói, đúng nếu không, chúng ta liền. 2 người nói xong, nhao nhao lấy ra tiểu đao,
sau đó lẫn nhau cắt đối phương thịt ăn, thẳng đến hai người đều lẫn nhau chết đi, gục xuống bàn máu thịt be bét, không thể động đậy. Ta cùng mập mạp hai người là thấy hãi hùng khiếp vía, đây là thứ đồ gì, uống say cũng không thể làm như vậy a, hai cái này chỉ sợ là tên điên a. Tiểu ca, có phải là ta điên, ta thấy thế nào thấy hai người tại lẫn nhau ăn đối phương. Mập mạp một mặt mờ mịt nhìn ta. Sắc mặt của ta cũng khó nhìn, bởi vì chuyện này nhìn xem là rất khủng phố, cái này không thua gì những cái kia phim kinh dị tình tiết, nếu như người cùng động vật đồng dạng bị người dùng ăn, kia là một kiện cỡ nào khiến người dùng mình sự tình. Ta đang nghĩ báo cảnh, lúc này đột nhiên Thi Ngôn từ phía sau bật đi ra, đem ta cùng mập mạp giật mình kêu lên. Thi Ngôn nói, không cần báo cảnh, đây không phải người, hẳn là người nhà họ Thiên chơi mánh. Trò xiếc, hẳn là hai cái này là quỷ, ta dùng sức hít hà, nhưng cái này cũng không có âm khí a. Thi Ngôn lắc đầu, nói không, đây cũng không phải là quỷ, là một loại nguyền rủa, hai chúng ta nhìn thấy một màn, không phải là thật, cũng là thật. Ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, không rõ Thi Ngôn ý tứ, cái gì gọi là đã là thật, cũng không phải thật, cái này không lẫn nhau mâu thuẫn sao. Thi Ngôn giải thích nói, một màn này là chân thật phát sinh qua, chẳng qua không phải hiện tại, đại khái là tại Tống Triều thời kỳ, nhưng chúng ta bây giờ nhìn thấy, chẳng qua là hư ảo thôi. Tống Triều thời kỳ, có hai cái mãng phu hẹn nhau ăn cơm, không nghĩ tới trong đó một cái nói, trên người mình không phải có thịt sao? Vì sao muốn dùng tiền ăn khác thịt? Hai người ăn nhịp với nhau, lẫn nhau cắt ăn trên người đối phương thịt, cho đến chết đi mới thôi, cái này sự tình một mực là bí ẩn chưa có lời đáp. Hai người đều không có bệnh, về sau hai người quỷ hồn bị âm nhân giam cầm, trải qua cải tiến về sau, trở thành một loại kinh khủng nguyền rủa, liền lấy tên gọi mãng phu chú. Loại này chú nghe thấy danh tự còn không biết là có ý gì, nhưng nó chỗ kinh khủng ở chỗ, nhìn thấy vừa rồi một màn kia người, sẽ cực kỳ muốn ăn đối phương thịt, nhìn thấy người liền chảy nước miếng, cái này chú còn có một cái rất làm người ta sợ hãi danh tự, gọi ăn thịt người chú. Thi Ngôn sau khi nói xong, ta cùng mập mạp cuồng đổ mồ hôi lạnh, sự tình không có tả môn như vậy a. Thật đúng là đừng nói, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy mập mạp rất thơm, đây là có chuyện gì? Hiệu quả tới nhanh như vậy sao? Theo ta suy đoán, kia hai cái hẳn là bộ tộc ăn thịt người, hoặc là có đặc thù yêu thích. Thi Ngôn lại tiếp tục nói. Ta nói đừng suy đoán, quản hắn là cái gì tộc, có hay không biện pháp giải cái này nguyền rủa, Thiên gia người thật hung ác. Vì mấy đồng tiền, thế mà cho chúng ta hạ khủng bố như vậy nguyền rủa. Mập mạp vội vàng phụ họa nói là, muốn cho hắn bắt đến cái kia hạ nguyền rủa người, khẳng định đánh chết tươi hắn. Thi Ngôn nói giải không được, trừ phi hạ chú người, không phải ai cũng giải không được, cùng hàng đầu là một cái đạo lý. Thi Ngôn sau khi nói xong, ta vội vàng hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh, hiện tại đã là 10 giờ hơn, ta ngõ hẻm này bên trong tương đối yên tĩnh. Người kia khẳng định còn tại lân cận. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên nghe thấy nhà mình trên nóc nhà vang động, ta vội vàng kinh hô một tiếng, mập mạp, tại nóc nhà. Mập mạp sau khi nghe thấy, một cái xoay người liền trèo lên nóc nhà, lập tức trước mặt chúng ta kia hai cái nằm sấp trên bàn nam nhân liền biến mất, cái bàn cũng đi theo không gặp, cùng Thi Ngôn nói đồng dạng, chỉ là ảo giác mà thôi. Người cùng cái bàn biến mất về sau, nóc phòng liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Rất rõ ràng mập mạp cùng người kia đánh lên, ta cùng Thi Ngôn cũng hai lần trèo lên nóc nhà hỗ trợ. Cùng mập mạp chiến đấu chính là một cái đại khái 20 tuổi tiểu tử, hắn một thân y phục dạ hành, trên trán viết cái chữ Thiên, hắn thân thủ rất không tệ, cùng mập mạp đánh cũng không chút nào rơi vào thế yếu, không hổ là thiên gia chó săn. Ta cùng Thi Ngôn gia nhập chiến đấu về sau, hắn rất nhanh liền gánh không được, Thi Ngôn từ ủng dài bên trong móc ra một cây tiểu đao quẹt làm bị thương cánh tay của hắn. Giọt máu nóc nhà khắp nơi đều là, hắn không còn dám cùng chúng ta đánh, liên tiếp lui về phía sau. Người trẻ tuổi kia hô, thật to gan, lại dám tổn thương thiên gia người. Mập mạp nghe xong liền không vui lòng, nói quản ngươi cái gì thiên nam địa bắc, dám cho hắn hạ nguyền rủa, kia không được cho ngươi đánh cho đến chết. Người trẻ tuổi kia đánh lại đánh không lại, hù lại hù chẳng qua chúng ta, xoay người nhảy xuống nóc phòng muốn chạy trốn, chúng ta vội vàng đuổi theo. Nhưng chờ chúng ta đuổi tới một cái khác đầu ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên bị mấy chục người vây quanh chúng ta. Đám người này tất cả đều mặc y phục dạ hành, cái trán hoặc là trên mặt ấn cái chữ Thiên, từng cái hung thần ác sát, trên tay cầm lấy đao thương côn bổng, cùng tiểu lưu manh giống như, mà vừa rồi người trẻ tuổi kia trốn ở đám người đằng sau. Có thể là chúng nguyền rủa nguyên nhân, ta thế mà cảm thấy những người này rất thơm, nghĩ gặm hai ngụm thử xem, ta
ta nhìn mập mạp cũng là loại vẻ mặt này, nước bọt đều không khác mấy chảy ra. Mập mạp lau lau miệng nói, tiểu ca, không nghĩ tới thiên gia đến nhiều như vậy người, làm sao bây giờ? Thi Ngôn lắc đầu, nói những cái này không giống thiên gia người, cũng có chút giống. Tiểu lưu manh, không phải thiên gia người, kia bọn họ là ai? Làm sao nhìn qua cùng thiên gia có quan hệ, nhưng ngẫm lại cũng thế, thiên gia loại cấp bậc kia gia tộc, hẳn là sẽ không thu loại này lạt kê a. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới, không sai, bọn họ đích xác không phải thiên gia người, chỉ là lâm thời trời vừa thu lại chó săn thủ hạ, bọn hắn cũng sẽ không âm thuật, chỉ là đánh nhau tiểu lưu manh, mục đích đúng là vì nện người khác cửa hàng. Chúng ta vội vàng quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện nói chuyện người kia thế mà là Bách Lý Thanh Vân, hắn mang theo một đám hình xăm sư tới. Ta tà nở nụ cười, đại thúc, đến rất đúng lúc, hỗ trợ thôi. Bách Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu cười nói, vui lòng đến cực điểm. Nói xong phất phất tay, một đám hình xăm sư lập tức liền vọt tới. Đám này hình xăm sư thân thủ bất phàm, từng cái đều là có thể đánh chủ, hai ba lần liền đem đám kia tiểu lưu manh đánh thành đầu heo, nằm dạp trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Mập mạp lần này nhưng thần khí, dẫm lên vừa rồi cái kia diễu võ dương oai đầu lĩnh hô, tiểu lão đệ, biết ca trước kia xưng hào không? Gọi ra ra, không phải ngươi liền chết cái này a? Tên côn đồ kia đầu lĩnh cũng thật không có cốt khí, liền giấy giụa đều không có, trực tiếp liền quỳ xuống đất hô ra ra, kết quả bị mập mạp một chân đá bay, trực tiếp gọi hắn lăn, một đám lưu manh lúc này mới vội vàng tè ra quần bò đi. Hỏng bét, vừa rồi hạ nguyền rủa tên kia để hắn trốn thoát rơi. Ta hô to không tốt. Bách Lý Thanh Vân nói không sao, có người đi bắt. Quả nhiên, không bao lâu tên cơ bắp thế mà một tay đem tiểu tử kia cho sách trở về, phải biết. Tên cơ bắp thế nhưng là hai con mắt đều mù, lại còn có thể thu thập hắn. Tên cơ bắp một tay lấy tiểu tử kia cho ném tới trên mặt đất, nếu như không phải lão bản mệnh lệnh, ta thật là không muốn giúp ngươi tiểu tử này bận bịu. Ta nói ngươi không cần cách ứng, ân tình này ta sớm muộn sẽ trả cho ngươi, chẳng qua ân oán của chúng ta mãi mãi cũng tại, động lâm tuyết chủ ý chướng, ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Tên cơ bắp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, biểu lộ băng lãnh đến cực điểm, chẳng qua nói thật. Mặc dù cùng bọn hắn đều có ân oán, nhưng biến thành đồng đội về sau, cảm giác là như vậy đáng tin, so mập mạp đều dựa vào phổ nhiều. Thiên gia người nằm dạp trên mặt đất, vừa rồi đoán chừng bị tên cơ bắp đánh cho không nhẹ, một mặt vết thương che ngực trên mặt đất kêu rên, sau đó đột nhiên quát, các người thật to gan, lại dám đánh thiên gia người, có phải là chán sống? Lúc này đột nhiên một cái nữ hình xăm sư đạp hắn một chân, lập tức người trẻ tuổi kia liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Có thể nghĩ một chân này là vào chỗ chết đạp. Ngươi cũng biết ngươi là thiên gia mà thôi, không phải hoàng đế, còn muốn độc bá âm hành, nghĩ hay lắm, lại dám phóng hỏa đốt chúng ta hình xăm cửa hàng, lẽ nào lại như vậy? Cái kia nữ hình xăm sư càng nói càng tức, còn muốn trực tiếp đem người kia cho đánh chết, may mắn mập mạp kịp thời đem nàng ngăn cản. Muội tử, đừng xúc động, chờ tiểu tử này giúp chúng ta đem nguyền rủa cho giải, tùy ngươi làm sao đánh. Mập mạp khuyên giải nói. Nữ hình xăm sư lúc này mới dừng lại ẩu đả quyền cước, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa, cái này hình xăm cửa hàng người, đều là cái bạo tính tình. Trách không được Bách Lý Thanh Vân đêm nay sẽ đến, nguyên lai hắn âm hành cửa hàng cũng gặp nạn, huyền gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, chẳng lẽ trời một lá gan như thế lớn, liền cái này cũng dám động tâm. Bách Lý Thanh Vân nói, không riêng hắn, tất cả không phục tùng trời một người đều bị làm, tiệm của hắn còn bị trọng điểm chiếu cố, là trời một tự mình ra tay. Hắn âm thuật rất nó cao cường, liền Bách Lý Thanh Vân đều ngăn không được, trơ mắt nhìn xem hình xăm cửa hàng biến thành một cái cho. Đừng nói Bách Lý Thanh Vân, liền địa trung đường cùng hoàng hình cửa hàng cũng bị nện, tất cả mọi người đồng dạng, hiện tại toàn bộ âm hành quỷ khóc sói gào, chướng khí mù mịt, trời một chẳng những muốn cưới mã ra đại tiểu thư, còn muốn thống nhất âm hành, dã tâm thực sự là quá lớn, hiện tại toàn bộ âm hành đều tiếng oán than dậy đất, còn có, trời một lâm thời chiêu nhập hơn 1000 tên tiểu lưu manh thủ hạ. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, ai không phục liền làm ai, hiện tại 90% người đều khuất phục. Nhưng đều là mặt ngoài khuất phục, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm, cái này thiên gia a, sớm muộn là muốn vượt, chỉ sợ âm hành long đầu vị trí của đại ca, là muốn đổi người. Nghe Bách Lý Thanh Vân ý tứ này, giống như tối nay tới tìm ta còn có chuyện khác, ta đã nói rồi, hắn làm sao hảo tâm như vậy, còn cố ý dẫn người tới giúp ta nói có chuyện nói thẳng, tất cả mọi người bận bịu. Bách Lý Thanh Vân cũng không làm phiền,
trực tiếp liền nói Âm Hành ngay tại cử hành mưu đồ bí mật đại hội, 12 giờ chuẩn thời điểm, Âm Hành các vị cấp cao sẽ tại nửa đêm trà lâu gặp mặt, thương lượng lật đổ Thiên gia kế sách, đoán chừng ngay tại hắn cùng Mã Lâm đại hôn ngày ấy. Ta trong lòng mặc dù có chút không quá đồng ý, bởi vì dù sao cái kia là giả thiên một, hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn hủy Thiên gia, nhưng ta không có bất kỳ biện pháp nào, cái này sự tình cũng không phải do ta làm chủ, sự tình huyên náo quá lớn, Âm Hành các đại lão sẽ không bỏ qua hắn, ta chỉ lo lắng Mã Lâm, ngày hôm đó sợ lan đến gần nàng, trời một không tại, ta phải ta tận hết khả năng bảo vệ tốt nàng, bằng không, ta thật xin lỗi trời càng nhiều lần dùng mệnh đến hộ ta. Đại thúc, cái này Âm Hành cao tầng thương lượng đối sách, hẳn là không có quan hệ gì với ta a. Ta tại Âm Hành địa vị, đoán chừng còn không bằng ngươi đây. Ta có chút kỳ quái, Bách Lý Thanh Vân đêm nay ứng sẽ không phải là đến mời ta, vậy hắn tới làm gì? Liền cố ý đến cho ta biết một chút sao? Bách Lý Thanh Vân cười ha hả, nói xác thực không phải đến mời ta, lật đổ Thiên gia là đại sự, Thiên gia tại Âm Hành địa vị nền móng chắc cỗ, mà lại đã rất nhiều năm, muốn nói chính danh thuận lật đổ, nhất định phải có cái danh vọng cao cùng địa vị cũng cao người ra tới duy trì, không phải cái này sự tình cũng không tốt làm. Bách Lý Thanh Vân càng nói ta càng hồ đồ, danh vọng cao người có quan hệ gì với ta, ta cái này có sao? Ta vội vàng nhìn bốn phía, đừng nói danh vọng cao, liền hơi người có danh vọng cũng không có, nơi này luận bối phận cùng địa vị, hẳn là Bách Lý Thanh Vân tối cao. Đúng vào lúc này, Bách Lý Thanh Vân đột nhiên làm ra một cái để ta không tưởng được động tác, hắn một tay lấy ta cho đẩy ra, sau đó đối ta phía sau Thi Ngôn thở dài nói ra Cát cô nương, có thể hay không mời ra Cát tiên sinh ra tới chủ trì một chút lần này đại cục, căn hệ trọng đại, Côn Luân ngũ quỷ quá xa, mà lại bọn hắn đã sớm không để ý tới sự tình, không nhất định có thể mời đến, ra Cát tiên sinh là không có hai nhân tuyển. Lúc này ta cùng Mập Mạp hai người kinh ngạc nói không ra lời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bách Lý Thanh Vân thế mà xưng Thi Ngôn vì ra Cát cô nương. Cái này nhà đầu điên không phải họ Lâm, gọi rừng Thi Ngôn sao? Thi Ngôn giống như có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng sau mới sâu kín nói, cái này, ta sẽ thông báo cho gia phụ, nhưng bây giờ đã 10 giờ hơn, 12 giờ chuẩn hắn có thể hay không đến nửa đêm trà lâu, có chịu hay không đi ta nhưng không dám hứa chắc. Bách Lý Thanh Vân nói không quan trọng, bọn hắn coi như đợi đến hừng đông cũng sẽ các loại, mời Thi Ngôn phải tất yếu truyền đạt. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Bách Lý Thanh Vân giống như hoàn thành nhiệm vụ tối nay đồng dạng, sau đó đi đến Thiên gia người trẻ tuổi kia trước mặt, gọi hắn giúp ta cùng Mập Mạp giải khai nguyên rùa. Thiên gia người trẻ tuổi không có cách, chúng ta nhiều như vậy người, hắn thế đơn lực bạc, nếu như không từ, đoán chừng sẽ bị chúng ta tươi sống cho đánh chết, hắn chỉ có thể chậm chậm tay chân giúp chúng ta đem trên người nguyên rùa cho giải khai. Sau khi hoàn thành, đột nhiên Bách Lý Thanh Vân ôm lấy đầu của hắn uốn éo, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Người trẻ tuổi kia khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, liền âm thanh đều không phát ra được liền chết. Ta còn không có từ Thi Ngôn trong lúc khiếp sợ chậm tới, Bách Lý Thanh Vân chiêu này giết người lại một lần nữa đem ta cho kinh sợ, hắn, tại sao phải giết người? Nhớ tới thập tam thiếu lần kia chết, liền ra người đều bị lột, ta hiện tại cũng còn cảm giác dùng mình, cái này yêu cười ấm đại thúc, giống như cũng không có nhìn từ bề ngoài như thế hòa ái, chỉ có thể nói, bốn người của đại gia tộc đều không đơn giản. Đặc biệt là Huyền gia, thần bí để người e ngại. Người tại sao phải giết hắn, hắn hẳn không có sức hoàn thủ, mà lại cũng giúp chúng ta giải nguyền rủa, giống như cũng không cần thiết lấy mệnh của hắn. Ta không hiểu hỏi. Bách Lý Thanh Vân cười cười, nói vừa rồi lời hắn nói người này đều nghe thấy, nếu như trở về nói cho trời một, sự tình liền hỏng bét, hắn phải chết. Trong lòng ta cười lạnh, là ngươi cố ý nói cho hắn nghe a, nếu như không nghĩ để người khác nghe được. Liền sẽ không ở trước mặt hắn nói, Bách Lý Thanh Vân đoán chừng đã sớm muốn mạng hắn, đây chỉ là một đường hoàng lý do thôi. Chẳng qua những lời này ta đều không có nói ra, ta hiện tại cùng Bách Lý Thanh Vân đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, đêm nay hắn còn giúp ta bận bịu, ta không tiện nói gì, chỉ là người này tổng cho ta một loại đường không giống không thể cùng mưu đồ cảm giác. Sự tình sau khi hoàn thành, Bách Lý Thanh Vân phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi, lúc này ta lại đem hắn gọi lại. Hắn quay đầu lại đến, hỏi ta có chuyện gì? Ta hỏi, ngươi có phải hay không biết Mập Hòa Thượng sự tình? Trước đó một lần kia ngươi gặp hắn giống như biểu lộ hơi khác thường, về sau lại hỏi một lần, ta liền biết ngươi hẳn là phát giác cái gì, chỉ là không có nói. Bách Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu nói, tiểu tử kia, trên thân có yêu khí, mà lại cùng động vật thành tinh loại kia yêu khí khác biệt, như ẩn như hiện,
coi như cao thủ cũng không nhất định có thể phát giác. Còn có, trên người hắn còn cất giấu một người khác, cực kỳ cường đại, cho nên đêm đó ta mới khiếp sợ như vậy. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Vân đã sớm phát giác được, chẳng qua hắn chỉ là phát hiện không thích hợp, cũng không có phát hiện Mập Hòa Thượng thân thế. Bách Lý Thanh Vân dẫn người rời đi về sau, ba người chúng ta cũng mau chóng rời đi, người chết cũng không phải việc nhỏ, người không phải ta giết, ta càng không muốn chọc phiền phức. Trở lại cửa hàng về sau, ta cùng Mập Mạp hai cũng không nói chuyện, liền làm chừng mắt Thi Ngôn, có một loại còn không tranh thủ thời gian thẳng thắn tử rộng, kháng cự sẽ nghiêm trị cảm giác, có cái gì bí mật mau nói, không phải chờ chúng ta hai cái ra tay bức cung. Chúng ta vừa mới bắt đầu gặp được Thi Ngôn thời điểm, nàng chỉ là một cái tên ăn mày, về sau nàng chẳng những nhận biết trời một, còn cùng Mã Lâm, Quỷ Nương bọn người xưng tỷ đạo muội, ta liền biết cô nàng này thân phận không tầm thường. Gia Cát, cái này họ nghe vào liền sẽ không là người bình thường, lão tử còn đần độn thật sự cho rằng nàng họ Lâm, chỉ là một cái gọi rừng Thi Ngôn tiểu ăn mày, lão tử thật mẹ nó xuẩn, có cái nào tên ăn mày có thể đánh như vậy, sẽ còn đoán mệnh, thật sự cho rằng là cái bang A. Thi Ngôn nhà đầu này, miệng chính là cứng rắn, dù cho ta cùng Mập Mạp cho nàng tâm lý tạo thành như thế lớn áp lực, nàng vẫn là mạnh miệng không chịu nói, tại kia trang điểm nhiên như không có việc gì, cho là chúng ta liền sẽ dạng này tính, không có cửa đâu. Ai, tiểu ca, người lão bản này nên được, tiểu nhị đều so ngươi có mặt bài, âm hành các đại lão thương thảo sự tình, mời nàng không mời ngươi a. Ai, không có cách, ta đều là người bình thường, một cái nho nhỏ âm hành cửa hàng, mới một cái đồng tiền ấn, có thể so sánh được họ ra các đại lão sao? Tiểu ca, người cũng không cần thương tâm, chúng ta bị đùa nghịch lâu như vậy, liền coi mình là cái gì đồ đần, trách ai a, tự trách mình thôi. Đúng a, tự trách mình. Còn ăn ngon uống sướng đem nàng cúng bái, không nghĩ tới một mực bị người lừa gạt, ta khờ. Thi Ngôn lần này thực sự nhìn không được, phất phất tay mắng, được rồi, đi, hai cái đại nam nhân, kẻ sướng người họa, thật buồn nôn, ta nói với các ngươi còn không được sao. Thi Ngôn vừa dứt lời, ta cùng Mập Mạp hai người liền thật nhanh xách ghế vào tới Thi Ngôn bên người, một bộ ăn khoai tây chiên xem kịch vui dáng vẻ. Thi Ngôn trợn nhìn chúng ta liếc mắt, ghét bỏ nói, các ngươi cần phải như vậy sao? Ta họ gì, có bối cảnh gì, lão ba là ai, liên quan quái gì đến các người, ta không phải là ta, có cái gì khác biệt, các người biết cũng vô dụng, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Ta nói người đừng giày vò khốn khổ, mau nói, chúng ta quần đều trừ, người nói với ta cái này. Mập Mạp nói đúng a, cái này sự tình vốn chính là lỗi của ngươi, còn không trơn tru đưa tới, cùng chúng ta kéo cái gì con bê, chúng ta đều là người thô kệch, không uống canh gà. Thi Ngôn liền một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị chúng ta triệt để đánh, nàng há miệng cũng bây giờ nói chẳng qua chúng ta hai cái miệng, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đem thân phận của mình trung thực nói ra. Thi Ngôn không họ Lâm, mà là họ Gia Cát, bản danh Gia Cát Thi Ngôn, là một cái đoán mệnh thế gia, tại âm hành địa vị cũng cực kỳ cao, duyên tại gia tộc Chư Cát thực sự là quá cổ xưa, cho nên tại âm hành chiếm cứ địa vị cực cao. Muốn nói tổ tông của bọn hắn là ai đi, cũng không tốt nói. Bởi vì liền gia tộc Chư Cát người cũng không biết, có thể là Tam Quốc thời điểm Gia Cát Lượng, cũng có thể là thần toán tử Gia Cát Thanh Vân, chẳng qua khẳng định là, gia tộc bọn họ coi bói bản lĩnh là dựa vào một bản Gia Cát thần toán thư tịch mà quyển sách này thì là Gia Cát Lượng lưu truyền tới nay. Gia Cát thần toán tương truyền là thời Tam Quốc Lưu Bị quân sư Gia Cát Lượng sở tác, cuốn sách này tại Gia Cát gia thế hệ tương truyền, đến nay đã trải 17 cái thế kỷ, nhỏ chính mình người vinh nhục, gia đình được mất, lớn đến chiến dịch thắng bại. Bang quốc hưng suy, đều có thể đo lường tính toán, đều linh nghiệm như thần, sau khi được Gia Cát gia cải tiến, đến Thi Ngôn gia gia thế hệ này, bên trên nhưng đo thiên ý, hạ có thể tính người vòng, coi bói bản lĩnh cực kỳ cường đại cùng khủng bố. Gia tộc Chư Cát địa vị cũng nhắc lên nhắc lại, đang tính mệnh dòng này, không ai bằng trái phải, nếu có thể mời Gia Cát gia đoán một quẻ, kia thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh, bởi vì Gia Cát gia đoán mệnh không lấy tiền, chỉ nhìn duyên, coi như hoàng đế đến. Cũng không nhất định dễ dùng. Thi Ngôn nói, Gia Cát thần toán quyển sách này, mặc dù tổ tông nói là Gia Cát Lượng bịa đặt, nhưng nàng có nghiên cứu qua, trong sách rất nhiều đoán mệnh pháp, tại trước đây thật lâu liền có, so Tam Quốc còn sớm, đồng thời nàng cũng tại cái khác sớm hơn thư tịch bên trên nhìn qua, thuộc về thượng cổ quẻ thuật, Thi Ngôn phỏng đoán, quyển sách này cũng không phải là Gia Cát Lượng viết, có thể là sớm hơn thời điểm lưu truyền tới nay, mà Gia Cát Lượng chính là dựa vào quyển sách này. Trở thành Tam Quốc thời kỳ thần thoại nhân vật. Không nghĩ tới Thi Ngôn lại có thân phận như vậy, nghe được ta cùng Mập Mạp sửng sốt một chút, lần này ta có chút không bình tĩnh,
làm sao trong tiệm tùy tiện một cái tiểu nhị đều lợi hại hơn ta, ta thật sự là ích chó. Chẳng qua Gia Cát Gia uy danh ta đích xác có nghe thấy qua, cái kia Lori học tỷ trước đó chính là Gia Cát Gia hỗ trợ tính toán mệnh, ta vạn vạn không nghĩ tới, người này thế mà là Thi Ngôn lão ba, ta làm sao liền cảm giác âm hành vòng tròn nhỏ như vậy đâu. Biết Thi Ngôn thân phận chân chính về sau, ta cùng Mập Mạp đều có chút không bình tĩnh, không nghĩ tới một tên ăn mày nhỏ, lại có bối cảnh như vậy. Thi Ngôn gọi chúng ta không cần quản những cái kia, đều là phù vân, nói trắng ra cũng liền một cái thối coi bói, cùng đầu đường bày quầy bán hàng không khác biệt, dù sao nàng liền không có cảm thấy ghê gớm cỡ nào. Ngươi nói ai là thối coi bói? Đột nhiên một cái to trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện cổng thế mà bất chi bất giác đứng một người. Người trung niên này nam nhân mặc cho áo dài, tay cầm quạt giấy trắng, có lưu bắt mắt một chữ hồ, hình dạng biểu lộ đều có chút nghiêm túc, nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn cùng Thi Ngôn có một chút giống nhau, hẳn là, cái này nam nhân chính là Thi Ngôn phụ thân. Quả nhiên, Thi Ngôn mân mê cái miệng nhỏ, một mặt nũng nịu hô câu, cha, làm sao ngươi tới rồi? À, không đúng, tựa như là ta bảo ngươi đến, hắc hắc. Trung niên nam nhân dùng cây quạt hung hăng gõ một cái Thi Ngôn đầu mắng, uổng cho ngươi còn biết ta là cha ngươi, rời nhà trốn đi bao lâu rồi. Liền cái tin đều không có, đêm nay còn mắng tổ tông lưu lại bát cơm, ngươi càng ngày càng không che đậy miệng. Thi Ngôn bĩu môi, cũng không dám phản bác, nhưng lại lật mấy cái khinh khỉnh, giống như cực kỳ ghét bỏ cái này nam nhân dài dòng, nhưng lại không dám nói gì. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, còn có, nhanh đến sinh nhật ngươi, đào hôn cũng vô dụng, cha cũng không thể nào cứu được ngươi, tự cầu phúc đi. Hừ, Gia Cát Gia phạm sai lầm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì để cho ta tới lưng, ta mới không gả. Thi Ngôn cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Trung niên nam nhân có vẻ như cũng nghe thấy, lập tức nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì? Thi Ngôn nhếch miệng, lại không dám nói lời nào, giống như có chút sợ hãi phụ thân của mình. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Thi Ngôn sợ, trước đó nàng nhìn thấy ai cũng là nha đầu điên, không sợ trời không sợ đất. Ta thấy hai cha con bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng hướng Mập Mạp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn hòa giải, dù sao hắn nói năng ngọt xớt, làm cái này cũng là thức thời. Mập Mạp hiểu ý về sau, vội vàng đem trung niên nam nhân kéo đi qua, rót một chén trà sau vội vàng nói sang chuyện khác, tiên sinh, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát tiên sinh a. Trung niên nam nhân mặt nghiêm túc sốt cục cười một cái nói, chính là, tại hạ Gia Cát Ẩn, nhận được hai vị trận này đối tiểu nữ chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta vội vàng phất phất tay, nói gì vậy chứ, Thi Ngôn ở đây giúp ta không ít việc, còn không muốn tiền lương, là cái tốt tiểu nhị. Ta nhìn Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái, vội vàng lại khích lệ vài câu, nói nàng thông minh hiểu chuyện, cần cù dũng cảm, lay lay một đống lớn, thẳng đến Thi Ngôn vụng trộm cho ta giơ ngón tay cái lên ta mới dám dừng lại. Gia Cát Ẩn nghe thấy ta vừa nói như vậy, sắc mặt càng ngày càng dễ nhìn, nói dạng này rất tốt, Thi Ngôn từ tiểu nhâm tính làm bậy, còn sợ cho ta thêm phiền phức đâu. Chuyện phiếm trò chuyện xong, Gia Cát Ẩn liền cáo từ, hắn chính là đến xem liếc mắt không hiểu chuyện nữ nhi, kế tiếp còn muốn đi tham gia nửa đêm trà lâu hội nghị, đây là đại sự, cũng không thể chậm trễ. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, ta đột nhiên đem hắn gọi lại, hỏi hắn ta có thể hay không đi cùng. Gia Cát Ẩn nhíu mày. Có chút do dự, hắn nói cái kia sẽ cực kỳ trọng yếu, đều là âm hành đại nhân vật, mang theo ta sợ là không tiện, mà lại âm hành những người kia, cũng không nhất định hoan nghênh ta. Ta nói không quan hệ, mặt ta ra dày, không chào đón ta đứng đấy là được. Cái này sẽ rất rõ ràng là đối thiên gia phán quyết, cái này đối với ta mà nói quá trọng yếu, ta nhất định phải tham dự vào, có thể nghe bao nhiêu là bao nhiêu, nếu như bọn hắn muốn lật đổ thiên gia, khẳng định chọn tại trời một cùng Mã Lâm đại hôn ngày ấy. Đến lúc đó liền Mã gia cùng Mã Lâm cũng phải tác động đến. Thi Ngôn lúc này cũng giúp ta nói vài câu lời hữu ích, nói Gia Cát Ẩn mang đến người, ai dám có ý kiến, lão ba đó cũng là nhân tiện sự tình. Gia Cát Ẩn trợn nhìn Thi Ngôn liếc mắt, sau đó liền đối ta phất phất tay, ra hiệu ta cùng lên đến, nam nhân này đối Thi Ngôn mặc dù nghiêm khắc, nhưng trong lòng vẫn là rất đau Thi Ngôn. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng đi theo, sau đó đối Thi Ngôn cùng Mập Mạp làm một cái ok thủ thế. Gia Cát Ẩn cái này người, chẳng những nghiêm túc, lời nói cũng ít, đi nửa đêm trà lâu đoạn đường này, hắn gần như cùng ta không làm sao nói, có đôi khi ta hỏi vấn đề, hắn cũng chỉ là a vài tiếng, ta thẳng thắn cũng không lên tiếng. Đi vào nửa đêm trà lâu thời điểm,
ta vội vàng rụt rụt đầu, ta từng ở đây náo qua sự tình, thập tam thiếu mặc dù chết rồi, nhưng bên trong tiểu nhị cùng tay chân hẳn là cũng còn nhớ kỹ ta, cho nên ta phải tận lực khiêm tốn, không có thể khiến người ta cho nhận ra. Ngươi đã tới nơi này, Gia Cát Ẩn giống như nhìn ra vấn đề của ta. Ta nhẹ gật đầu, nói cái kia dừng tới qua, còn náo qua, nơi này có cái đấu âm trận, ta trả lại đi làm một trận. Gia Cát Ẩn cười cười, nhỏ giọng hỏi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tuổi như vậy, tại nửa đêm trà lâu náo qua sự tình không nên còn sống, ngươi từ sư môn nào? Ta cười khổ một cái, nói ngươi vừa rồi đến trong tiệm không xem chiêu bài sao? Mao Sơn Quỷ Đạo a. Gia Cát Ẩn nói hắn biết, Mao Sơn Quỷ Đạo cũng có sư phó, ngươi cũng không thể vô sự tự thông a. Ta suy nghĩ một chút, sư phụ của ta nên tính là ta nhị thúc a. Nhưng hắn cũng không dạy qua ta cái gì, ta đều là đọc sách tự học. Ta gãi đầu một cái, nói thật đúng là không có sư phó, đều là nhìn Mao Sơn Quỷ Đạo thư tịch tự học, sư phó chính là thư tịch. Gia Cát Ẩn đột nhiên dùng một loại nhìn với con mắt khác biểu lộ đối ta, hai đầu lông mày có một loại nói không nên lời kinh ngạc, nhưng chớp mắt là qua. Đúng vào lúc này, có hai người ra đón, ta gặp qua bọn hắn, là nửa đêm trà lâu phục vụ viên, trong đó một cái còn mang qua ta tiến gian phòng. Ta vội vàng ngửa đầu không nói lời nào, sợ tiểu tử này đem ta nhận ra, dù sao tại cái này náo qua, lại đến phải khiêm tốn, chẳng qua phục vụ viên kia hẳn là cũng nhận ra ta đến, chỉ là xem ở Gia Cát Ẩn trên mặt mũi, không tiện phát tác, hắn đối với chúng ta làm cái dấu tay xin mời, ra hiệu chúng ta cùng hắn đi lên. Gia Cát Ẩn nhẹ gật đầu, tiếp lấy chúng ta rất nhanh liền được đưa tới một cái xa hoa gian phòng, đi vào thời điểm, ta nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, Âm Hành ba người của đại gia tộc, Địa Trung Đường, Huyền Âm, còn có Hoàng Hinh. Trừ ba người bọn hắn, bàn kia còn ngồi không ít gương mặt lạ, đem cái bàn ngồi tràn đầy, liền lưu lại một cái rộng lớn vị trí, đoán chừng là cho Gia Cát Ẩn lưu. Hoàng Hinh nhìn thấy ta về sau, đầu tiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cái này lúc trước nữ giả nam trang cô nương, giống như càng ngày càng dễ nhìn, mày liễu môi đỏ mặt trái xoan, ngồi cũng có thể nhìn ra tốt dáng người, còn lại đến đôi chân dài, so trước đó gặp phải thời điểm còn muốn đẹp, không biết có phải hay không là ta quá lâu không gặp nàng nguyên nhân, có lẽ là ảo giác, có lẽ nàng so trước đó càng dễ cách ăn mặc. Lâm Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoàng Hinh cùng Gia Cát Ẩn đồng dạng, tay cầm một cái bạch phiến, trong ngực phát lấy thời điểm, mặt như bạch ngọc, mấy cây cành liễu mảnh tóc đen tại cái cổ trắng ngọc bên trong toát ra. Hoàng Hinh mặc dù cùng ta biết thời gian không dài, liên hệ cũng không nhiều, nhưng hẳn là cũng xem như cộng đồng trải qua sinh tử lão bằng hữu. Nàng cùng Mã Lâm càng là tỷ muội tương xứng, đến lúc đó coi như nàng không thể đứng đến ta bên này, cũng tuyệt đối không phải là địch nhân. Ta đối Hoàng Hinh trả lời, vậy đi thật nhiều, ngủ sớm dậy sớm, ăn ngon ngủ tốt, thân thể vô cùng bổng. Hoàng Hinh rõ ràng bị ta chọc cười, che miệng lén cười lên, đại gia tộc nữ hài cười điểm đều thấp, bởi vì từ nhỏ tiếp xúc đám người ít, vừa nhìn thấy người thú vị chuyện thú vị đều yêu cười. Lúc này Địa Trung Đường hừ lạnh một tiếng, hừ, ở đâu ra A Miêu A Cẩu, loại trường hợp này hắn cũng xứng xuất hiện ở đây. Ai, lời này của ngươi liền không đúng, Gia Cát tiên sinh mang tới người, sao có thể vô lễ? Hoàng Hinh vì nói chuyện nói. Địa Trung Đường không buông tha, vẫn giễu cợt nói, chúng ta nơi này liền lưu lại một vị trí, loại kia dâu riêng người, ra ngoài chờ đi, đứng cửa là được, ngồi ở đây đều là Âm Hành người có thân phận địa vị, loại kia tiểu nhân vật, ra ngoài canh cổng. Ta đi. Lão tử ngàn dặm xa xôi tới, ngươi thế mà gọi ta ra ngoài canh cổng, ta đang nghĩ phun cái này khoe khoang lão vài câu, đột nhiên Huyền Âm liền đem ta kéo tới, sau đó một tay lấy ta đặt tại trên ghế, tiếp lấy nàng không hề cố kỵ ngồi xuống trên đùi của ta, còn thuận thế áp vào bộ ngực của ta, khoảng cách gần đến ta đều có thể nghe được nàng mùi tóc. Đều chớ quấy rầy, dạng này không được sao? Huyền Âm cười ta nói, còn thuận thế sờ một chút ta đùi, hại ta đánh run rẩy, ta tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng loạn chiếm ta tiện nghi. Huyền Âm cũng nhỏ giọng tựa ở ngực ta thân nói, coi là giúp ngươi không cần hồi báo a. Ngươi cũng trưởng thành, đừng như thế ngây thơ, ai, đúng, nghe nói ngươi kia bạn gái nhỏ bái nhập chúng ta Huyền gia môn hạ, chuyện ra sao? Ta không nói gì, Huyền Âm nữ nhân này, thật là bách biến nữ vương, lập tức có thể nhu thuận làm người thương yêu, lập tức hung ác như ác lang, lập tức lại nghiêm chỉnh đáng sợ. Lập tức lại biến thành lòng của phụ nữ thượng nhân, lập tức lại cùng thục nữ, vậy ngươi như nha,
hoàn toàn nhìn không thấu nàng rốt cuộc là ai, muốn làm gì, cứ việc nàng giúp ta, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Địa Trung Đường xem xét tình huống này, càng thêm không vui lòng, thối nghiêm mặt nói, Huyền Âm, đây là âm hành lớn nhất từ trước tới nay hội nghị, không phải giường của ngươi, ngươi đây là còn thể thống gì. Huyền Âm nghe cười lạnh một tiếng, nói chỉ có điều một cái ghế hai người ngồi mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao? Nếu như Địa Trung Đường không vui lòng, nàng có thể đi, các ngươi lái chậm chậm cái đủ. Huyền Âm nữ nhân này, có thể nói là mồm miệng lanh lợi, mà lại Địa Trung Đường chướng là không có chút nào chịu bán, cái này sự tình không thể coi thường, tam đại gia tộc nhất định đều muốn ở đây. Huyền Âm uy hiếp như vậy, Địa Trung Đường cũng không dám lại nói cái gì, nàng muốn thật đi, đoán chừng này sẽ cũng không mở được. Địa Trung Đường trông thấy ta đến về sau, vốn định nhục nhã ta, không nghĩ tới hai nữ nhân đều đứng ta bên này, ngược lại làm cho hắn rất xấu hổ, đoán chừng loại tình huống này hắn là vạn vạn không nghĩ tới, tuy nói không phải tự rước lấy nhục, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Thôi đi, ăn bám đồ vật, Địa Trung Đường thấy không có cách nào đuổi ta đi, chỉ có thể hung hăng chào phúng một câu. Ta sờ sờ mặt mình, nhìn nhìn lại Địa Trung Đường nói, ta mặt mũi này là có thể ăn bám, không giống mặt của ngươi, cùng bị heo gặm đồng dạng. Ngươi, Địa Trung Đường bị ta như vậy một mắng, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, đang nghĩ vỗ bàn lên, nhưng lại bị bên cạnh một cái nam nhân cho đè lại. Cái này nam nhân khả năng tại âm hành địa vị cũng không thấp, Địa Trung Đường chỉ có thể cố nén khí không còn dám phát tác, hung hăng chừng ta liếc mắt, ý là, tiểu tử chúng ta đi nhìn. Ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem hắn, chờ xem liền chờ xem, ai sợ ai. Gia Cát Ẩn lúc này phất phất tay, ra hiệu đều chớ quấy rầy, trước nói chính sự quan trọng, thiên gia sự tình hắn đều nghe nói, dung túng yêu tăng, không làm, còn ngăn cản người khác chu tà, phá hư âm hành phép tắc, nghĩ chiếm đoạt tất cả âm hành cửa hàng, bao quát cái khác ba cái gia tộc, cưỡng ép phá hư người khác âm hành cửa hàng, đồng thời hướng càng ngày càng ác liệt phương hướng phát triển, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, những cái này tội danh cộng lại, từng cái đều là tội chết. Nó tâm đáng chém. Thiên gia mặc dù tại âm hành làm rất nhiều niên lão đại, làm những cái này tội cộng lại, đủ để diệt tộc. Gia Cát Ẩn không nói hai lời, trực tiếp đập bàn nói diệt thiên gia sự tình, ta đồng ý, đồng thời làm công chứng viên, có thể ghi vào âm hành sử sách. Gia Cát Ẩn cho thấy thái độ về sau, một cái trong đó người đột nhiên dùng sách nhớ kỹ, đồng thời bên cạnh hắn còn giống như có một người trợ thủ, có dụng cụ đang quay chụp chúng ta. Cái kia dùng sách viết, là cái 50 tuổi tiểu lão đầu. Bên cạnh hắn tuổi nhỏ hơn một chút, chừng 30 tuổi. Trừ bọn hắn, ta đột nhiên cảm thấy bàn này cái khác phần lớn người đều trở nên nhìn quen mắt lên, suy nghĩ một hồi, ta mới rốt cục trong đầu nhớ lại. Ngày đó ta cùng Mập Mạp còn có Mập Hòa Thượng ba người đại náo xong nửa đêm trà lâu sau, gần như tất cả mọi người chạy, liền còn mấy cái vụn vặt lẻ tẻ người điềm nhiên như không có việc gì ngồi kia tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Chúng ta đi ra phía sau cửa, bọn hắn tại phía sau chúng ta thầm nói. Âm hành những năm này giấu quá nhiều dơ bẩn cùng âm u, là thời điểm tìm người ra tới quấy một quấy, để dơ bẩn cùng âm u đều nổi lên mặt nước. Hiện tại ngồi ở chỗ này phần lớn người, chính là bọn hắn. Đậu đen rau muống, trách không được nói đến ra có chiều sâu như vậy lại mơ hồ đến, nguyên lai những cái này đều mẹ nó là âm hành các đại lão, ta lau mồ hôi lạnh, may mắn đêm đó bọn hắn không có đối địch với ta, không phải ta đoán chừng hiện tại thi thể đều thối. Nửa đêm trà lâu quả nhiên là ngọa hổ tàng long, rất nhiều cao thủ đều giấu kín tại đây. Lúc này ta đột nhiên đối cái kia sách lão đầu cảm thấy hứng thú lên, ta nhỏ giọng hỏi Huyền Âm, hắn đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là đang họp ghi bút ký? Huyền Âm nhỏ giọng trả lời nói, ta đây liền không hiểu, âm hành cũng có âm hành lịch sử, là lịch sử liền cần người ghi chép, lão đầu này chính là ghi chép chúng ta thời đại này âm hành lịch sử, trước kia cũng có, đều là có người chuyên phụ trách. Không phải ngươi cho rằng thiên gia siêu tập những tài liệu kia ở đâu ra, âm dương giang hồ cũng là giang hồ, âm dương sự tình tự nhiên cũng có người ghi chép, chỉ có điều ghi chép cái này sự tình người không tiến giang hồ, cũng không để ý tới chuyện giang hồ. Ta nghe xong liền hiểu, còn hỏi lão đầu này có phải là thế hệ tương truyền. Huyền Âm nói đương nhiên là, nhà hắn âm hành sử ký cái gì cũng có, trên dưới mấy ngàn năm, liền không có hắn không biết âm dương sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý. Ngươi có thể từ trong miệng của hắn nảy ra bất luận cái gì bí mật, nhưng lão nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu, trừ thiên gia, những người khác mặc xác, địa vị hắn còn cao, không ai dám đối với hắn tới cứng. Huyền Âm nói như vậy ta liền có chút động tâm, bởi vì liên quan tới Mao Sơn quỷ đạo diệt môn thảm án, hắn khẳng định có toàn bộ tư liệu,
liền xem như tổ tông lưu truyền tới nay, khẳng định cũng là so trong miệng người khác biết đến nhiều, biết đến kỹ càng. Âm hành sử ký tư liệu mặc dù nhiều, nhưng Huyền Âm nói lão nhân này rất khó giải quyết, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp thế nào khả năng đem Mao Sơn quỷ đạo diệt môn tường tình cho đem tới tay, hoặc là ta có thể từ đó đạt được không tưởng được chân tướng. Ta nhỏ giọng hỏi Huyền Âm lão nhân này kêu cái gì, làm sao tại âm hành cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có một người như vậy. Huyền Âm nói, lão nhân này gọi Thần Ninh, người khác đều gọi hắn Thần Lão Đầu, bên cạnh cái kia là hắn cháu trai, gọi Thần Vũ. Hừ, thật đúng là gia tộc sống, liền cháu trai đều mang đến, chẳng qua cũng tốt, tuổi còn trẻ liền có thể nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, về sau đường xá đi được cũng nhẹ nhõm chút. Trở lại chuyện chính, Gia Cát Ẩn của trách xong trời một tội ác về sau, trực tiếp liền biểu quyết lập trường của mình, cũng phán tội chết, nó tâm đáng chém. Vừa mới nói xong, mọi người tất cả đều nhất hô bách ứng, nhìn những người này hẳn là đều nhịn trời một thật lâu, đoán chừng nhà mình cửa hàng đều bị trời đưa một cái nện đi. Đặc biệt là địa trung đường, tiểu tử này ngấp nghé long đầu vị trí của đại ca thật lâu, hận không thể lập tức lật đổ thiên gia, vậy hắn liền có thể làm âm hành đại ca. Trời một gia hỏa này, không coi ai ra gì, dã tâm cực lớn, còn không tuân thủ âm hành phép tắc, chúng ta lần này nhất định phải đem thiên gia nhổ tận gốc. Địa trung đường nói. Địa trung đường, các vị đang ngồi ở đây đều đồng ý, đồng thời nhất trí quyết định tại Mã Lâm cùng trời một đại hôn ngày đó công phá thiên gia. Để thiên gia đến cái tai họa ngập đầu, chỉ chẳng qua lần này hành động, phải có cái người dẫn đầu, bằng không, rắn mất đầu khó thành đại sự. Lúc đầu cái này sự tình là muốn Gia Cát Ẩn đảm nhiệm, nhưng hắn lại cự tuyệt, có mặt cái này hội nghị về sau, chuyện kế tiếp một mực không tham dự, có thể nói là có chút kẻ già đời, có chút muốn bo bo giữ mình hương vị. Lúc này địa trung đường ta nở nụ cười, vỗ ngực đề cử mình, nói âm hành trong tứ đại gia tộc, trừ thiên gia, ngay tại chỗ nhà sắp xếp lão nhị. Cái này sự tình trừ hắn, không ai có thể gánh phải dưới, hắn việc nhân đức không nhường ai. Huyền Âm cùng Hoàng Hinh không có hắn ra mặt như vậy dày, cũng không muốn tranh, liền theo hắn đi, không có đồng ý, cũng không có phản đối. Chỉ chẳng qua về sau hắn lại thêm một cái điều kiện, nếu như việc này thành, như vậy nhà, liền phải ngồi lên long đầu đại ca cái này bảo tọa. Lúc này Huyền Âm cùng Hoàng Hinh liền không vui lòng, người muốn làm đội trưởng, chúng ta có thể không có ý kiến. Khi ngươi muốn mượn này thượng vị, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi. Địa trung đường thấy hai nữ không đồng ý, nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, chúng ta nhà kỳ môn độn giáp, là thượng cổ kỳ thuật, ta địa trung đường năng lực cũng tại các ngươi phía trên, hai người các ngươi xú nha đầu, có gì không phục. Êm đẹp hội nghị, Gia Cát Ẩn sợ bởi vì đoạt quyền đoạt lợi mà phá hư bầu không khí, vội vàng phất phất tay, ra hiệu mọi người không muốn lại nhao nhao. Để cho công bằng. Lần này tiêu diệt thiên gia hành động bên trong, ai cầm xuống trời một đầu người, cái này long đầu đại ca về sau liền từ ai tới làm, không chỉ cái khác tam đại gia tộc, bất cứ người nào đều được. Gia Cát Ẩn vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận lên, chẳng qua Hoàng Hinh sắc mặt khó coi, khả năng bởi vì Mã Lâm nguyên nhân, nàng cũng không muốn đối trời vừa động thủ, Huyền Âm thì một bộ không quan trọng dáng vẻ, cao hứng nhất chính là địa trung đường, một mặt tự tin, giống như đối với chuyện này định liệu trước. Chẳng qua tại cùng doanh câu giao thủ thời điểm, hắn cùng trời một thực lực khoảng cách vẫn là kém rất xa, mặc dù đây là cái giả trời một. Gia Cát Ẩn tiếp tục nói, chuyện này liền quyết định như vậy, lần này hành động, tạm thời từ địa trung đường đảm nhiệm chỉ huy. Nghe được Gia Cát Ẩn quyết định này, ta cùng Hoàng Hinh còn có Huyền Âm đều liếc mắt, một bộ ghét bỏ biểu lộ, mà địa trung đường liền cùng cái tiểu nhân đắc chí đồng dạng, lộ ra kia nhất quán buồn nôn nụ cười, biểu thị thắng lợi của mình. Một lát sau, địa trung đường liền cùng một cái tướng quân đồng dạng, đối tất cả mọi người khoa tay múa chân, bắt đầu bố trí lần này đổ sát nội dung cặn kẽ cùng hành động trình tự. Trời một không phải người bình thường, thiên gia càng là cực kỳ lợi hại gia tộc, có thể đứng thẳng tại âm hành đỉnh nhiều năm như vậy, không phải chỉ là hư danh, coi như chúng ta ở đây mở ra như thế bí ẩn hội nghị, trời một cũng có khả năng đã sớm thu được tin tức, cho nên, vì lo lắng có mai phục hoặc là xảy ra bất trắc không đến mức toàn quân bị diệt. Lần này tiến đánh thiên gia đạt được thành 4 cái tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất, có thể nói là công kích đội cảm tử, dùng để xung phong, thực lực đã không thể yếu, cũng không thể mạnh, quá yếu, sợ liền thiên gia cổng còn không thể nào vào được, quá mạnh xung phong, nếu như bị người tận diệt, vậy liền đánh mất quân chủ lực, sẽ đối về sau chiến đấu sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, tiểu đội thứ nhất từ tam đại gia tộc 3 cái người đứng thứ 2 đảm nhiệm, địa trung đường thủ hạ Ngụy Thư Đình. Cái kia đâm người giấy thanh thuần tiểu cô nương,
đừng nhìn bề ngoài dạng này, làm người nhưng cùng một lão hồ ly đồng dạng, rất giảo hoạt. Còn có chính là Huyền Âm thủ hạ Bách Lý Thanh Vân cùng Hoàng Hinh nhận lấy Tiểu Hoa, ba người này trước dẫn người giết đi vào. Sau đó, chính là tiểu đội thứ hai người, vậy dĩ nhiên là tam đại gia tộc gia chủ, Địa Trung Đường, Huyền Âm cùng Hoàng Hinh, tại tiểu đội thứ nhất công kích cùng yểm hộ dưới, cho thiên gia đến cái không tưởng được thứ hai tập kích. Thứ ba tiểu đội ngay tại lúc này các vị đang ngồi, xem như Địa Trung Đường lưu lại thủ đoạn chi viện, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Về phần sau cùng thứ tư tiểu đội, chính là quét dọn chiến trường hoặc là canh cổng vây trạch, không để thiên gia người có một cái cá lọt lưới, cái này tiểu đội yêu cầu không cao, tìm một chút âm hành cấp thấp nhất lực lượng tạo thành là được. Địa Trung Đường sau khi nói xong, đột nhiên nhìn về phía ta nói, cái này thứ tư tiểu đội trưởng, ta suy xét thật lâu, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Ta dựa vào, người mẹ nó mới phù hợp, cả nhà ngươi đều phù hợp, cái này thứ tư tiểu đội, rõ ràng liền cùng đội cổ động viên đồng dạng. Người muốn lão tử làm cái này, người đem lão tử làm thứ đồ gì rồi? Liền ta loại này trung kiên thực lực, làm sao cũng không phải làm cái tiên phong xung phong chiến trường. Ngay tại ta nghĩ đối Địa Trung Đường chửi ầm lên thời điểm, đột nhiên Huyền Âm mạnh mẽ bóp một chút bắp đùi của ta, không để ta lên tiếng, còn rung động từ giúp ta đáp ứng. Ta vội vàng tại Huyền Âm bên tai nhỏ giọng nói, ngươi có lầm hay không, hắn rõ ràng là làm khó cùng chế nhạo ta, ngươi còn sảng khoái như vậy đáp ứng. Huyền Âm cũng nhỏ giọng trả lời, nơi này ngươi không có địa vị, tăng thêm lần này Địa Trung Đường tiểu nhân đắc chí, nếu như ngươi không đồng ý, liền sẽ bị đá ra hành động lần này, đến lúc đó được không bù mất. Huyền Âm nói đến cũng rất có đạo lý, nếu như ta tham dự không tiến vào, kia tình huống lần này ta đem hoàn toàn không biết gì, ta phải giúp trời xem xét lấy Mã Lâm, lần này ta không thể bị người đá ra đi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đại trượng phu có được giãn được, lão tử lần này nhịn ngươi. Không riêng Huyền Âm đồng ý, ngay cả chính ta cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Kết quả này Địa Trung Đường vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng ta sẽ vỗ bàn lên, cực lực phản đối, chẳng qua vừa vặn tương phản, tại Huyền Âm khuyên can dưới, ta mặt mỉm cười đồng ý, hạt vừng lại nhỏ cũng là quan, dù sao cũng là cái thứ tư tiểu đội trưởng. Địa Trung Đường thấy ta đồng ý, cũng không nói chuyện dễ nói, đến tận đây tất cả hành động đã bố trí xong. Về phần hành động thời gian, vậy khẳng định là Mã Lâm cùng trời một đại hôn thời gian, mà tấn công vào đi thời cơ, chính là bọn hắn tuyên thệ đeo giới chỉ thời điểm, Địa Trung Đường tin tưởng, một khắc này, khẳng định là phòng thủ buông lỏng nhất thời khắc, mà cách bọn họ đại hôn thời gian, ước chừng còn có 5 ngày. Địa Trung Đường sau khi nói xong, ta hỏi một cái đến đóng chặt muốn vấn đề, hiện tại không giống trước kia, giang hồ chém chém giết giết, chết vài trăm người đều vô sự, lại hoặc là một cái gia tộc bị tàn sát, tối đa cũng coi như giang hồ ân oán. Nhưng bây giờ là pháp luật xã hội, chúng ta dạng này xông vào thiên gia giết người, có phải là không tốt lắm, vạn nhất bị điều tử vây quanh, toàn bộ đều muốn tiến nhà tù ngồi xổm. Lúc này, trong đó một cái giữ lại râu đen đại quang đầu nói chuyện, hắn hút xì gà, cho người ta một loại có quyền thế déjà vu, khả năng không phải déjà vu, là thật có quyền thế. Đại quang đầu nói, điều tử bên kia hắn đã bắt chuyện qua, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn hắn, nhiều nhất kết thúc đi qua làm dáng một chút. Âm dương sự tình âm dương, không ăn người chết cơm người sống mơ tưởng quản, bằng không, quản ngươi là hoàng đế vẫn là ai, ban đêm sợ là bị người câu hồn cũng không biết. Ta nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác gian phòng này người thật đáng sợ, những cái này đứng tại âm hành đỉnh người, dường như nắm giữ rất nhiều nhân gian pháp tắc cùng sinh tử quyền lợi, mặc kệ dương, vẫn là âm, tựa hồ cũng là bọn hắn làm chủ, cùng toàn bộ âm hành là địch, thật trừ thiên gia không có những người khác có bản lãnh này. Hội nghị đến cái này cơ bản cũng liền kết thúc, ngay tại ta nghĩ đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên Huyền Âm đè lại ta, gọi ta đừng nhúc nhích, có người đến. Ta nhìn một chút những người khác, giống như đều không có muốn động ý tứ, Huyền Âm hình như là chính xác. Quả nhiên, không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng vỗ tay, ta nhíu mày, là ai? Ai đến rồi, loại hội nghị này hẳn là rất che giấu, mà lại rất trọng yếu, nên đến đều đến, sẽ không có người đến trễ, đến người này. Hẳn là không mời mà tới, ta nhìn thấy các vị đại lão sắc mặt đều rất nghiêm túc, hẳn là đến người này là phiền phức hàng. Mấy giây qua đi, đột nhiên oanh một tiếng, cửa giống như bị xe hàng đụng đồng dạng, trực tiếp hướng chúng ta đám người này bay tới. Lúc này Địa Trung Đường từ trên bàn nhảy tới, một chưởng đánh vào bay tới trên cửa, môn kia lập tức trở nên vỡ nát, tứ tán tại gian phòng các nơi. Tiểu tử này mặc dù thực lực tại trời một phía dưới,
nhưng vẫn là lợi hại, không hổ là bốn người của đại gia tộc, một trưởng liền giữ cửa cho đánh nát. Nha, huynh thân thủ tốt, tiếp cửa công phu thật là không tệ, nha, rất người đủ a, các đại lão tất cả đều tại a. Ta nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc đứng tại ngoài cửa, nhìn lại, người kia chính là Trời Một. Đây thật là khách không mời mà đến, vạn vạn không có nghĩ đến cái này hội nghị lúc kết thúc, Trời Một thế mà lại tới, hắn là làm sao biết chúng ta tại cái này họp. Nhìn thấy Trời vừa đến, tất cả mọi người khẩn trương đứng lên, bao quát ra Cát Ẩn, có thể thấy được Trời Một người này tại âm hành bên trong cho người tồn tại cảm cùng uy hiếp cường liệt bao nhiêu, không hổ là âm hành đệ nhất nhân, chỉ tiếc đây là cái tên giả mạo, nghe hắn nói liền biết, chân chính Trời Một trầm mặc ít nói, biểu lộ ngôn ngữ băng lãnh, một hơi có thể nói ba chữ đều tính không sai. Chẳng qua thật đúng là đừng nói, ở trong đó có một người không có đứng lên, nàng chính là Huyền Âm, nàng một bộ dáng vẻ lười biếng, không có chút nào khẩn trương cũng không nóng nảy, còn tiện thể ngáp một cái. Nhưng nàng ngồi tại trên đùi của ta, nàng không đứng dậy, ta cũng lên không được, ta nói cô nãi nãi, ngươi để ta đứng lên ngươi chậm rãi ngồi cái đủ được không? Ta chân tê dại chết rồi. Huyền Âm đột nhiên xấu nở nụ cười, chân tê dại. Đầu nào chân? Ta. Đầu thứ ba, Huyền Âm hoàn toàn không để ý tới Trời Một, ngược lại cùng ta mở lên có chút nhan sắc trò đùa. Ta liếc nàng một cái, đột nhiên nói, ngươi còn như vậy, có tin ta hay không đem cái này sự tình nói cho Vũ Tầm. Thôi đi, không có tí sức lực nào, người so minh hôn những cái kia người chết còn không có lực, ai, cùng một đám đại nam nhân họp, nhàm chán chết rồi, lên đi, để ngươi đứng cái đủ. Nói chuyện Vũ Tầm, Huyền Âm lập tức sợ, ta dám khẳng định hai nàng này khẳng định có cái gì không tầm thường quan hệ. Ta cùng Huyền Âm đứng lên thời điểm, Trời nghiêm đối mọi người ha ha nói như thế tể nhân, khai phái đúng a. Chậc chậc chậc, làm sao không mời ta, cũng quá không có suy nghĩ đi. Có phải hay không chúng ta thiên gia người, hiện tại không tới nổi a. Trời nói chuyện nói, đột nhiên đổi một gương mặt, biểu lộ hung ác như đầu sói. Địa trung đường cũng hừ lạnh một tiếng, hừ, phải xiết, đã hắn hiện tại đưa tới cửa, vậy cũng không cần đợi đến ngày đó, đêm nay ta đem hắn đầu cho vặn xuống tới. Âm hành đại ca vị trí này, cũng nên đến phiên chúng ta nhà ngồi. Sau khi nói xong, địa trung đường giống như mãnh hổ rời núi, chỉ lên Trời Một nhào tới, hắn song quyền như rồng, thẳng oanh thiên một ngực. Trời máy động nhưng một tay nhất chuyển, đem địa trung đường hai cổ tay đẩy sang một bên, địa trung đường nắm đấm nghiêng một cái, đánh vào trên tường, kia tường gỗ lập tức phá xuất hai cái lỗ lớn. Trời Một thừa cơ một chân đá vào địa trung đường đầu gối phản xạ khu bên trên. Địa trung đường kêu lên một tiếng đau đớn, tự nhiên chỉ lên Trời Một quỳ xuống. Trời dùng một lát ngón tay móc móc bên tai, hừ, các ngươi nhà, mãi mãi cũng chỉ có thể thần phục tại chúng ta thiên gia dưới chân, phế vật. A, địa trung đường bị đương chúng dạng này nhục nhã, tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người lập tức cùng như bị điên, gào thét một tiếng xông lên, lại dự định cùng Trời liều mạng, luận thân thủ hắn không sánh bằng Trời Một, cái kia chỉ có thể liều âm dương bí thuật. Nhưng lúc này Gia Cát Ẩn lại một tay lấy địa trung đường kéo lại. Địa trung đường tức hổn hển, thế mà đem khí phát tại Gia Cát Ẩn trên thân, hắn giống to, thối coi bói, người kéo ta làm gì? Gia Cát Ẩn cũng không tức giận, chỉ là ôn hòa nhã nhặn nói, không muốn tự rước lấy nhục nhã, nếu như ngươi là đối thủ của hắn, vậy tối nay cái hội nghị này cũng không cần phải mở, một mình ngươi đem hắn giải quyết là được. Câu nói này đem địa trung đường đối không lời nào để nói, chỉ có thể vung lấy cánh tay phụng phịu. Xem như bị Trời đánh ép đến không còn mặt mũi, một điểm tính tình đều không có, có cũng không thể phát tác. Cái này Trời Một mặc dù là tên giả mạo, nhưng là tại hòa thượng miếu bên trong trưởng thành, thân thủ tự nhiên là thượng thừa, tăng thêm hắn tu luyện âm dương bổ sung, nam nữ đồng tu tà thuật, địa trung đường không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Nếu như liều âm dương bí thuật, khả năng địa trung đường sẽ không thua phải khó coi như vậy, dù sao cũng là bốn người của đại gia tộc, kỳ môn độn giáp thuật cũng là thượng cổ bí thuật. Không thua gì tà thuật. Lúc này dâu đen đại quang đầu nói chuyện, Trời Một, người không khỏi cũng quá không đem ta nửa đêm trà lâu nơi đó phương đi. Lại dám đơn thương độc mã một người tới. Đại quang đầu sau khi nói xong, vỗ vỗ tay, đột nhiên từ bên ngoài lao ra ước chừng hơn 10 người, bọn hắn toàn bộ đều dùng súng chỉ vào Trời Một đầu. Thẳng đến đại quang đầu đem những này người gọi lúc đi ra, ta mới biết được nguyên lai hắn chính là nửa đêm trà lâu mới người nói chuyện, cũng đúng. Thập tam thiếu đều chết rồi, nửa đêm trà lâu không có khả năng không ai nhìn xem, chẳng qua là hắn thế mà cũng là âm hành đại lão, địa vị khẳng định phải so thập tam thiếu cao hơn rất nhiều, hẳn là,
hắn cũng là nửa đêm trà lâu người sau lưng một trong. Trời nhìn lên nhìn đen như mực họng súng, vẻ mặt khinh thường, hắn thổi thổi móc ra đồ vật, nở nụ cười gằn nói, Mã đại đầu, chẳng lẽ ngươi không biết, đời ta ghét nhất người khác dùng súng miệng chỉ vào người của ta sao? Hừ, tại âm hành, thương, là thứ vô dụng nhất, sẽ chỉ tổn thương chính mình. Trời một vừa dứt lời, đột nhiên đám kia dùng súng thủ hạ ra mặt nhăn thành một đoàn, sau đó không ngừng vặn vẹo lên, tay chân của bọn hắn bắt đầu run rẩy, súng trên tay càng là biến thành một đầu hắc xà. Đám kia thủ hạ liền cùng như bị điên, khóe miệng lộ ra quỷ mị nụ cười, sau đó đem đầu rắn nuốt vào miệng bên trong. Phanh, 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 tiếng súng vang lên, đám kia thủ hạ tất cả đều chết mất, nuốt thương mà chết, cuống họng bị đánh xuyên một cái lỗ máu. Lúc này dưới lầu phát ra hốt hoảng thanh âm, đoán chừng là nghe được súng vang lên, lâm vào khủng hoảng. Không có đụng vào, không có ánh mắt tiếp xúc, không có thủ quyết, không có niệm chú, thế mà tất cả đều để bọn hắn trúng chiêu, thiên gia quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Cát Ẩn phát ra một tiếng cảm thán cùng tán thưởng. Trời vừa nghe xong về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn đột nhiên thân thể uốn éo, chúng ta lúc này mới phát hiện, phía sau hắn thế mà còn cất giấu một người. Nhìn trên thân người này quần áo cùng trên tay cầm lấy thương, hẳn là vừa rồi đám kia thủ hạ trong đó một cái. Cẩn thận, Gia Cát Ẩn đột nhiên đá Đại Quang Đầu một chân, nhưng là đã có chút trễ, thương phát ra phịch một tiếng, hướng Đại Quang Đầu bay vụt đi qua, Hoàng Hinh lúc này bạch phiến nhanh chóng ra tay, hình thành một cái bát quái đồ hình, mặc dù ngăn không được thương, nhưng có thể chậm lại một chút tổn thương, chẳng qua để chúng ta mở rộng tầm mắt chính là, cũng không có đạn xuyên qua bạch phiến hóa thành bát quái. Đại Quang Đầu chỉ là bị đạp ngã trái ngã phải, cũng không có thụ thương, nhưng nhìn qua rất chật vật không chịu nổi. Ảo giác mà thôi, vừa rồi trời cùng nhau không chỉ ở móc bên tai, hắn thổi ra đồ vật gọi loạn hồn phấn, có thể khiến người ta trong nháy mắt sinh ra ảo giác hoặc là ảo giác. Huyền Âm không biết lúc nào ngồi xuống lại, nàng ngáp một cái uể oải nói. Đến lạc, lần này là thật, trời máy động nhưng đối một mặt mơ hồ còn không có kịp phản ứng mọi người nói. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thương lần này chân chính phát ra gầm thét, Đại Quang Đầu trên cánh tay nhiều một cái lỗ máu, máu phun tới đem trọn cánh tay đều nhuộm đỏ. Lần này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trời một thế mà ngay trước nhiều như vậy đại lão trước mặt, đem cái này gọi Mã đại đầu bị đả thương, hơn nữa là dễ như trở bàn tay. Cái gọi là loạn hồn phấn, chẳng qua là một chút tiểu thủ đoạn, cùng quỷ để người bên trong ảo giác không sai biệt lắm. Trời một thế mà có thể sử dụng loại này tiểu thủ đoạn để tất cả ở đây đại lão chúng chiêu, bao quát Gia Cát Ẩn, này làm sao không làm người ta giật mình. Trong lòng ta cũng đồng thời lạc một tiếng, cái này tên giả mạo, khả năng thực lực thật đúng là không thua gì chân chính trời một, ta trước đó suy đoán có thể là sai. Lại nhìn về nổ súng cái kia thủ hạ, hắn lúc này hai mắt vô tình, mặt không biểu tình, tay chân cứng đờ chết lặng, đoán chừng sớm đã bị trời đưa một cái khống chế. Trời xem xét lấy chảy máu Mã đại đầu đắc ý nói, cái này chật chật chật, ta đều nói, thương thứ này tại âm hành, sẽ chỉ tổn thương mình, ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Mọi người sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người nói không ra lời, Mã đại đầu càng là sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất kêu rên, không biết là có hay không hối hận vừa rồi gọi người dùng súng chỉ vào trời một đầu, chẳng qua nhìn nét mặt của hắn, căm hận tương đối nhiều một điểm, bình thường đứng tại đỉnh người có quyền thế, trả thù tâm đều cực mạnh. Chỉ có không cam tâm, sẽ không dễ dàng khuất phục. Trời xem xét mọi người không nói lời nào, từ trong ngực móc ra hai tấm thiếp mời, sau đó bỏ vào trên bàn trà. Trời nói chuyện nói đây là thiệp cưới cùng thư khiêu chiến, các ngươi nghĩ tiếp như thế. Thư khiêu chiến cái gì, Địa Trung Đường tức giận mà hỏi. Trời ha ha cười lớn một cái nói, khiêu chiến cái gì. Ha ha, đừng cho là ta không biết các ngươi đang thương lượng cái gì. Các ngươi không phải muốn diệt ta thiên gia sao? Vậy ta liền lấy thiên gia danh nghĩa, khiêu chiến toàn bộ âm hành, đại hôn ngày ấy, ta tại thiên gia chờ các ngươi, có dũng khí thì tới đi, ha ha, kết hôn còn muốn ta diệt đi toàn bộ âm hành, không biết ban đêm còn có hay không khí lực động phòng, ai, không có cách, âm hành rác rưởi nhiều lắm, ta phải lần nữa sửa sang một chút, từ nay về sau, ta muốn âm hành bằng vào ta duy tôn, ta chính là âm hành hoàng đế, các ngươi ai không phục, liền đến khiêu chiến đi. Nếu như muốn sớm một chút quy thuận ta, vậy liền cầm thiệp cưới đến ta thiên gia. Ta vô thượng hoan nghênh. Trời nói chuyện rác rưởi thời điểm, cố ý cắn trọng chữ nhìn xem Địa Trung Đường, biểu lộ rất là khinh thường cùng trào phúng. Địa Trung Đường cái kia trêu đến, trực tiếp mắng, ta đi ngươi nhị đại gia, ngươi nói ta là rác rưởi.
Không, không, ta không phải nói ngươi là rác rưởi, ta nói là các vị đang ngồi. Đều là rác rưởi, ha ha, trời vừa nói xong về sau, ôm lấy vừa rồi phía sau vị kia cầm thương thủ hạ đầu uốn éo, sau đó cười lớn nghênh ngang rời đi, mà cái kia thủ hạ tự nhiên là đã chết thảm, cổ bị vặn gãy, chúng ta thậm chí đều có thể nghe thấy cổ xương gãy nứt thanh âm. Quá tàn nhẫn, cái này căn bản liền không thể nào là trời một, liền loại này không hề có lực hoàn thủ, đã bị hắn khống chế người cũng phải giết sao. Không cách nào tưởng tượng, nếu như đây là sự thực trời một ta nên làm cái gì. Trời rời tách về phía sau, địa trung đường tức giận đến sắc mặt xanh trắng, cuối cùng cuồng hống một tiếng, một chưởng đánh vào trên mặt bàn, tấm kia bàn trà trực tiếp liền phịch một tiếng, tán thành không lần khối. Ngồi ở bên cạnh Huyền Âm lườm hắn một cái, vỗ ngực oán giận nói, bệnh tâm thần, người có khí vừa rồi không chỉ lên trời một phát, cầm cái bàn ra cái gì khí, không nhìn ta ngồi sao. Kém chút hù chết ta. Gia Cát Ẩn nói, trời một quả nhiên lợi hại. Tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải hợp chúng nhân chi lực đem hắn tiêu diệt, tiểu tử này càng lợi hại, càng là muốn trừ hết, bằng không, hậu hoạn vô cùng, không thể để cho hắn còn nháo như vậy nữa xuống dưới, kế hoạch đúng hẹn tiến hành, hy vọng mọi người không muốn bởi vì chuyện vừa rồi động quân tâm. Gia Cát Ẩn sau khi nói xong, có mấy người tiến đến đem Mã Đại Đầu khiêng đi ra chữa thương, những người khác cũng rất nhanh tán đi, chỉ còn lại ta cùng Gia Cát Ẩn hai người. Ta nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị địa trung đường đánh nát cái bàn, phát hiện trời một cương mới lưu lại thiệp cưới không gặp, ta nhíu mày, là ai? Là ai muốn làm phản sao? Quả nhiên giang hồ hiểm ác, vừa rồi chứng kiến trời một cường hãn thực lực về sau, liền có người muốn làm cỏ đầu tường. Nhìn cái gì đấy, đi thôi, Gia Cát Ẩn ở ngoài cửa thúc giục nói. Ta không có đang nhìn, cùng Gia Cát Ẩn cấp tốc rời đi nửa đêm trà lâu, trên đường thời điểm, ta hỏi Gia Cát Ẩn hai vấn đề. Tại trên đường trở về, ta hỏi Gia Cát Ẩn hai vấn đề, một là, vừa rồi tại trong bao xương, không sai biệt lắm có mười mấy người, những cái kia đều là âm hành đại lão cấp bậc nhân vật, thực lực hẳn là cũng không thấp, vì cái gì ra tay đối phó trời một đích thật là lác đác không có mấy, hai là Gia Cát gia quẻ thuật vô song, chẳng lẽ liền không có tính qua, hiện tại trời một có gì không ổn sao? Gia Cát Ẩn cũng là sảng khoái, theo thứ tự trả lời vấn đề của ta, thứ nhất, những cái được gọi là âm hành đại lão. Kỳ thật đều là tại quan sát, mặc dù tối nay tới họp, nhưng cũng chưa chắc sẽ đứng tại chúng ta bên này. Còn có, trời một âm thuật rất là lợi hại, ai cũng không dám xuất thủ trước, tựa như đêm nay Mã Đại Đầu đồng dạng, liền ăn sung phong thua thiệt. Chẳng qua đây chỉ là tạm thời, trời một thịnh thế khinh người, những người khác cũng nhịn không được hắn bao lâu. Đương nhiên, nếu như có một hai cái làm cỏ đầu tường làm phản, cũng không gì đáng trách, chỉ là nếu như thua, khả năng kết quả sẽ rất thảm. Thứ hai, Gia Cát Ẩn hôm nay tới đây, chính là xem bói nguyên nhân, cái này sự tình cũng không phải là hắn chân chính ý nguyện, quẻ bên trong biểu hiện, âm hành tất có một trận chiến, mà cái này cuối cùng thôi động người chính là mình, cho nên hắn đêm nay mới biểu hiện kiên quyết như thế. Âm hành một trận chiến này, là vận mệnh bố trí, căn bản liền không thể tránh mở sao. Là thiên gia có này một kiếp, vẫn là âm hành có này một kiếp, lại hoặc là trời một. Ta hỏi Gia Cát Ẩn, chẳng lẽ vận mệnh không thể sửa đổi sao? Lại hoặc là nghịch thiên cải mệnh, nếu như Gia Cát Ẩn phản đối, một trận chiến này phải chăng lại sẽ lắng lại. Gia Cát Ẩn cười cười hỏi ngược lại, người cứ nói đi. Thứ tư tiểu đội trưởng. Ta cười khổ một cái, nháy mắt liền minh bạch Gia Cát Ẩn ý tứ, cái này sự tình quá lớn, ai cũng không cách nào ngăn cản, coi như âm hành người chịu bỏ qua, giả thiên một cũng sẽ không, lấy hắn trình độ phách lối, khẳng định không ngừng khiêu khích, thẳng đến chiến tranh bộc phát. Ta lại tiếp tục hỏi. Kia lão nhân ra ngài, có thể tính tới kết quả của cuộc chiến đấu này sao? Ai thắng ai thua? Gia Cát Ẩn nhíu mày, qua thật lâu mới trả lời, hắn nói cái này một quẻ hắn cũng là tính qua, chỉ là tính không ra, nói đến mất mặt, Gia Cát Ẩn xem bói vô số, trước sau 500 năm đều có thể tính, quẻ quẻ nắm chắc, coi như để hắn thăm dò thiên ý, cũng chưa chắc không thể, chỉ là phải bỏ ra cái giá tương ứng mà lại, chẳng qua cái này một quẻ, hắn thế mà coi không ra. Gia Cát Ẩn nói, cái này một quẻ coi không ra, cũng là không phải hắn bản lĩnh nhỏ, không có đáp án quẻ tượng, coi là có biến số, nói một cách khác, cái này sự tình ông trời đều không có định, ngày đó sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không biết, bởi vì biến số quá lớn, khả năng bất kỳ một cái nào nhỏ bé người hoặc là sự tình, đều có thể thay đổi vốn có lịch sử. Gia Cát Ẩn nói ta có chút hồ đồ, tương lai không đều là chú định sao? Còn thay đổi cái gì, tại sao ta cảm giác cái này Gia Cát Ẩn cùng đầu đường coi bói không sai biệt lắm?
dừng lại lắc lư, chờ người trong cuộc mộng, liền có thể danh chính ngôn thuận nói hưu nói vượn. Gia Cát Ẩn nhìn ta lộ ra không tin nét mặt của hắn, cũng không nói thêm gì đi nữa, hắn chỉ là dặn dò ta, ngày đó nhất thiết phải cẩn thận, hoặc là hủy diệt không phải thiên gia, mà là âm hành phần lớn người. Gia Cát Ẩn nói sự tình để ta lòng còn sợ hãi, nếu như ngày đó chúng ta toàn bộ chết rồi, kia âm hành lịch sử để cho giả thiên thay đổi viết, hắn sẽ đem đen nhớ thành bạch, giả nói thành thật, âm hành đoạn lịch sử này cùng hành động vĩ đại, sẽ vĩnh viễn mai một tại lịch sử trong bụi mù. Trở lại cửa hàng về sau, Gia Cát Ẩn cũng không có mang đi Thi Ngôn, chỉ là căn dặn vài câu, liền rời đi, chẳng qua hắn nhiều lần nhắc nhở Thi Ngôn sinh nhật nhanh đến, phải làm cho tốt lấy chồng chuẩn bị, ta đây liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ Gia Cát Ẩn liền như vậy vội vã đem Thi Ngôn gả đi sao? Thi Ngôn dáng dấp cũng không khó coi, còn sợ tìm không thấy nhà chồng, mà lại tuổi của nàng cũng xác thực nhỏ, sớm như vậy kết hôn làm gì? Chẳng qua đây là chuyện nhà của người khác, ta cũng không tiện nhúng tay. Thi Ngôn tại Gia Cát Ẩn trước mặt cũng rất ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì muốn phản bác cử động, chỉ là Gia Cát Ẩn vừa rời đi, nàng liền chửi ầm lên lên, nguyên lai đây hết thảy đều là giả vờ, xem ra Thi Ngôn vẫn có chút kiêng kỵ mình cái này nghiêm khắc phụ thân. Ta cùng Mập Mạp vội vàng hỏi Thi Ngôn đây là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chết sống không chịu nói, Thi Ngôn miệng có tiếng cứng rắn, chỉ cần là nàng không chịu nói sự tình, ai cũng đừng nghĩ moi ra tới. Mập Mạp thấy không có tí sức lực nào, đành phải hỏi ta chuyện đêm nay, ta thế là đem nửa đêm trà lâu hội nghị nội dung đều một năm một mười nói cho bọn hắn. Mập Mạp nghe được ta chỉ vớt cái nhỏ nhất quan làm, lập tức biểu hiện ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, Thi Ngôn cũng thế, nói cùng Gia Cát Ẩn đi, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, làm sao cho cái giữ cửa sống cho ta. Thi Ngôn còn nói, kia địa trung đường rõ ràng có tư tâm, hai cái đội đều là ba người của đại gia tộc tiên tiến, kia cầm trời một đầu người. Hắn liền có thể làm âm hành đại ca. Ta cười khổ một cái, coi như biết rõ hắn có tư tâm thì thế nào, lần này là hắn làm quan chỉ huy, chúng ta chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần, bằng không, liền lăn trứng. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn ba người của đại gia tộc sông phía trước cũng không có mau bệnh, đổi người khác, đoán chừng còn không nguyện ý, âm hành những cái kia các đại lão, từng cái đều có tư tâm lưu lại thủ đoạn, không đến cuối cùng sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình. Địa trung đường hữu dũng vô mưu, xem như chúng tâm ý của bọn hắn, trách không được tiểu tử này một mực không đuổi kịp trời một, liền cái này đầu óc, nhiều nhất tính một cái mãng phu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cứ việc ta nói như vậy, Mập Mạp cùng Thi Ngôn vẫn còn bất mãn ý, nói đây cũng quá mất mặt, ta đội trưởng này đoán chừng cùng nhìn cư xá bảo an đội trưởng cũng không có gì khác biệt. Ta khoát tay áo, không đồng ý bọn hắn thuyết pháp. Lời không thể nói như vậy, nếu như phía trước ba đội ngã vào đi, vậy chúng ta đội thứ tư vẫn là có hy vọng, khả năng toàn bộ nhờ chúng ta lật bàn còn chưa nhất định. Mập Mạp nói dẹp đi đi, có thực lực đều phía trước đi vào, nếu như bọn hắn đều đưa tại trời một trên tay, chỉ bằng đội thứ tư những cái kia vớ va vớ vẩn, đoán chừng liền cổng đều tiến không được, chính là cái canh giữ ở cổng đội cổ động viên, nói không chừng đến lúc đó cổng cũng không vào liền chạy trối chết. Ta lườm hắn một cái. Nói lời nhắc cùng người cái đòn khiêng tinh nói, cái này sự tình cũng không phải ta quyết định, ngày đó hai người ai cũng không cho phép trốn, muốn cùng ta cùng đi, ha ha, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút mất mặt, tìm hai người đi làm bạn tốt một chút, dù sao ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta đi thấy chút việc đời, một trận chiến này, đoán chừng ngàn năm khó gặp một lần. Mập Mạp cùng Thi Ngôn nghe ta nói như vậy, trực tiếp tức giận đến té xỉu. Những ngày tiếp theo, ta cái kia đều không đi. Mất ăn mất ngủ học tập Mao Sơn Quỷ Đạo, liền năm ngày này, ta thế mà đem cả bản Mao Sơn Quỷ Đạo thô sơ giản lược học tập xong, chỉ là không có quá thông thạo. Đến ngày thứ sáu, âm hành liền bắt đầu khẩn cấp triệu tập người, trời còn chưa sáng liền tiếp vào không biết ai gọi điện thoại tới, thúc giục ta đến thiên môn cách đó không xa tập hợp. Ta đem Mập Mạp cùng Thi Ngôn cưỡng ép kéo lên, sau đó đơn giản ăn chút gì liền hướng tên kia cho địa chỉ của ta chạy đi. Hôm nay, âm hành sẽ có một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Chúng ta tới đến thời điểm, mới hơn 7 giờ sáng, đây là một mảnh vứt bỏ sân bóng, phi thường lớn, mà lại người ở thưa thớt, tăng thêm sớm như vậy, cơ bản một người đi đường đều không có, có thể đến, khẳng định đều là âm hành người. Ta ngẩng đầu nhìn lại, có thể nói là người đông nghìn nghịt, tuyệt đối có ngàn người trở lên, trừ người sống, người chết đoán chừng cũng không ít, trừ để người dùng mình âm khí, liền thi khí cũng rất khủng bố. Hỗn hợp lại cùng nhau, đủ để trùng thiên, mảnh này sân bóng không chung,
liền treo một mảng lớn làm người ta sợ hãi mây đen, giống như có rất nhiều đầu lâu cùng bóng đen núp ở bên trong, sẽ thình lình liền lao ra dọa ngươi nhảy một cái. Âm khí nơi phát ra ta tạm thời không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến, nhưng thi khí liền rất rõ ràng, một đại bang thi thể đứng xếp hàng đứng tại phía sau cùng, bọn hắn tay hướng về phía trước đưa, thân thể cứng đờ, liền cùng trên TV cương thi đồng dạng, trên trán đều dán hoàng phù, có một cái cản thi nhân đang xử lý khống chế, ta ước chừng số một chút, không sai biệt lắm có hơn 200 cỗ, cũng coi là chúng ta một đại chiến lực. Tưởng tượng một chút hơn 200 con cương thi đồng thời tấn công vào thiên gia. Tràng diện kia nên có bao nhiêu hùng vĩ, chẳng qua những cái này hẳn là so cương thi yếu nhược một điểm, chân chính cương thi phải đi qua rất nhiều năm biến dị, những cái này hẳn là chỉ là thi biến thi thể, chống đánh năng lực không sai biệt lắm, nhưng lực công kích liền phải kém rất nhiều. Lúc này mập mạp có chút sợ, hắn nói những cái này âm hành người đều kỳ dị, rất nhiều đều sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, mà lại hỏi ta có hay không cảm thấy nơi này âm phong trận trận. Ta nói nhảm, đây đều là ăn người chết cơm. Có thể bình thường sao? Hai anh em chúng ta là nhập hành thời gian ngắn, lâu cũng sẽ giống như bọn hắn, dính người chết khí chính là âm nhân, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Về phần âm phong trận trận, đoán chừng có rất nhiều nuôi tiểu quỷ xen lẫn trong đó, cho nên nơi này đoán chừng có không ít quỷ. Ta vội vàng giúp mình mở thiên nhãn, quả nhiên, rất nhiều quỷ quái nhe răng trợn mắt đi theo chủ nhân bên người, tình cảnh rất là quỷ dị, ta lại khoảng chừng đếm, không sai biệt lắm có 100 con quỷ. Đây cũng là chúng ta âm hành một chi bộ đội chủ lực. Lúc này ta nhìn thấy địa trung đường cùng huyền âm, còn có Hoàng Hinh đứng ở phía trước chỉ huy phân phối, phía sau bọn hắn đều cùng một cái người đứng thứ hai, theo thứ tự là Ngụy Thư Đình, Bách Lý Thanh Vân còn có Tiểu Hoa. Bắt đầu trước, địa trung đường còn long trọng giới thiệu mình, trước cho mình mang một đỉnh tân bốc lại nói, gia hỏa này, quả nhiên là tiểu nhân đắc chí, giống như làm tướng quân đồng dạng, một bộ kéo cao khí dương biểu lộ. Còn đem Huyền Âm cùng Hoàng Hinh làm thủ hạ đến kêu đi hết, nhưng làm hai nữ khí chết rồi. Tiếp lấy địa trung đường liền nói chú ý hạng mục, thứ nhất, bởi vì nhân số đông đảo, đoàn người nhất định phải nghe mệnh lệnh, bằng không, tình cảnh sẽ cực kỳ hỗn loạn, đây chính là ngạnh chiến, không phải đùa giỡn, thua, có thể sẽ mất mạng, mọi người nhất định phải ghi nhớ. Thứ hai, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh cùng âm thuật, thương cái gì khẳng định không được, tiếng súng một vang, chung quanh cư dân nghe được. Khẳng định báo cảnh, mặc dù cùng mặt trên chào hỏi, nhưng cũng không thể quá mức lửa, trời một cũng khẳng định biết điểm ấy, cho nên mọi người yên tâm, hắn cũng sẽ không dùng thương hoặc là khác tiên tiến vũ khí, bằng không, trận chiến đấu này khẳng định sẽ sớm kết thúc. Địa trung đường giao phó xong về sau, bắt đầu phân đội, sau đó đem mỗi đội cụ thể nhiệm vụ nói rõ ràng, xong việc về sau, trước khi chiến đấu chuẩn bị liền không sai biệt lắm bố trí tốt. Khoan hãy nói, đội thứ tư phân không ít người. Dù sao muốn đem thiên gia vây quanh, phòng ngừa người ở bên trong chạy trốn có cá lọt lưới, không sai biệt lắm có hơn 200 người, chỉ là toàn mẹ nó là vớ va vớ vẩn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì ta nhìn không thấy trên người bọn họ có bất kỳ đạo hành, mà lại đều là một chút lại nhỏ vừa gầy, lại hoặc là già yếu tàn tật, so với người bình thường còn phổ thông, đừng nói đánh nhau, để bọn hắn đi đỡ lão nãi nãi cũng không nhất định đỡ phải động. Ta đi người mỗ mỗ cái chân. Những người này cũng có thể ăn người chết cơm. Ta sợ là người chết ăn bọn hắn còn tạm được, mập mạp một cái đánh bọn hắn 10 cái đoán chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng không có cách, hết thảy phục tùng tổ chức, có người cho ta cũng không tệ, hơn nữa còn là sắp xếp thứ tư, đến lúc đó thắng, không biết có thể không thể đi vào phân ngụm canh uống, chỗ chết người nhất chính là, nếu như ta không đi vào liền không nhìn thấy phát sinh tình huống, cái này sự tình để ta có chút cháy bỏng. Cuối cùng của cuối cùng, địa trung đường phát biểu một phen kịch liệt diễn thuyết, nghe được những cái này đồ đần nhiệt huyết sôi trào, ba người chúng ta lại không có cảm giác chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Địa trung đường diễn thuyết xong, đã là 12 giờ trưa, cái này một làm liền không sai biệt lắm làm hơn 5 giờ, bởi vì quá nhiều người, tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đương nhiên phải rất nhiều, lại muốn bố cục cùng chiến thuật, không có khả năng lập tức liền lên đường. Đúng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng pháo nổ. Kia là thiên gia thả ra, đoán chừng là tiếp vào tân nương tử Mã Lâm trở về, lúc này địa trung đường giống to một câu, chiến đấu, bắt đầu. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Vân bọn hắn liền mang theo một đội nhân mã giết tới, đứng mũi chịu sào chính là kia 200 cỗ thi thể, dù sao bọn hắn không sợ chết, đang đuổi thi người điều khiển dưới, cùng cương thi đồng dạng nhún nhảy một cái phóng tới thiên gia, gọi là thanh thế to lớn, cái này cùng cổ đại run rẩy cũng kém không nhiều.
lúc này địa trung đường còn có huyền âm bọn hắn cũng không cùng đi lên, mà là một đầu đâm vào vừa mới tại sân bóng dựng nhỏ trong lều vải. Ta thấy việc này có chút kỳ quái, cũng mang mập mạp bọn hắn đi vào lều trại, may mắn ta cũng coi là cái tiểu quan, không đến mức bị người ngăn ở ngoài cửa. Đi vào lều vải về sau, ta nhìn thấy rất nhiều màn hình cùng dụng cụ, gọi thần Ninh lão đầu kia cùng hắn cháu trai thần Vũ đang điên cuồng thao tác, mà ta nhìn thấy trên màn hình biểu hiện địa phương chính là thiên gia, một cái trong đó hình tượng chính là thiên gia cổng, trên cửa còn viết lớn chừng cái đấu hai chữ, thiên môn. Không bao lâu, ta đã nhìn thấy Bách Lý Thanh Vân cùng tiểu hoa bọn hắn xuất hiện, còn có kia 200 cỗ cùng cương thi đồng dạng thi thể. Ta đi, đây không phải máy giám thị sao? Chẳng lẽ cái này gọi thần Ninh lão đầu tại thiên gia theo vô số cái camera? Bởi vì trừ bên ngoài cửa, còn có rất nhiều thiên gia địa phương hình tượng đều có, cái này không sai biệt lắm có hơn 30 màn hình, cũng kém không nhiều có hơn 30 hình tượng. Không có khả năng, theo nhiều như vậy camera, thiên gia người không có khả năng không có phát hiện, coi như lão nhân này có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nào làm được thần không biết quỷ không hay. Bên cạnh huyền âm giống như nhìn ra nghi ngờ của ta, nàng giải thích nói, cái này sự tình trời một khẳng định biết đến. Chỉ là tiểu tử này quá mức cuồng vọng, thế mà hoàn toàn không để ý tới, giống như hoàn toàn không xem ra gì. Ta nhíu mày, coi như đồ đần cũng không có khả năng để quân địch đem camera theo trong nhà mình mặt, cái này giả thiên một cũng quá tự đại đi. Vẫn là có bẫy. Yên tâm, không có lừa dối, cũng không có mờ ám, chính là tiểu tử này tự đại, hắn muốn để chúng ta tận mắt nhìn, những cái kia xâm phạm thiên gia người, là thế nào chết thảm, cũng cho chúng ta nhìn xem. Chúng ta cùng thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu cách xa. Thần Ninh lão đầu nói. Thần Ninh lão đầu sau khi nói xong, thần Vũ cũng cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử này là ta tại âm hành nhìn thấy ngông cuồng nhất người, những cái này camera, chính là bọn hắn yêu cầu chúng ta bỏ vào, còn muốn chúng ta nhớ kỹ bảo tồn lại, ghi vào âm hành sử sách, hắn muốn để hậu nhân nhìn xem, hắn trời một là làm sao đem những cái này rác rưởi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Thật trời một cũng không dám như thế đại khẩu khí, cái này giả thiên vừa đến đáy là ai cho dũng khí của hắn. Phải biết, hắn hiện tại đối kháng thế nhưng là toàn bộ âm hành, chẳng qua dạng này cũng tốt, liền xem như ta không cùng tiến thiên gia, cũng có thể trông thấy cụ thể phát sinh tình huống. Ngay tại chúng ta đang khi nói chuyện, Bách Lý Thanh Vân đã mang theo thứ một đội nhân mã vào tới thiên gia cổng, nhưng bọn hắn lúc này lại sửng sốt, không ai dám vào đi, bởi vì lúc này đại môn là mở rộng. Mà lại một cái thủ vệ đều không có, trước cửa chỉ có hẻo lấy hai cái đèn lồng đỏ, còn có trên mặt đất một tầng lại một tầng pháo hoa. Bách Lý Thanh Vân người này nghĩ sâu tính kỹ, nhìn thấy tình huống không tầm thường, cũng không dám dẫn người mạnh mẽ đâm tới, sợ chúng mai phục, chỉ là hắn dừng lại thân ảnh quan sát, cũng nhìn không ra cái gì mặt mày. Tiểu Hoa là cái thẳng tính tình, đều đi vào cái này, nàng còn quản ngươi nhiều như vậy, giết đi vào chính là, hoàn toàn không nghe Bách Lý Thanh Vân khuyên can. Tay cầm lấy một cây chủy thủ lách mình đi vào thiên gia. Bách Lý Thanh Vân sợ xảy ra chuyện, vội vàng phất phất tay, ra hiệu cản thi nhân mang theo thi thể theo sau. Ngụy Thư Đình lại xem thường, thanh thuần gương mặt bên trên nhếch miệng, mắng câu không có đầu óc mãng phu, sau đó núp ở đội ngũ đằng sau, một bộ bọc hậu dáng vẻ. Tiểu Hoa đi vào thiên gia về sau, cũng không có cái gì tình huống đặc thù, dạng này ngược lại để người lo lắng, Bách Lý Thanh Vân đi theo phía sau của nàng. Mà Ngụy Thư Đình thì tại đội ngũ sau cùng mặt, chờ tất cả mọi người lúc tiến vào, đột nhiên kia hai phiến nặng mấy trăm cân cửa mình phịch một tiếng, cho chăm chú đóng lại. Vừa đóng cửa, liền có một loại bị nhốt cảm giác, cả chi đội ngũ lập tức lâm vào khủng hoảng, liền Ngụy Thư Đình cũng có chút sợ, chỉ gặp nàng lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng người giấy, vẽ bùa niệm chú một mạch mà thành, sau khi hoàn thành, cái kia người giấy phát ra một tia sáng trắng, lập tức biến thành một người mặc màu đen y phục dạ hành người sống sờ sờ. Người này cầm chủy thủ, bước chân nhẹ nhàng, có điểm giống cổ đại thích khách, hắn toàn thân bao bọc thật chặt, mặt cũng bị hoàn toàn che khuất, nhìn không ra bộ dáng. Bảo hộ ta, những người khác sinh tử mặc kệ, Ngụy Thư Đình đối người giấy phân phó nói. Vâng, chủ nhân, người giấy cúi đầu thở dài nói, sau đó nhảy lên một cái cây, ẩn vào nhánh cây bên trong không gặp. Ta đi, đây là thích khách vẫn là ninja, Ngụy Thư Đình người giấy vì cái gì luôn có những cái này tà môn đồ chơi. Có bảo hộ, Ngụy Thư Đình giống như không có như vậy sợ hãi, hết sống lưng, cảnh giác nhìn qua bốn phía, những người khác cũng đối Ngụy Thư Đình người giấy thuật lộ ra bội phục ánh mắt, giống như có một vị thần cấp đồng đội đồng dạng, chẳng qua là đám bọn hắn không biết,
Ngụy Thư Đình căn bản liền mặc xác bọn hắn, có việc khẳng định là cái thứ nhất chạy trước. Thiên gia rất lớn, Tiểu Hoa bọn hắn đi thật lâu mới hơi đến tiền viện, nơi đó có mấy cái đình nhỏ, chung quanh không chỉ là cây, còn nhiều hơn rất nhiều hoa hoa thảo thảo, chẳng qua Bách Lý Thanh Vân lại nhíu mày, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng nói, mọi người cẩn thận, cái này tiền viện có gì đó quái lạ, hoa là bỉ ngạn hoa, cỏ là quên hồn thảo, loại cây cũng là tứ đại quỷ cây, cây liễu, cây dâu, cây hòe, đại diệp dương, hơn nữa nhìn thổ là đổi mới qua, hẳn là vừa gieo xuống không lâu, chính là vì đối phó chúng ta. Có câu nói rất hay, trước không cắm tang, sau không cắm liễu, trong sân không cắm quỷ vỗ tay, cây dương gặp gió, lá cây hoa rầm rầm vang, giống quỷ vỗ tay. Tang cùng tang chữ hài âm, liễu chỉ sau khi cha mẹ mất, đưa linh cứu đi dùng nhiều cành liễu làm ai trược, chiêu hồn phiên, quỷ vỗ tay là chỉ cây dương, nhiều thực tại căn cứ, nó lá đón gió rung động, giống như người vỗ tay dấu chấm tròn. Dân gian còn có sau phòng không cắm hòe thuyết pháp dấu chấm tròn. Nghe nói thời cổ có tôn hòe phong tập, hòe tại cổ đại là cát tường, trường thọ cùng chức quan biểu tượng, cho nên dân gian cấm kỵ thực hòe tại sau phòng dấu chấm tròn. Bình thường đều chở hạch đào cây, lấy nó tốt đẹp hài âm. Ta không biết vì cái gì giả thiên máy động nhưng đem tứ đại quỷ cây đưa tại tiền viện, đây là một loại bí thuật gì sao? Bách Lý Thanh Vân nói chuyện, tất cả mọi người cảnh giác, đồng thời không còn dám tiến lên, chỉ có Tiểu Hoa một người không sợ. Không phải liền là chút hoa hoa thảo thảo cùng cây cối sao? Có cái gì tốt sợ, chúng ta là tiên phong, sợ đầu sợ đuôi, vậy cái này chiến còn thế nào đánh? Tiểu Hoa khinh thường nói. Bách Lý Thanh Vân nói chuyện này không có đơn giản như vậy, đây chính là thiên gia, cửa đã đóng lại, chúng ta không có đường lui, vạn sự đều muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Tiểu Hoa không tin ta, mấy gốc cây là có thể đem người hù dọa, lá gan cũng quá nhỏ đi. Nói xong nàng đem đao hung hăng vào một gốc cây dâu bên trong, nhưng lúc này phát sinh để mọi người khiếp sợ một màn, cây kia cây dâu chảy ra huyết dịch đỏ thắm, cùng người máu giống nhau như đúc, chỉ là tương đối tinh thối, tất cả mọi người bịt mũi lại. Tiểu Hoa cũng giật nảy mình, rõ ràng đâm một cái cây, lại chảy ra người máu, khiến cho người ta sợ hãi. Kế hoạch nham hiểm, lúc này đột nhiên có một người sâu kín nói. Người này mặc cái đen lớn quẻ, kiểu dáng cùng bác sĩ áo khoác trắng giống nhau như đúc. Chính là màu sắc khác nhau, hắn nhìn qua có hơn 30 tuổi, nhã nhặn, mang theo cái đen bên cạnh kính mắt, cầm trong tay một con dao giải phẫu tại dưới liệt nhật lóe hàn quang. Tiểu Hoa có chút không hiểu, nói không phải liền là cây sao? Cùng kế hoạch nham hiểm có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Chẳng lẽ cây còn có thể mang thai hay sao? Còn hỏi cái này nam nhân là ăn cái gì người chết cơm? Vì sao lại vô duyên vô cớ nói ra những lời này đến? Nam nhân kia nói, hắn gọi Liễu Hà. Là cái quỷ y, không nhìn người sống, chỉ giúp người chết xem bệnh, đương nhiên, người sống được người chết bệnh, hắn cũng nhìn, trước mấy ngày hắn quỷ y quán bị trời một người nện, vì lật đổ thiên gia vô lương thống trị, hắn cũng tham gia hành động lần này. Liễu Hà nói, có chút quỷ hồn đầu thai không dễ dàng, nếu như một khi xuất sinh không thuận lợi, khó sinh chết lại hoặc là chết từ trong trứng nước, bọn hắn liền sẽ không cam tâm, chết sống đều muốn quấn lấy mẹ của mình. Liễu Hà trước đó liền có một bệnh nhân. Con của nàng chết từ trong trứng nước, về sau tại bệnh viện lấy ra về sau, qua một tuần lễ, nàng phát hiện bụng của mình lại nâng lên đến, hơn nữa còn có thể cảm giác có đồ vật đang động, cái này nhưng làm nàng giật nảy mình, vội vàng lại đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng kỳ quái là, bệnh viện lại chiếu không ra bất kỳ đồ vật, nàng trong bụng cũng không có hài tử, nhưng bụng chính là như vậy lớn, cùng lúc mang thai đợi đồng dạng. Bác sĩ cũng là rất kỳ quái, lại chụp ảnh mấy lần, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Về sau không có cách, mình lại trằn trọc mấy nhà bệnh viện, kết quả đều là cơ bản giống nhau. Về sau người khác nói nàng khả năng chúng ta, gọi nàng đi xem quỷ y, thế là liền đem nàng giới thiệu cho Liễu Hà. Liễu Hà trông thấy nàng lần đầu tiên liền biết, trong bụng của nàng có hài tử, máy móc chiếu không ra là bởi vì, trong bụng của nàng cái kia là kế hoạch nham hiểm. Nữ tử kia vừa nghe nói là kế hoạch nham hiểm, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng hỏi Liễu Hà nên làm cái gì. Người bình thường nghe thấy quỷ thần mà nói, trực tiếp liền có thể dọa ném hồn. Liễu Hà nói, đoán chừng đứa nhỏ này trước đó đầu thai không thuận lợi, bây giờ còn chưa xuất sinh liền chết yểu, trong lòng có oán khí, chết cũng không muốn rời đi, hóa thành kế hoạch nham hiểm tiếp tục ở tại nữ tử trong bụng. Kế hoạch nham hiểm cũng là thai, thai mẫu một thể, mặc kệ sống hay chết, đánh đều thương thân, mà lại cũng lo lắng hắn được ăn cả ngã về không, cùng mẫu thân đến cái ngọc đá cùng vỡ. Đến lúc đó liền không dễ làm không tốt liền mệnh đều muốn ném.
Nữ tử nghe xong, tại chỗ liền quỳ xuống, hy vọng Liễu Hà có thể cứu nàng mệnh. Liễu Hà vội vàng đỡ hắn lên, nói mình là quỷ y, đối phó kế hoạch nham hiểm vẫn là không có vấn đề. Kế hoạch nham hiểm cái đồ chơi này không thể tùy tiện đánh, cũng không thể sinh ra, kế hoạch nham hiểm sinh ra về sau, cùng người khác biệt, vì đền bù trong cơ thể âm khí, sẽ đem mẫu thân cho ăn, cho nên tuyệt đối không thể để nó xuất sinh, biện pháp duy nhất chính là di hoa tiếp mộc. Như thế nào di hoa tiếp mộc? Chính là đem kế hoạch nham hiểm chuyển qua địa phương khác đi, lại để cho chính nó chậm rãi xuất sinh, người tự nhiên là không được, quỷ lại tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể dùng quỷ cây. Quỷ cây chiêu ám chiêu quỷ, để kế hoạch nham hiểm di hoa tiếp mộc đến trong bụng của nó, tự nhiên không có vấn đề. Liễu Hà vì nữ tử làm giải phẫu, đem kế hoạch nham hiểm tiếp vào một gốc cây liễu bên trong, lập tức gốc cây liễu kia bụng liền có chút hở ra, giống như một cái mang thai phụ nữ, mà nữ tử kia bụng lớn thì chậm rãi biến mất, khôi phục thành bình thường. Lúc này cây liễu mang kế hoạch nham hiểm, nếu như dùng dao mở ra vỏ cây, liền sẽ chảy ra máu người, mùi tanh cực nồng, cho nên Liễu Hà thường xuyên canh giữ ở cây liễu chung quanh, chờ kế hoạch nham hiểm sinh ra tới, phá cây mà ra thời điểm, hắn lại đem kế hoạch nham hiểm cho siêu độ. Liễu Hà sau khi nói xong, nhìn lại thiên gia chung quanh quỷ cây, mỗi một cây khô đều có chút hở ra dấu hiệu, liền cùng mang thai phụ nhân đồng dạng, tăng thêm trước đó tiểu hoa một đao kia, cây kia quỷ cây trực tiếp liền chảy ra khó người tinh dòng máu màu đỏ, cái này đều cho thấy, quỷ cây bên trong có kế hoạch nham hiểm. Đoàn người nghe xong, sắc mặt đều trở nên khó coi, rốt cuộc không ai dám tới gần nơi này chút quỷ cây. Bách Lý Thanh Vân hỏi Liễu Hà, những cái này quỷ cây bên trong ấn vào kế hoạch nham hiểm, đối với chúng ta có tác dụng gì? Liễu Hà gãi đầu một cái, cũng một bộ không hiểu bộ dáng, hắn nói quỷ cây mang thai kế hoạch nham hiểm, chính là mượn thể sinh con, kỳ thật cũng không có ích lợi gì, chẳng qua quỷ tử sau khi ra ngoài, bởi vì hấp thu quỷ cây âm khí, sẽ so bình thường tiểu quỷ mãnh rất nhiều. Quỷ cây cũng bởi vì hấp thu quỷ tử âm khí, sẽ trở nên tà môn, cho nên hắn gốc cây liễu kia sinh hạ quỷ tử về sau, hắn liền chặt đốt thành một mồi lửa. Tiểu Hoa nói, vậy cái này có cái gì, trực tiếp toàn bộ chặt chẳng phải thành, chúng ta đều là âm hành người, coi như thật có quỷ tử chạy đến, chúng ta cũng không giả, ăn người chết cơm, có cái nào sợ quỷ. Bách Lý Thanh Vân cũng cảm thấy có đạo lý, nơi này quỷ cây không sai biệt lắm có 3-40 khỏa, bọn hắn có ước chừng 200 người. Chặt cũng không uổng phí công phu, nếu như không chém đứt, sợ sẽ xảy ra mị sự tình, còn không bằng mau chóng giải quyết. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, đem chung quanh nơi này quỷ cây cho hết chặt, một gốc không lưu, ta ngược lại muốn xem trời một tiểu tử này dùng cái này quỷ cây làm trò gì. Bách Lý Thanh Vân quát to. Bách Lý Thanh Vân là đội trưởng, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người cũng không sợ, cầm vũ khí trên tay liền hướng quỷ cây chém tới, không đầy một lát, trên mặt đất liền máu chảy thành sông. Cái này quỷ cây chảy máu lượng quả thực kinh người. Liễu Hà lúc này nhíu mày, nói có điểm gì là lạ, cái này chảy máu lượng cũng quá nhiều, có chút tà môn. Nhưng khi Liễu Hà nói câu nói này thời điểm, có vẻ như đã muộn, lúc này đột nhiên trong đó một cái cây bên trong vươn một cái tay nhỏ, con kia tay nhỏ tất cả đều là máu, đầu ngón tay có chừng dài nửa tấc, trực tiếp liền đem tại đốn cây một người cuống họng cho đâm thủng. Người kia còn không có tắt thở, miệng bên trong ứa ra máu. Thân thể không ngừng co quắp, kia tay nhỏ liền cùng máy trộn bê tông đồng dạng, móng vuốt xoay tròn một tuần sau, đầu người kia liên tiếp ra thịt rớt xuống, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Hỏng bét, đây không phải kế hoạch nham hiểm, đây là huyết anh. Liễu Hà kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng đại hống rút lui, ra hiệu mọi người không nên tới gần lại tới gần bất luận cái gì quỷ cây. Liễu Hà nói, huyết anh cùng kế hoạch nham hiểm khác biệt, kế hoạch nham hiểm là ngoài ý muốn qua đời. Coi như nó lại thế nào không phẫn, oán khí cũng lớn không được đi đâu, bởi vì phàm là ngoài ý muốn, kia cũng là thiên ý gây nên, cùng người không quan hệ, nhiều nhất nó cũng chỉ là tìm mẫu thân mình phát tiết tính tình mà thôi. Huyết anh là cố ý chảy mất, có một loại bị bác sĩ đánh dụng về sau, da sẽ có một tầng làm sao đều sát chi không đi vết máu, loại này oán khí cực sâu, xưng là huyết anh. Huyết anh sau khi ra ngoài, nhất định muốn cầm trở về tế bái cung phụng 100 ngày. Lại tìm hòa thượng niệm kinh siêu độ, cuối cùng muốn cho nó lấy tên hậu táng, coi nó là làm mình đã sinh ra tới hài tử đồng dạng đối đãi, bằng không, 7 ngày sau đó, cả nhà xác định vững chắc không ai sống sót. Huyết anh không dễ dàng tìm, không nghĩ tới thiên gia thế mà một hơi tìm nhiều như vậy ra tới, huyết anh cũng là không có xuất sinh sẽ chết mất thai nhi, tự nhiên cũng có thể nuôi dưỡng ở quỷ cây bên trong, chỉ là huyết anh hút quỷ cây âm khí về sau, ra tới rất cực kỳ khủng bố.
bình thường người căn bản đối phó không được, mà lại lập tức liền đến 30, 40 con, lần này nhưng có đến bọn hắn đau đầu. Vì nghiệm chứng Liễu Hà thuyết pháp, Tiểu Hoa lợi dụng chủy thủ trực tiếp lột ra một gốc quỷ cây bụng. Lúc này, đột nhiên oa một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một con thân thể cùng mèo không chênh lệch nhiều hài nhi máu me khắp người hướng Tiểu Hoa nhào tới. May mắn Tiểu Hoa tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình tránh khỏi, mới tránh đi một kích chí mạng này, bằng không, cổ khả năng liền cùng vừa rồi người kia đồng dạng. Huyết Anh sau khi hạ xuống, chúng ta mới tại trong màn hình thấy rõ bộ dáng của nó, toàn thân không lông, máu me khắp người, hoàn toàn chính xác có người hình dạng, nhưng nhìn càng giống là quái vật, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bén nhọn móng vuốt cùng hai viên lớn răng dài đều đang lóe hàn quang, thỉnh thoảng phát ra oa oa thanh âm, cùng nó nói là tiểu hài khóc lóc, không bằng nói là mèo kêu, liền theo chúng ta nông thôn nửa đêm loại kia quỷ mị tiếng mèo kêu giống nhau như đúc. Lúc này, đột nhiên mỗi cái cây đều phát ra bên trong cách cách tiếng vang, giống như tại đốt pháo đồng dạng, ta ở trên màn ảnh trông thấy mỗi khỏa quỷ cây vỏ cây đều tại vỡ ra, giống như có đồ vật muốn chui ra ngoài đồng dạng, bởi vì ta đã trông thấy Huyết Anh móng vuốt. Bách Lý Thanh Vân hô một câu cẩn thận, sau đó phất phất tay, ra hiệu mọi người lui về sau, cũng gào to mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, khiến người dùng mình khủng bố Huyết Anh muốn ra tới. Từ vừa rồi Huyết Anh miểu sát một người cùng đánh giết Tiểu Hoa tình thế đến xem, cái đồ chơi này không có chút nào đơn giản, nếu như muốn giao chiến, ta đoán chừng muốn tổn thất không ít người, đồng thời ta nhìn thấy trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, tình huống không thể lạc quan, ta chỉ có thể nói chuyện này trời một thật có một tay, thế mà làm cái tà môn như vậy đồ vật trở về. Tiểu Hoa trông thấy sĩ khí sa sút, hừ lạnh một tiếng, nói không phải liền là mấy cái đứa bé nha, sợ thành cái này điều dạng, một điểm tiền đồ đều không có. Sau khi nói xong, Tiểu Hoa một cái bước xa sông tới, chủy thủ bày biện ra một đạo bán nguyệt hình hàn quang, trực tiếp hướng vừa rồi rơi xuống đất con kia Huyết Anh cổ tìm tới. Con kia Huyết Anh phản ứng cũng cực nhanh, vèo một tiếng liền không gặp, chờ chúng ta tại nhìn thấy thời điểm, nó đã vọt về lúc đầu cây kia quỷ trên cây. Không thể không nói, Tiểu Hoa thật là một cái đầu sắt mãng phu, thế mà không cần suy nghĩ liền đi theo, chẳng qua may mắn thực lực của nàng cũng không yếu, dù sao cũng là tam đại gia tộc người đứng thứ hai, bên trên quỷ phía sau cây, nàng rất nhanh liền cùng Huyết Anh quấn đấu. Cả cái cây đều tại run rẩy kịch liệt, lá cây rơi một tầng lại một tầng, cây kia quỷ trên cây, thỉnh thoảng truyền ra Tiểu Hoa kêu rên cùng oa oa hài nhi gáy gọi. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc, Tiểu Hoa vững vàng từ trên cây rơi xuống, trên tay xách một viên đứa bé đầu người, toàn thân đều là máu, còn có mấy chỗ cắt tổn thương, hẳn là bị Huyết Anh bén nhọn móng vuốt quẹt làm bị thương, chẳng qua trên mặt của nàng mang theo tươi cười đắc ý, còn hướng Ngụy Thư Đình lung lay trên tay đầu, có vẻ như đang khoe khoang. Ngụy Thư Đình khinh thường thiết một tiếng, hừ, thổ lão ba ba, mãng phu, nào có một cái nữ hài tử vốn có bộ dáng. Tiểu Hoa mặc dù đem một con Huyết Anh cho xóa bỏ, nhưng những người khác nhưng không có cường ngạnh như vậy thực lực, bị từ quỷ cây bên trong tuôn ra đến Huyết Anh đánh cho lung tung lộn xộn, dày vò đủ thảm, còn có rất nhiều bị một chiêu bạo hầu, những cái này Huyết Anh quả thực lợi hại, bình thường âm nhân khó mà chống đỡ. Trừ Huyết Anh, còn có càng khó giải quyết vấn đề. Lúc này đột nhiên quỷ cây liền cùng thành tinh đồng dạng, đột nhiên nhánh cây cùng xúc tu đồng dạng hướng đoàn người quấn tới. Lần này tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều người đều nhao nhao trúng chiêu, không bao lâu trên nhánh cây liền treo đầy thi thể, những cái kia bị cuốn lấy cổ người, nháy mắt liền bị ghìm chết tại trên nhánh cây. Còn có càng tà môn, những thi thể này mấy phút đồng hồ sau, liền biến thành thây khô, giống như huyết nhục đều bị quỷ cây cho hút. Tà môn, cái này Huyết Anh thật tà môn. Quỷ cây hút nó âm khí về sau, cũng thành tinh, bọn chúng ngay tại ăn thịt người. Liễu Hà hoảng sợ nói. Ngụy Thư Đình lườm hắn một cái, nói người tiểu tử làm sao mỗi lần đều nói trễ như vậy, hiện tại đồ đần đều nhìn ra, chết nhiều như vậy nhân tài nói. Lần này liền Tiểu Hoa cũng trúng chiêu, nàng nhảy xuống cây về sau, còn không có ngốc đủ một phút đồng hồ, lại đột nhiên bị một cây phi thường thô cảnh cuốn lấy eo, sau đó trực tiếp xiết đến giữa không trung. Tiểu Hoa liều mạng giãy giụa. Sau đó chủy thủ hất lên, muốn đem cành chặt đứt, nhưng nàng tay còn không có động, liền lại bị mặt khác một cành cây cho cuốn lấy, chỉ trong chốc lát, tay nàng chân đều bị cành cho cuốn lấy, hoàn toàn không thể động đậy, cuối cùng một cây dáng dấp tiện tay cánh tay đồng dạng cành từ phía sau chăm chú ghìm chặt cổ của nàng, nàng liền hô cứu thanh âm đều không phát ra được. Lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ thấy hàn quang văng khắp nơi, chờ ta thấy rõ ràng thời điểm, Tiểu Hoa đã rơi trên mặt đất,
mà những cái kia cuốn lấy nàng cành đã bị cắt thành mảnh vụn cây, rơi trên mặt đất thời điểm cùng bạch tuộc xúc tu đồng dạng, không ngừng run rẩy giãy giụa lấy, cuối cùng mới biến đen bất động. Tiểu Hoa sau khi an toàn, Ngụy Thư Đình cái kia người giấy cầm kiếm đứng tại sau lưng của nàng, giống như một cái ngạo thế quần hùng kiếm khách, chỉ là nhìn không thấy mặt của hắn, đen như mực dạ hành vải đã đem hắn phần lớn mặt cho che khuất, chỉ trừ lại một đôi ưng mắt mắt. Hừ, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, còn không phải muốn ta cứu. Ngụy Thư Đình hai tay chống nạnh hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng đã cứu ta liền có thể diễu võ dương oai, thiếu ngươi ân tình này, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Tiểu Hoa cũng không cam chịu yếu thế trả lời. Ngụy Thư Đình lại trả lời một câu, với ai hiếm có giống như, ngươi không kéo ta chân sau ta liền A-di-đà Phật, còn trông cậy vào ngươi còn cái gì. Ngay tại các nàng đấu võ mồm thời điểm, Bách Lý Thanh Vân cái này chi tiên phong đội đã binh bại như núi đổ, lúc đầu huyết anh liền đã khó đối phó, quỷ cây đột nhiên thành tinh lại một lần nữa giết bọn hắn một trở tay không kịp, ta thật không rõ các nàng còn nào có thời gian tại đấu võ mồm, nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật, coi như đứng trước thời khắc sinh tử vẫn là ai cũng không nhường ai. Muốn nói hai người các nàng cựu oán hẳn là tại doanh câu sự kiện bên trong liền kết xuống, khi đó địa trung đường đả thương Hoàng Hinh, hai nhà tự nhiên là không cùng. Bách Lý Thanh Vân tự biết dựa vào các nàng hai là không được, thế là vội vàng lộ ra át chủ bài, cản thi đạo trưởng, thả thi thể. Lúc này người khua xác kia nhẹ gật đầu, đong đưa linh đang bắt đầu khống chế thi thể. Kia 200 cỗ thi thể đang đuổi thi người khống chế dưới, cùng cương thi đồng dạng nhún nhảy một cái hướng phía huyết anh cùng quỷ cây đánh tới, rất nhanh bọn chúng liền bóp lại với nhau, bởi vì cản thi nhân gia nhập, khiến người khác đều thở phào. Bách Lý Thanh Vân gọi mọi người đừng hoảng hốt, những cái này quỷ cây không khó đối phó, trước dùng hoàng phù, đồng tiền chấn chi, sau đó cách làm dùng hỏa thiêu, cây sợ lửa, huyết anh trước hết để thi thể đối phó, những thi thể này có cùng cương thi mạnh như nhau hung hãn thân thể, không sợ huyết anh cào, cũng không sợ huyết anh cắn, đồng thời số lượng xa xa dẫn trước, thắng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn đến đây, ta đều bội phục Bách Lý Thanh Vân tỉnh táo cùng năng lực phân tích, trái lại hai nàng khác, một cái thanh niên sức trâu dùng sức sông, một cái xấu bụng cái gì đều không làm. Hai người sẽ chỉ cãi nhau, cái đội trưởng này cho Bách Lý Thanh Vân không oan. Mọi người nghe xong, mới tất cả đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại tại mọi người nhao nhao muốn làm pháp thời điểm, tà môn sự tình lại phát sinh, đột nhiên có một bộ phận thân thể người không động đậy, còn có một bộ phận mắt trở nên sát đỏ, giống như nhập ma đồng dạng, còn không ngừng công kích tới đồng bạn, gặp người liền đánh giết, tình cảnh lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn khống chế không nổi, ngắn ngủi vài phút, lập tức chết ngay tổn thương vô số. Tiền viện đầy đất đều là máu. Hỏng bét, cẩn thận những cái kia bị ngạn hoa cùng quên hồn thảo, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác cùng tê liệt thân thể. Bách Lý Thanh Vân hoảng sợ nói, hắn còn mạnh hơn đập một cái đầu của mình, nói mình chủ quan. Giả thiên một thật không đơn giản, phía trước viện bố trí hoa cùng cây cối, thế mà tất cả đều là tà mị đồ vật, cái bẫy này dẫm mạnh đi lên, gần như muốn đem cái này đội người tra tấn điên. Khó giải quyết còn xa không chỉ có những chuyện này. Lúc này đột nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hài vui cười âm thanh, còn kèm theo từng tiếng thanh thúy linh đang vang, nàng linh đang âm thanh rất rõ ràng áp chế thây khô người linh đang âm thanh, kia 200 cỗ thi thể thế mà tất cả đều ngừng lại, cùng đầu gỗ đồng dạng bất động. Ta hướng trên màn hình nhìn kỹ, phát hiện tại sau cùng hai khỏa quỷ cây ở giữa, lại có một người mặc hồng y tiểu cô nương tại nhảy dây, trên tay của nàng cầm một cái màu vàng tiểu linh đang, một bên đi lại đu dây, một bên vui cười đong đưa. Ta kinh hô một tiếng, chẳng lẽ cái này thiên gia bên trong còn có tiểu quỷ hay sao? Bên cạnh Huyền Âm trợn mắt nhìn ta một cái, nói ngươi còn mao sơn quỷ đạo, đây chính là cái tiểu nữ hài, quỷ cái gì quỷ, người không nhìn ra được sao? Ta nói nào có người giữa ban ngày mặc đồ đỏ ra tới, vẫn là cái tiểu nữ hài. Thi Ngôn lại trợn mắt nhìn ta một cái, nói tiểu hài tử uống rượu mừng không mặc đồ đỏ áo mặc cái gì, đồ vui mừng a. À. Ta lau mồ hôi lạnh, lập tức im lặng. Lúc này trên màn hình cản thi nhân có chút xấu hổ, thế mà bị tiểu nữ hài cho chị, vội vàng quát, người đến người nào. Tiểu nữ hài bĩu môi, hừ một tiếng nói, hôm nay ta nhị tỷ kết hôn, ai dám quấy rối, đừng trách ta không khách khí, thừa dịp bản tiểu thư không có sinh khí trước đó, nhanh cút cho ta, hừ. Cản thi nhân hoảng sợ nói, hóa ra là mã gia hậu nhân. Mã gia hậu nhân, nhị tỷ, hẳn là cái này hồng y tiểu nữ hài là mã lâm muội muội. Trách không được niên kỷ nhỏ như vậy, khống thi năng lực liền đã đang đuổi thi đạo dài phía trên. Mã gia giết cương thi năng lực có thể nói tại âm hành bên trong số 1,
khống chế thi thể càng không đáng kể, cản thi nhân gặp gỡ nàng, cũng thật tính không may. Những thi thể này cũng không tiếp tục thụ cản thi nhân khống chế, cùng đầu gỗ đồng dạng đứng, mặc cho huyết anh cắn xé, may mắn bọn hắn cũng không có sinh mệnh, chỉ là từng cỗ tử thi, mặc kệ là đầu bị vạch trần vẫn là cuống họng bị xuyên phá, y nguyên một chút việc đều không có. Hừ, các ngươi nhanh chóng rời đi, cái này sự tình ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ta để các ngươi đẹp mắt. Tiểu nữ hài mân mê miệng nói. Đường đường âm hành một chi đại quân, làm sao có thể bị một cái tiểu nữ hài dọa lùi, cái này truyền đi nhiều mất mặt, coi như bị huyết anh cùng quỷ cây cào chết, cái kia cũng tính oanh liệt hy sinh, nếu như bị tiểu hài dọa lùi, kia thật là còn sống cũng không mặt mũi gặp người. Cản thi nhân quát to, tiểu hài, ta nể tình ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đi nhanh lên, không phải đừng trách ta không khách khí. Tiểu nữ hài chuyển biến tốt nói khuyên bảo không thành, cũng không tiếp tục dài dòng, nói thẳng vậy liền nhìn xem ai bản lĩnh càng lớn đi. Cản thi nhân nhưng không dám thất lễ, tiểu nữ hài niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng là mã gia hậu nhân, vội vàng sử xuất 12 phần khí lực cùng với nàng đối kháng. Cản thi nhân linh đang lắc càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút, hai tay của hắn dựng lên, những thi thể này trên trán hoàng phù đều phát ra một đạo hoàng quang nhàn nhạt, không bao lâu thi thể bỗng nhúc nhích, nhưng chỉ là bỗng nhúc nhích, liền 2 giây cũng chưa tới. Tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng nói, hừ, xem ta. Chỉ gặp nàng tay nhỏ vừa bấm, làm một cái chúng ta không biết thủ quyết, miệng lẩm bẩm, mồm mép thật nhanh động lên, sau đó linh đang âm thanh càng ngày càng thanh thúy, mười mấy giây qua đi, đột nhiên phịch một tiếng, cản thi nhân linh đang bạo tạc, còn nổ phải hắn đầy tay là máu. Cản thi nhân dừng lại một cái, những thi thể này trên trán hoàng phù thổi phù một tiếng, tất cả đều đốt thành cho rơi xuống mặt đất. Hoàng phù một không, những thi thể này liền cùng diều bị đứt dây đồng dạng, khắp nơi cắn người. Phải biết đây đều là thi biến thi thể, rất tà môn, cùng cương thi cũng không kém là bao nhiêu. Vốn là đã loạn thành một bầy, hiện tại thi thể lại mất khống chế, quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, huyết anh, quỷ cây, còn có những cái kia để người sinh ra ảo giác cùng tê liệt hiệu quả hoa, lại thêm thi thể mất khống chế, cái này đội người đã tử thương vô số, hơn 200 người lập tức liền không có một nửa, những người còn lại cũng sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể liều mạng đồng dạng ương ngạnh chống cự lại. Chỉ là tình huống không thể lạc quan, bây giờ có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Căn bản không thể trông cậy vào bọn hắn còn có cái khác hành động. Trước màn hình ta thở dài, mà những người khác thì đang mắng trời một xảo trá hèn hạ, Huyền Âm thì xem thường, nàng nói, binh bất hiếm trá, người đều giết thiến người ta viện tử, ai còn có thể cùng chính nhân quân tử đồng dạng khách khí với ngươi. Hoàng Hình cũng phụ họa nói, Huyền cô nương nói đúng, chỉ là chúng ta đem thiên gia nghĩ đến quá đơn giản. Coi là xông đi vào đao thật thương thật cùng người ta đánh một trận là được, chưa từng nghĩ người khác căn bản liền không muốn cùng ngươi đánh, chỉ là đào xong cạm bẫy ở nơi đó chờ ngươi mà thôi. Địa trung đường phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đều đừng thảo luận, đó căn bản không ảnh hưởng toàn cục, lúc đầu đội thứ nhất chính là vì dò đường, hiện tại đem cạm bẫy nhô ra đến, chưa chắc là một chuyện xấu, chỉ là tổn thất nhân mã có một ít thảm trọng thôi, chẳng qua bọn hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình, trách thì trách bọn hắn quá non. Địa trung đường nói, kỳ thật cái bẫy này có thể trực tiếp nhanh chân vượt qua, căn bản sẽ không có vấn đề gì, ngàn vạn lần không nên đi chặt những cái kia quỷ cây. Huyết anh còn chưa tới ra đời thời điểm, nó sẽ không đi gây chuyện, nhưng ngươi chém người ta mẫu thể, vậy nhân gia khẳng định ra tới tìm ngươi liều mạng, còn có những cái kia quỷ cây cũng thế. Ta nói bây giờ không phải là phân tích cùng truy cứu những cái này thời điểm, nên ngẫm lại bước kế tiếp làm thế nào, vốn là dự tính đội thứ nhất có thể xông đi vào. Nhưng không nghĩ tới mới tiến tiền viện thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, liền mấy gốc cây, hoa, còn có tiểu hài tử, liền đem tiên phong bộ đội ngăn trở, trời một quả nhiên vẫn là lợi hại, nếu như đội thứ hai hiện tại tiếp tục đi theo giết đi vào, sợ đằng sau còn có lợi hại hơn cạm bẫy, đến lúc đó trời nhìn thấy trời một, đoán chừng phòng đều động xong. Huống chi thiên gia đại môn đã quan, muốn mở lại nó, không biết phải phí bao nhiêu lực. Địa trung đường liếc mắt nhìn ta một chút, nói ta giảng được đạo lý rõ ràng. Dứt khoát liền để ta nói một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Lúc này Huyền Âm dùng sức bấm một cái phía sau lưng của ta, ra hiệu ta chính là cái kẻ ngu, thế mà mình đưa tay tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Địa trung đường thật hèn hạ, hiện tại nếu như ta nói không nên lời cái gì tốt đề nghị, hắn trở xuống khẳng định giễu cợt ta, nếu như ta không nói, vậy ta vừa mới còn phải so, đây không phải phiến mặt mình sao. Cho nên lần này hắn là kiên quyết ta đẩy lên đài, ta còn không thể đi xuống.
bởi vì hiện tại cái này mộc trong giáp tất cả mọi người nhìn ta, không có cách, ta hiện tại chỉ có thể kiên trì lên. Ta nhìn chằm chằm màn hình mấy giây sau, liền chỉ trong đó một cái màn hình hình tượng nói, đã cửa trước không thông, vậy liền đi cửa sau, mà lại cửa sau là mở, còn có người tại trấn giữ, so vừa rồi không người cửa trước cảm giác muốn an toàn rất nhiều. Đánh rắm, chúng ta toàn bộ âm hành đều đến tiến đánh thiên gia, người gọi chúng ta đi cửa sau. Về sau chúng ta mặt mũi này để nơi nào? Không được, địa trung đường trực tiếp đối ta mắng. Không phải, ngươi là tới tham gia lễ nghĩa liêm sỉ, vẫn là đến đánh nhau, chờ xuống mệnh đều không có, còn muốn lấy muốn mặt, còn lấy sau mặt để nơi nào, thua ngươi còn có về sau sao? Liền hiện tại trời một, hắn đều có thể đem ngươi hầm cho chó ăn, ta cảm thấy Lâm Nguyên nói có lý. Huyền Âm Y Nguyên đứng tại ta bên này. Hoàng Hinh lúc này cũng chỉ vào màn hình nói, hiện tại chúng ta đội thứ hai từ hậu viện giết đi vào, đội thứ ba trực tiếp phá đi thiên gia đại môn đi tiền viện chi viện đội thứ nhất, sau đó lại đến cái bọc đánh, trước sân sau trực tiếp giáp công thiên gia trung đình, cũng chính là chờ xuống trời vừa cùng Mã Lâm kết hôn địa phương, Lâm Nguyên cái này chiến thuật cũng không phải là không có đạo lý. Hai nữ vừa phân tích, mọi người lập tức đều cảm thấy có đạo lý lên, nhao nhao đồng ý biện pháp của ta, địa trung đường không có cách, cũng chỉ đành đồng ý. Chẳng qua hắn hung hăng chừng ta liếc mắt, giống như căm hận ta đoạt hắn danh tiếng. Ta trợn trắng mắt, ai bảo ngươi cái kẻ ngu để ta nói, hiện tại biết ra bản lĩnh đi. Lần sau nhìn ngươi còn dám hay không đẩy ta lên đài. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút về sau, đội thứ hai nhân mã liền bắt đầu xuất phát, cái này đội từ địa trung đường, Huyền Âm, Hoàng Hinh mang đội, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 300 người. Cái này một đội âm khí cực nặng, đoán chừng có không ít nuôi tiểu quỷ sen lẫn trong bên trong. Chờ bọn hắn mênh mông cuồn cuộn từ hậu viện bọc đánh đi qua về sau, đội thứ ba cũng phải bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc đầu phân cái này một đội chính là vì chi viện và giải vây, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Đội thứ hai sau khi đi, đội thứ ba vẫn không có muốn động dấu hiệu, giống như không có chút nào gấp. Lần này ta có chút bận tâm, những người này sẽ không phải là cỏ đầu tường, gió thổi bên nào liền hướng bên nào đổ. Nhìn hiện tại thời thế không đúng, liền không muốn làm rồi. Đội thứ ba cầm đầu người, trừ Mã đại đầu, còn lại đều là đêm đó học các đại lão, có thể chân chính chen mồm vào được chính là một cái đại khái 50 mấy tuổi tiểu lão đầu. Người khác đều tôn kính gọi hắn vì cửu thúc, cái khác cộng lại có 9 cái, trong đó có 5 cái là ta đêm đó đại náo nửa đêm trà lâu về sau ở sau lưng nói âm hành quá tối người, cần ta đến pha trộn một chút. Những người này nhìn tam đại gia tộc sau khi đi, cũng không nóng nảy. Cửu thúc càng là thành thơi hút tẩu thuốc, hoàn toàn không có gấp dấu hiệu. Ta có chút không hiểu, vội vàng nhắc nhở, cửu thúc, môn kia rất lớn rất nặng, phá vỡ phải cần một khoảng thời gian, các ngươi. Còn không động thân, chế đoán chừng đội thứ nhất người đều tử quang á. Cửu thúc đứng phía sau hai người, cũng là đêm đó họp hai trong đó, một cái giữ lại râu quai nón, mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, ước chừng 30 tuổi, một cái niên kỷ rất nhỏ, ước chừng 18 tuổi trái phải. Dáng dấp rất thanh tú, chẳng qua người rất gầy, vóc dáng cũng không cao, một mực nghiêm mặt không gặp hắn nói qua lời. Dâu quai nón thấy ta đặt câu hỏi, đột nhiên liền đối ta mắng, ngươi tính là cái gì? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Cửu thúc lão nhân ra còn không cần một đầu tạp ngư tới nhắc nhở. Ta nghe xong cũng không vui lòng, hừ lạnh một tiếng, nói ta là tạp ngư. Vậy các ngươi là cái gì? Rùa đen rút đầu sao? Tránh cái này mộc trong giạc bắt đầu diễn sướng hội. Dâu quai nón không nghĩ tới ta cái thân phận này lại dám phản bác chống đối hắn, tức giận đến mặt đều đỏ, cả khuôn mặt nổi gân xanh, song quyền nắm chặt, sau đó liền muốn xông lên cùng ta gây chuyện. Lúc này bên cạnh thanh tú tiểu ca lại một tay lấy hắn cho giữ chặt, sau đó nhỏ giọng nói, không thể, người này trải qua đấu âm trận, náo quá chưa đêm trà lâu, bên cạnh hắn vị kia nữ hải càng là gia cát chi nữ, người chiếm không được tiện nghi. Dâu quai nón nghe xong liền sửng sốt. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn ta, liền hắn. Còn trải qua đấu âm trận, náo quá chưa đêm trà lâu, người lừa gạt quỷ ăn đậu hũ đâu. Thanh tú tiểu ca buông lỏng tay ra, cũng không còn cản hắn, nên nói ta đều đã nói, người tùy ý. Dâu quai nón nhìn thanh tú tiểu ca có chút phụng phịu cảm giác, giống như cũng không dám lại phân cao thấp, đem thân thể rụt trở về. Lúc này cửu ra gõ gõ thuốc lá sợi, đem một đống lớn khói bụi đổ ra, sau đó ha ha cười nói, tiểu tử. Âm hành vẫn chưa có người nào dám nói như vậy ta, luận bối phận, bốn người của đại gia tộc đều muốn cho ta mặt mũi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng có tam đại gia tộc kia hai nữ che chở ngươi,
liền có thể không kiêng nể gì cả nói lung tung, một điểm phân tắc không có. Ta nhếch miệng, nói là ngươi người trước mắng ta, kia thì không thể trách ta, ngươi cũng đừng hòng đối ta cậy già lên mặt, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Sâu quai nón nhìn ta đối cửu gia bất kính, tính tình lại đi tới, đối ta hung hăng mắng, tiểu tử thúi, hôm nay lão tử không dạy dỗ một chút ngươi, ngươi liền hoàn toàn không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lúc này cửu thúc lắc lắc tẩu hút thuốc, ngăn cản dâu quai nón nói hiện tại không thể nội chiến, bằng không, quân tâm sẽ loạn, cái này trước đó gác lại, quay đầu lại tìm tiểu tử này tính sổ sách, chúng ta đi. Cửu thúc sau khi nói xong, dẫn một đám người đi ra mộc lều, không quá nhanh đi ra thời điểm, còn quay đầu chừng ta liếc mắt, thật giống như ta đối với hắn bất kính, hắn ghi nhớ. Ta cũng không quan tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, đỗi ta liền đỗi trở về, tại âm hành ta đắc tội người cũng không ít, không kém cái này một hai cái. Lúc này thần ninh lão đầu kia ha ha phá lên cười, ta hỏi hắn cười cái gì, hắn nói, ngươi cái này con lửa tính tình, quả thực cùng ngươi ra ra giống nhau như đúc, cái này âm hành ai cũng sợ hắn. Ta có chút hiếu kỳ, chất vấn đạo ngươi biết ra ra của ta. Cái này âm hành lịch sử ghi chép người, hẳn là cùng ra ra của ta cũng quen biết. Thần ninh không nói lời nào, lại bắt đầu chuyên tâm thao tác kia một đống dụng cụ, mặc kệ ta hỏi thế nào hắn đều không tiếp tục mở miệng. Mà hắn cháu trai thần vũ vẫn luôn không có nói một câu, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải là người câm. Đội thứ ba người sau khi đi, cái này mộc lều chỉ còn lại chúng ta năm cái, ta, Mập Mạp, Thi Ngôn, còn có thần gia hai ông cháu. Mập Mạp gặp người đều đi được không sai biệt lắm mới kéo ta đến nơi hẻo lánh nói, tiểu ca, cái này cửu gia lai lịch cũng không nhỏ, chúng ta phải tội hắn, đoán chừng về sau phải cẩn thận một chút. Ta nhìn Mập Mạp giống như biết cái này cửu gia. Vội vàng gọi hắn nói một chút cửu gia địa vị, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe nói người này. Mập Mạp nói, cái này âm hành có hai loại nghề nghiệp là kiếm lợi nhiều nhất, một cái là đổ đấu thổ phu tử, cũng chính là trộm mộ, chỉ cần tùy tiện đổ ít đồ ra tới, nhẹ thì ăn 3-5 năm, nặng thì cả một đời đều không lo ăn mặc, chẳng qua cái này đào người chết phần mộ sống, thất đức thật nhiều, xem như âm hành nhất trơ trẽn nghề nghiệp, nhưng cuối cùng, có cái nào là có thể được kết thúc yên lành. Lại có thể kiếm cũng không phải thư thái tiền, mà loại thứ hai âm hành kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp, đó chính là âm thương. Cái gì là âm thương? Âm thương chính là đem tà môn thậm chí đã thành tinh đồ vật mua bán thương nhân, những vật này đa số đồ cổ, bởi vì năm tháng dài, dễ dàng sinh quỷ mị, quấy phá thành tinh càng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như mấy trăm năm gương đồng, vậy người ban đêm nhất định không muốn chiếu, ai biết trong gương cái kia có phải hay không là ngươi. Ví dụ như bên trên năm tháng ngọc cũng phải cẩn thận, tốt ngọc nuôi người, tà ngọc đó chính là ngươi nuôi nó, còn có huyết ngọc, sẽ phản phệ chủ nhân. Ví dụ như chôn cùng giày thêu, có khả năng ban đêm mình liền có thể chạy khắp nơi, những vật này đều rất tà môn, nghiêm trọng, cần phải tính mạng người. Đã những vật này như thế tà môn, kia vì sao còn có âm thương? Ai dám mua, làm ăn này có thể làm sao? Đương nhiên có thể làm, âm thương tác dụng, ngay ở chỗ này. Hắn sẽ căn cứ nhu cầu của ngươi bán cho ngươi khác biệt âm vật, chẳng những sẽ không hại tính mệnh của ngươi, còn có thể giúp ngươi chiêu vận trừ tà, thậm chí có thể giúp ngươi tâm tưởng sự thành, hoàn thành chuyện không thể nào. Mập Mạp đối loại sự tình này liền nghe qua rất nhiều, cửu thúc cái này âm thương thật đúng là thần, hắn nói so với ta Mao Sơn quỷ đạo còn lợi hại hơn. Ta nói đánh giám, đến cùng ai lợi hại chính ta sẽ phán đoán, gọi hắn cho ta nhanh chóng nói tới. Mập Mạp nói. Trước đó có người một mực quan thăng không đi lên, nhờ quan hệ cũng tốt, cái này cũng làm cái kia cũng làm, chính là không thăng nổi đi, thầy bói nói hắn được mệnh giống như đây, chỉ có thể nhận mệnh. Về sau người này tìm được cửu thúc không nói hai lời liền cho hắn đưa một bộ quan tài, trực tiếp sai người mang lên ra môn của hắn miệng. Người này ngay từ đầu tức giận đến không được, còn mắng cửu thúc phương bát độc tử, không phải cái đồ chơi, nào có người đưa quan tài, có thể để hắn không tưởng được chính là... Không bao lâu lãnh đạo liền nói cho hắn thăng quan, còn có, hắn mua sổ số thế mà trúng mười mấy vạn, nhưng làm hắn cao hứng xấu, lúc này liền đi cho cửu thúc xin lỗi, còn cho mấy vạn khối thù lao, cũng thỉnh giáo cửu thúc đến cùng làm manh mối gì. Người kia hỏi cửu thúc đến cùng làm manh mối gì, làm sao đột nhiên liền để hắn thăng quan đây. Cửu thúc nói, từ ngươi bát tự đến xem, mệnh của ngươi thế hoàn toàn chính xác thăng không được quan, cả một đời đoán chừng đều không thăng nổi đi. Cần âm vật đến cho ngươi một chút xíu nho nhỏ trợ giúp. Quan tài, ngụ ý chính là thăng quan phát tài, chỉ cần cửu thúc tính xong canh giờ, địa điểm, còn có chọn tốt quan tài,
vậy liền có thể để cho hắn thay đổi vận thế, cho nên cửu thúc tặng cái này cỗ quan tài, nhất định phải kéo trở về đặt ở trong sảnh tế bái, vừa đến lần đầu tiên 15 liền lên hương, tuyệt đối không thể lãnh đạm, còn có, ngày sau muốn làm việc thiện tích đức, thắng đến sổ số tiền muốn quyên một bộ phận ra ngoài, bằng không, vận thế y nguyên sẽ chạy mất. Người này nghe cửu thúc về sau, một mực ghi nhớ tại tâm, về sau một bước lên mây, quan là càng làm càng lớn. Còn có rất nhiều ví dụ tương tự, cửu thúc cho chân thọt cô nương bán một đôi giày thêu, nàng ngày thứ hai đi đường liền bình thường, cho nhìn mộ địa bán một cái cổ đại tướng quân bảo kiếm, cái này mộ địa cũng không tiếp tục nháo quỷ. Trừ quan cùng dân, liền minh tinh đều thường xuyên tìm cửu thúc mua âm vật. Trước đó có nào đó một nữ tinh, kết hôn nhiều năm đều không có hài tử, tất cả biện pháp đều thử lần, nhưng chính là liền trái trứng đều hạ không được, về sau kinh người giới thiệu, tìm được cửu thúc. Cửu thúc bán nàng một bộ đưa tử quan âm đồ, về sau không bao lâu, cái này nữ tinh liền mang thai, người nói thần không thần kỳ. Mập mạp nói đến đây, ta vội vàng lườm hắn một cái, người xác định đứa bé này không phải cửu thúc. Đưa tử. Ta lời này mới ra, giống như tất cả mọi người phun một hơi lão huyết, thần lão đầu càng là nói thầm câu, người cái này miệng so ra ra ngươi còn độc. Mập mạp nói, là cái rắm, cửu thúc vừa già lại xấu, người ta muốn thật tìm nam nhân, cũng không tới phiên hắn. Mập mạp sau khi nói xong, giống như mọi người lại phun một hơi lão huyết. Mập mạp giải thích nói, cái này nữ tinh có thể mang thai, toàn bộ nhờ bộ này đưa tử quan âm, bức họa này thế nhưng là có nói đầu, rất tà môn. Nghe nói đại khái đường triều thời điểm, một cái gọi Lưu Viên ngoại kẻ có tiền, cưới 8 cái lão bà đều không sinh ra một đứa bé, cái này nhưng làm hắn gấp xấu, Lưu gia liền hắn một đứa con trai, bất hiếu có 3, vô hậu vi đại, mà lại càng làm cho hắn nóng nảy là, cưới 8 cái lão bà cũng không có động tính, kia mau bệnh khẳng định xuất hiện ở hắn trên người mình, tại thời đại kia, nam nhân không được khẳng định sẽ bị người chê cười, hắn hiện tại vừa đi ra ngoài, liền bị người chỉ vào cột sống chế giễu. Lưu Viên ngoại đành phải tìm khắp nơi đại phu nhìn, nhưng chính là nhìn không tốt, hắn đều nhanh chịu đựng không nổi muốn lên treo cổ tự sát, nhưng sự tình chuyển cơ liền phát sinh ở một cái gió táp mưa sa ban đêm. Đêm hôm đó mưa to gió lớn, trên trời còn đánh lấy lôi, Lưu phủ cổng đến một vị hòa thượng này dáng dấp cao lớn anh tuấn, công bố có thể trị hết Lưu Viên ngoại bệnh. Lưu Viên ngoại ngay từ đầu còn có chút sinh khí, không nghĩ tới mình không được cái này sự tình, liền hòa thượng đều biết. Nhưng lập tức tưởng tượng, khả năng hòa thượng này là Phật tổ phái tới đánh cứu mình, nói không chừng thật đúng là có thể trị hết bệnh của mình. Lưu Viên ngoại nghĩ tới đây, vội vàng đem hòa thượng mời vào, còn chuẩn bị cả bàn thức ăn chay thật xinh chiêu đãi hòa thượng. Hòa thượng ăn uống no đủ về sau, cho Lưu Viên ngoại họa một bức quan âm đưa tử đồ, nhưng cái này họa, hòa thượng không có vẽ xong, quan âm trong ngực cũng không có hài tử, là trống không. Lưu Viên ngoại có chút nổi nóng. Trực tiếp chỉ vào hòa thượng mũi chất vấn đây là ý gì? Hòa quan âm đưa tử đồ không có hài tử, đây không phải chê cười sao? Hòa thượng vội vàng giải thích, nói bức họa này nổi danh đường, không thể tùy tiện họa, nếu quả thật muốn phát huy công hiệu, vậy sẽ phải chờ đêm trăng tròn lại đem hài tử cho vẽ lên đi, dạng này hắn bảo đảm Lưu Viên ngoại có thể sinh một cái mập mạp tiểu tử. Lưu Viên ngoại tính toán, trung thu giống như nhanh đến, cách đêm trăng tròn cũng liền thừa một tháng thời gian cũng không lâu lắm. Vậy thì chờ Tết Trung Thu lại đem hài tử vẽ lên đi. Một tháng này bên trong, hòa thượng liền ở tại Lưu Viên ngoại nhà, mà lại cái gì đều không cần làm, tốt ăn ngon uống sướng chiêu đãi, đợi đến đêm trăng tròn đêm đó, hòa thượng cũng thực hiện hứa hẹn, đem hài tử cuối cùng cho thêm vào đi, sau đó không nói hai lời, liền rời đi Lưu Phủ. Hòa thượng sau khi đi, Lưu Viên ngoại liền đem bộ này đưa tử quan âm treo ở đầu giường vị trí, hy vọng quan âm thật có thể tiễn hắn đứa bé. Quả nhiên, Lưu Viên ngoại xinh đẹp nhất trẻ tuổi nhất cái kia tiểu thiếp thế mà mang thai, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái khác 7 vị, cũng liên tiếp mang thai. Cái này nhưng làm Lưu Viên ngoại cao hứng xấu, vội vàng tán dương hòa thượng họa bức họa này chân linh, còn phái người đi đem hòa thượng tìm trở về, sau đó làm Phật đồng dạng cung cấp trong nhà nuôi, chẳng qua Lưu Viên ngoại vạn vạn không nghĩ tới, cái này 8 cái lão bà trong bụng hài tử, không có một cái là hắn. Lúc đầu Lưu Viên ngoại là thật cao hứng. Mỗi đêm đều hưng phấn đến ngủ không yên, nhưng khi đứa bé thứ nhất lúc đi ra, người khác liền có chút mộng. Nói thực ra, Lưu Viên ngoại cái này vóc người cũng không làm sao, nhưng cái này sinh ra hài tử, hình dạng thanh thú, không hề giống hắn, cũng có chút giống. Hòa thượng này, Lưu Viên ngoại mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì,
chỉ coi hài tử cùng nương lớn lên giống, cho nên hình dạng mới thanh tú khả nhân. Nhưng rất nhanh Lưu Viên Ngoại cái này bản thân an ủi liền bị đánh vỡ, cái khác sinh ra hài tử không có một cái theo hắn, có tám thành cũng giống như hòa thượng, hình dạng cũng là một cái so một cái thanh tú đáng yêu. Lưu Viên Ngoại phát hiện sự tình có điểm gì là lạ, vội vàng nhỏ máu nhận thân, sự thật chứng minh, những cái này hoàn toàn chính xác đều không phải con của hắn. Lưu Viên Ngoại tại chỗ liền cho tức giận đến nhả ba ngụm máu, giãy giụa thật lâu mới đứng lên, hắn gọi gia đình đem hòa thượng buộc đi qua, sau đó để hắn cho hài tử nhỏ máu nhận thân, quả nhiên, cái này tám đứa bé, gần như tất cả đều là hòa thượng này. Lưu Viên Ngoại tức giận đến kém chút liền hai chân đạp một cái đi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hòa thượng này làm bộ hỏa quan âm đưa tử đồ, lại là tại dưới con mắt của hắn đem hắn tám cái lão bà ngủ mang thai, đưa tử không phải quan âm, là hòa thượng. Lưu Viên Ngoại tức giận đến đã thất khiếu chảy máu, hai con mắt đều là tinh hồng, hắn giống lớn một tiếng, từ trong phòng bếp cầm một cây đao, đem tám đứa bé các loại còn chặt thành thịt muối, sau đó làm thành cả bàn đồ ăn cho hắn kia tám cái lão bà ăn. Hắn kia tám cái lão bà ngay từ đầu còn không biết, ăn đến say sưa ngon lành, còn tán dương hôm nay thịt đặc biệt hương, lại non lại trượt. Ăn no về sau, kia tám cái lão bà liền hỏi con của các nàng đi đâu rồi. Lưu Viên Ngoại quỷ dị cười cười, sau đó chỉ bụng của các nàng nói, con của các ngươi cùng Tình Lang, đều tại trong bụng của các ngươi. Kia tám cái lão bà giờ mới hiểu được tới, nguyên lai mình ăn thịt là cái gì đến, tại chỗ tám người toàn bộ đều dọa điên. Lưu Viên Ngoại cũng không có vì vậy bỏ qua các nàng, Lưu Viên Ngoại đem tay chân của các nàng đánh gãy, sau đó dùng dây thừng cùng chó đồng dạng, vòng cổ cột vào trên đường ăn xin. Về sau, cái này Lưu Viên Ngoại cũng không được chết tử tế, tại một ngày trong đêm, hạ nhân nghe thấy Lưu Viên Ngoại gian phòng bên trong có một đám tiểu hài tử tiếng khóc, bọn hắn còn tưởng rằng Lưu Viên Ngoại nhận nuôi một đứa bé. Sáng ngày thứ hai, bọn hạ nhân phát hiện Lưu Viên Ngoại treo cổ tại trên xà nhà, trong ngực còn ôm lấy một bức quan âm đưa tử họa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Viên Ngoại sau khi chết, bức họa này liền thành âm họa, chỉ cần đem họa treo ở trong nhà, nửa đêm khẳng định sẽ nghe được một đám tiểu hài tử tiếng khóc. Kỳ thật hòa thượng này tại lúc ấy là một cái rất nổi danh họa sĩ, hắn họa cũng giá trị liên thành, chỉ là hắn nghe nói Lưu Viên Ngoại sau đó, lại thèm nhỏ dãi Lưu Viên Ngoại kia tám cái lão bà mỹ mạo, liền nghĩ một màn như thế chủ ý ngu ngốc, cạo cái đầu chọc đi ngủ người khác lão bà, còn thuận tiện giúp Lưu Viên Ngoại sinh tám đứa bé, không nghĩ tới rước lấy họa sát thân, không được chết tử tế. Kỳ thật hắn vốn có thể trốn, về sau lại không nỡ lão bà của người khác, vẫn là trở về Lưu phủ ở, mới có một kết quả như vậy. Hòa thượng họa bức họa này, kỳ thật có thể bán cái tốt giá cả, mà lại quan âm đưa tử tranh này ngụ ý cũng rất lớn. Chỉ là thường xuyên náo tạt sự tình, không ai dám mua, về sau bức họa này không biết thế nào, liền biến mất, thời điểm xuất hiện lại, liền đã tại cửu gia trong tay, về sau cửu gia đem quan âm đưa tử bức họa này bán cho nữ tinh. Kỳ thật bức họa này tà môn là nổi danh đường, hòa thượng chết cùng Lưu Viên Ngoại những lão bà kia chết đều xem như chết chưa hết tội, nhưng kia mấy đứa bé là vô tội, bọn hắn sau khi chết âm hồn bất tán, sống nhờ tại bức họa kia bên trong, nữ tinh thiếu hài tử, bất chính đụng cái xảo sao. Chẳng qua nữ tinh mang thai về sau, cửu gia liền phải đem họa thu hồi lại, không phải thai nhi muốn chết, không có đầu thai tiểu quỷ sẽ không bỏ qua nó. Ta hỏi mập mạp nói, cái này quan âm đưa tử họa, có phải là cửu gia về sau còn thu hồi đi? Mập mạp sửng sốt một chút, hỏi ta làm sao biết? Ta nói đương nhiên biết, cùng ta đoán 89 phần 10, cái này còn lại 7 cái quỷ hồn, đoán chừng còn phải chờ kế tiếp người mua. Nghe mập mạp nói nhiều như vậy ví dụ. Ta rốt cục tin tưởng cái này cửu gia là có bản lĩnh, hơn nữa còn rất lớn, trách không được liền tam đại gia tộc đều muốn cho hắn mặt mũi, chẳng qua ta sửng sốt không nghe ra âm thương tại sao là âm hành kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Mập mạp nói ta khờ a, cái này âm thương bán đồ vật, cũng phần lớn đều là đồ cổ, đối tượng phục vụ lại rất nhiều là có tiền có thế người, còn có thể giúp người đổi vận cải mệnh, thậm chí biết cách làm giàu, cái này có thể kiếm bao nhiêu, trong lòng ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Theo mập mạp vừa nói như vậy, cái này cửu thúc nghề nghiệp thật đúng là kiếm tiền, có tiền lại có bản lĩnh, kia tại âm hành khẳng định là địa vị không thấp, không riêng gì âm hành, ngươi ở đâu cái âm hành có tiền có bản lĩnh, ngươi đều là ngưu nhân, không trải qua tội đều đắc tội, bây giờ nói cái này cũng vô dụng, nhiều nhất về sau cẩn thận một chút, cái nghề này có thù người, kia thật là vài phút đòi mạng ngươi. Thảo luận xong cửu gia sau đó, chúng ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình. Địa trung đường bọn hắn đã mang theo đại đội nhân mã đi vào hậu viện.
Thiên gia hậu viện so cửa trước tương đối mà nói tương đối nhỏ, cửa cũng chỉ là phổ thông cửa sắt, coi như đóng lại, vượt qua đi cũng không được rất khó. Cửa sau thủ mấy người, mặc một thân quần áo đỏ rất vui mừng, trên trán còn khắc cái chữ Thiên, chẳng qua trông thấy một đám người khí thế vội vàng giết đi lên, mấy người kia dọa đến co cẳng liền chạy, đoán chừng là đi thông báo trời một, địa trung đường bọn hắn không chút nào tốn sức liền tiến hậu viện. Huyền Âm có chút kỳ quái, nàng nhíu mày nói, trời một không có khả năng ngốc như vậy, đối với chúng ta không có chút nào phòng bị, dễ dàng như vậy liền tiến đến, khẳng định có vấn đề. Hừ, nhàm chán, lại là một chiêu gậy ông đập lưng ông, trời một tiểu tử này liền không thể chơi điểm khác sao. Địa trung đường hừ lạnh một tiếng. Hoàng Hinh thì không nói lời nào, cau mày nhìn xem chung quanh, chẳng qua giống như cũng không có cái gì tình huống. Địa trung đường có vẻ như không có chút nào lo lắng, một bộ tràn đầy tự tin nói, trực tiếp đi, ta cũng muốn nhìn xem ngày này đưa một cái ta bố trí cái gì cạm bẫy quỷ kế. Nói xong dẫn đầu trực tiếp trong triều đình đi đến. Hậu viện cũng không có cái gì cây cối, chỉ có giả sơn cùng ao nước, còn có một số thác nước nhỏ, chung quanh có một ít hình thù kỳ quái pho tượng, cùng tần thủy hoàng tượng binh mã đồng dạng, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, bởi vì khả năng điêu khắc quá thật, nhìn qua giống chân nhân đồng dạng. Đi một khoảng cách về sau, đột nhiên chung quanh pho tượng bắt đầu chậm rãi biến nhiều hơn, chúng ta đang nhìn người liếc mắt liền phát hiện, vừa vặn ở trong đó bọn hắn lại hoàn toàn không cảm giác. Mập mạp gấp đến độ tại màn hình bên cạnh oa oa kêu to, thạch đầu nhân biến nhiều, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Mau rời đi kia. Mập mạp nhắc nhở cũng không có ích lợi gì, pho tượng vẫn là càng ngày càng nhiều, thẳng đến bọn hắn đang tiến hành quỷ dị di động thời điểm, địa trung đường bọn hắn mới rốt cục phát hiện. Hoàng Hinh kinh hô một tiếng, hỏng bét, những cái này pho tượng là sống, bọn hắn đang di động. Nhưng cái này lúc sau đã muộn. Pho tượng lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ điên cuồng di động tới, song song liệt lại với nhau, rất nhanh liền hình thành một cái cỡ trung mê cung, đem cái này 300 người vây ở trong đó, địa trung đường mang theo người tại pho tượng kia trong mê cung đi dạo nửa ngày đều ra không được, tức giận đến đối cái này những cái kia pho tượng quyền đấm cước đá, nhưng giống như không có tác dụng gì, những cái này pho tượng cứng đến nỗi thật nhiều, liền đao đều không chém vào được. Thiết chùy nện ở trên đây, lập tức đầu búa liền thiếu một cái miệng. Địa trung đường lúc này đối người bầy bên trong một cái mập bà nói, trung chân, người để tiểu quỷ nhóm bay tới không trung nhìn xem, mê cung này đường làm như thế nào đi. Trung chân sờ sờ những cái này pho tượng, nói không được, những cái này pho tượng trên thân đều có chú văn, bọn hắn không dám ra tới. Phế vật, nuôi đám rác rưởi này làm gì, thời khắc mấu chốt thế mà không phát huy được tác dụng. Địa trung đường nổi giận mắng. Lúc này đột nhiên chung quanh quỷ khóc sói gào lên. Gió thổi mọi người tóc đều tung bay, trung chân vội vàng trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như là tại niệm chú, qua một hồi thật lâu những cái này hiện tượng mới biến mất. Trung chân xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó gọi địa trung đường đừng nói lung tung, nơi này có rất nhiều tiểu quỷ, nếu như bọn hắn nổi nóng lên, vậy nhưng phiền phức liền lớn. Địa trung đường hừ lạnh một tiếng, nói đánh rắm, chẳng lẽ hắn địa trung đường còn sợ quỷ sao, không có đất dụng võ, đó chính là phế vật. Quỷ cũng giống vậy, còn không bằng đem bọn hắn đánh tan. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại mê cung bên kia có một bóng người hiện lên, địa trung đường không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đuổi theo, nếu như người này là thiên gia người, vậy khẳng định biết mê cung lối ra, bắt hắn lại vậy thì đồng nghĩa với phá cái này quỷ mê cung. Địa trung đường thân thủ rất nhanh, Huyền Âm cùng Hoàng Hinh cũng chỉ là có thể miễn cưỡng theo kịp hắn, những người khác trên cơ bản đã tụt lại phía sau, lúc này ta đã nhìn ra mờ ám. Cái này người rất rõ ràng là muốn đem ba người khác cùng đại đội cho tách ra. Ta đã có thể nghĩ đến, địa trung đường bọn hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nhưng bọn hắn không có dừng bước lại, bởi vì bọn hắn tự tin có thể bắt đến người này, bằng không, cùng đại đội ở chung một chỗ cũng vô dụng, chỉ có thể bị vây ở trong mê cung, khả năng phá giải không là vấn đề, nhưng cần thời gian, bọn hắn hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, không thể dùng tại phá giải mê cung bên trên. Chẳng qua đáng tiếc là ba người bọn hắn cũng không có bắt đến người kia, nhưng rất kỳ quái, địa trung đường ba người thế mà bị dẫn xuất mê cung bên ngoài, chỉ để lại đại đội nhân mã tại trong mê cung mù đi dạo. Địa trung đường bọn hắn sau khi ra ngoài, người kia rốt cục dừng bước, sau đó xoay người qua đến tất cung tất kính thở dài nói cung nghênh tam đại gia tộc các vị. Đây là nữ nhân, mặc một thân hồng y bên trên thêu lên một con thần thú chu thước đồ án, trên trán còn cột một cây tơ hồng mang lên thêu một cái chữ thiên. Tuổi của nàng đại khái tại chừng 25 tuổi,
dáng dấp rất khí khái hào hùng, cột cái đuôi ngựa, dáng người thẳng tắp, chân rất dài, eo rất nhỏ, nhưng đứng tư thế rất ổn, xem xét chính là người luyện võ, trách không được ba người kia đều đuổi không kịp nàng. Thiên gia Chu Tước Đường đường chủ, Liễu Cầm, nha, hôm nay có thể thấy được lấy, nghe đồn đều là trong bóng tối giúp thiên gia làm việc, cơ bản không lộ mặt. Địa Trung Đường nói, Huyền Âm có chút kỳ quái, nhíu mày hỏi, các ngươi đem chúng ta vây ở trong mê cung, lại cho mang ra, đây là ý gì? Liền vẻn vẹn đem chúng ta phân liệt ra đến đơn giản như vậy. Liễu Cầm lắc đầu, cũng không là, là thiếu chủ cho mời. Trời vừa mời chúng ta uống rượu mừng sao, chúng ta hôm nay thế nhưng là đến bưng hắn hang ổ. Địa Trung Đường cười nói. Liễu Cầm cũng đi theo nở nụ cười, chẳng qua là loại kia xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười, sau đó nói, người đi thì biết, hắn ngay tại trung đình chờ các ngươi. Sau khi nói xong, rất nhanh liền biến mất, chỉ lưu lại một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Địa Trung Đường chỉnh ngay ngắn y quan nói đi, chúng ta tứ đại gia tộc cũng nên làm một cái kết thúc. Hoàng Hinh bay nhảy hai lần trong tay cây quạt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng pho tượng mê cung, chẳng lẽ không trước tiên đem bọn hắn cứu ra sao? Địa Trung Đường lắc đầu nói, những cái này tạp ngư, không cần phải để ý đến bọn hắn, lãng phí thời gian, cứu bọn hắn cũng không nhất định đi vào thiên gia, để bọn hắn tại hậu viện bay nhảy, chờ chúng ta giải quyết lại để cho bọn hắn ra tới lau chùi tấm. Nói xong Địa Trung Đường tự tin đi về phía trước, Hoàng Hinh cùng Huyền Âm bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo hắn cùng đi. Ba người trên đường đi hoàn toàn chính xác không có gặp được cái gì hiểm trở, rất thuận lợi liền đến trung đình. Kỳ thật thần ninh những cái này trong màn hình, cũng không có trung đình hình tượng, chờ Địa Trung Đường đi đến thời điểm, lại đột nhiên có, ta lúc này trông thấy rất nhiều tân khách, tự nhiên còn có tân lang trời vừa cùng tân nương Mã Lâm. Mã Lâm phủ thêm áo cưới về sau, thật nhiều đẹp, liền giống như tiên tử, mặc dù cùng tính cách của nàng rất không hợp, nhưng trừ tiên tử cái từ này, ta thật không biết dùng cái gì từ ngữ đi hình dung, hy vọng trời một cũng có thể nhìn thấy, cái này thích hắn thật lâu nữ hài, đã vì người khác phủ thêm áo cưới. Tân lang có giống như hắn khuôn mặt, nhưng lại không phải hắn, thiên nhất hội trở về sao? Ta không biết, có lẽ sẽ, lại có lẽ sẽ không, tính cách của hắn lạnh, làm việc để người không thể phỏng đoán. Ta hỏi thần ninh đây là có chuyện gì? Vì cái gì hình tượng đột nhiên liền có, rõ ràng vừa rồi chỉ có tiền viện cùng hậu viện ống kính hình tượng. Thần ninh nói hắn cũng không biết, trung đình hắn cũng lắp đặt rất nhiều camera, nhưng vừa rồi một mực không được, hiện tại mới đột nhiên liền lên. Lúc này trời máy động nhưng đối camera giật giật cà vạt, sau đó ta nở nụ cười, hắn đối một chút khẩu hình, chúng ta không có nghe được thanh âm, nhưng lại biết hắn nói là cái gì, biểu diễn, sắp bắt đầu. Địa Trung Đường đi tới thời điểm, trời vừa cùng Mã Lâm đã đứng tại trên đài đứng đối nhau, có một cái người chủ trì đứng ở chính giữa, đoán chừng chờ một lát liền đeo giới chỉ cần Mã Lâm hô lên câu kia ta nguyện ý, kết thúc buổi lễ cái này cưới cũng coi như kết xong. Chỉ có điều Địa Trung Đường ba người bọn hắn đến về sau, không khí chung quanh đều yên tĩnh trở lại, trừ trời một trên mặt có cười lạnh bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều khó coi, bọn hắn biết, Địa Trung Đường bọn hắn lần này tới không phải uống rượu mừng, là đến đòi mạng. Lúc này có mấy cái nữ nhân đồng thời đứng lên, nhưng trời một ngựa bên trên phất phất tay ra hiệu các nàng tọa hạ, cái này sự tình cùng Mã gia không quan hệ, chúng ta tứ đại gia tộc ân oán, ta tự mình tới. Tại trời một khuyên bảo Mã gia nữ nhân mới ngồi xuống, cái khác tân khách đều là đầy vẻ xem trò đùa, không có ý định hỗ trợ, cũng không có ý định rời đi, đương nhiên, trời một cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể giúp đỡ. Trời vừa rời đi Mã Lâm, đi đến tiếp tân hướng Địa Trung Đường hỏi, các ngươi biết vì cái gì ta để các ngươi dễ dàng như vậy liền đi vào sao? Địa Trung Đường nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi gấp chết. Nha, khẩu khí thật lớn. Ta để các ngươi tiến đến là vì để về sau âm hành tất cả mọi người ghi nhớ, hôm nay có hai kiện có thể ghi vào sử sách sự tình, một là tứ đại gia tộc từ đây biến thành một nhà, kia chính là ta thiên gia độc đại, hai là, Mã Lâm gả âm hành mạnh nhất nam nhân, hắn chính là thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Trời một chỉ lấy camera nói, một màn này, sẽ bị ghi chép lại, vĩnh viễn bảo tồn. Địa Trung Đường lần này cười đến càng lớn tiếng, đều là bốn người của đại gia tộc, một đối ba. Ngươi trời một dựa vào cái gì thắng, hắn Địa Trung Đường liền không tin, ngươi trời một thực lực, có thể đạt tới như thế cường hãn tình trạng. Thật sao, trời một giang hai cánh tay ra, đối Địa Trung Đường hô, vậy thì tới đi, bảo bối, còn đang chờ cái gì? Địa Trung Đường có chút bị chọc giận, một cái bước xa liền xông lên cưới đài,
lúc này Mã Lâm bị người chủ trì cấp tốc kéo lại đi, chờ địa trung đường sông lên thời điểm, cưới trên đài liền thừa hắn cùng trời một hai cái. Địa trung đường nhảy lên một cái, song chảo như câu trực tiếp chỉ lên trời một đầu chộp tới, trời một bên mặt lóe lên, tránh thoát địa trung đường công kích, địa trung đường kia một chảo bắt đến trên mặt bàn, lập tức cái bàn nhiều hai cái lỗ lớn, cái này nếu là bắt đến sọ não bên trên, đoán chừng óc đều nên toát ra đến, cái này uy lực cũng không phải nói đùa, chẳng qua trời một lại xem thường, nhẹ nhõm liền tránh thoát đi. Địa trung đường thấy một chiêu không trúng, vội vàng dùng cả tay chân, phản chân liền chỉ lên trời một mặt cửa đá vào, nhưng trời một lại chân nhấc một chữ, trực tiếp cao hơn đỉnh đầu chống đỡ địa trung đường chân, trời một cường độ tại địa trung đường phía trên, hắn bị chống đỡ chân, gần như toàn thân đều không thể động đậy, hắn đành phải hai tay chống đất, mặt khác một cái chân lấy một cái khó mà tin nổi góc độ đá hướng trời một kiểm môn, khuôn mặt. Trời một không chút hoang mang, một quyền đánh vào địa trung đường lòng bàn chân bên trên, địa trung đường hai tay chống không ngừng, cùng con rùa trượt, ngã tại trên đài. Vẫn là mặt chạm đất, lúc này dưới đài phát ra cười vang. Địa trung đường xoa xoa máu trên mặt, tức giận đến mặt một khối thanh, một khối trắng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, té ngã đầu con lợn đồng dạng, ngày đó tại nửa đêm trà lâu đánh cho ngươi còn chưa đủ à? Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tứ đại gia tộc lão đại. Trời một cười nhạo nói, dưới đài lại là một trận cười vang. Địa trung đường vội vàng trừng Huyền Âm cùng Hoàng Hinh liếc mắt. Giống như đánh không lại liền phải đem nộ khí toàn rơi tại trên người các nàng đồng dạng, hai người các ngươi xú nha đầu nhìn đủ chưa? Còn không qua đây hỗ trợ. Huyền Âm cùng Hoàng Hinh đúng là bất đắc dĩ, cảm giác nhận biết địa trung đường thật mất mặt, đoán chừng đều hối hận thấu, thế mà cùng loại người này hợp tác. Huyền Âm còn tốt, trực tiếp liền một cái bước xa lên đài hỗ trợ, nhưng Hoàng Hinh lại trở ngại Mã Lâm, một mực đang do dự đúng hay không trời vừa ra tay, nàng nhìn thoáng qua Mã Lâm. Phát hiện Mã Lâm căn bản mặt ủ mày trao, cũng không có tâm tình nhìn trên đài chiến đấu, càng không có nhìn về phía trời một, chỉ là không ngừng hướng dưới đài nhìn, giống như đang tìm ai. Mã Lâm tìm kiếm một tuần, ánh mắt lập tức mở đi, giống như cũng không có tìm được người chính mình muốn tìm, cả người liền cùng thoát hơi bóng đồng dạng, không có một điểm sinh khí. Trên đài Huyền Âm rất nhanh liền gia nhập chiến đấu, tán nhân chiến đấu lại với nhau, Huyền Âm thân thủ cũng không tính quá tốt. Dù sao đã đến trời một loại này cấp bậc đối thủ, hai đối một dường như cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hoàng Hinh mắt thấy tình huống này che không được, mà Mã Lâm cũng vẫn không có để ý tới nàng, dù là một ánh mắt cũng tốt, nhưng chính là đối Hoàng Hinh không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng đành phải cắn răng một cái, cũng tới cưới đại gia nhập hỗn chiến bên trong, từ đó tứ đại gia tộc chính thức đánh lên. Chuyện cũ kể thật tốt, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hiện tại đã sáu tay. Hoàng Hinh quạt giấy trắng cũng rất là lợi hại, phiến lá cây còn giấu ám khí, địa trung đường cùng Huyền Âm một trước một sau giáp công, phân biệt công trời một bên trên ba đường cùng hạ bàn, Hoàng Hinh quạt giấy trắng thì đâm thẳng trời một lồng ngực. Ba người này liên thủ quả nhiên không phải đóng, trời mỗi lần bị đánh cho liên tục bại lui, kém chút bất lực chống đỡ, cùng tại nửa đêm trà lâu tình huống hoàn toàn khác biệt, hiện tại ba người đều là liều mạng, đồng thời nhiều người nhìn như vậy, còn có camera ghi chép. Ai cũng không dám lại biện pháp dự phòng, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ, liền Huyền Âm cũng đã có rất ra sức, một trận chiến này có thể nói là hàng thật giá thật, tứ đại gia tộc uy danh ai cũng không dám hủy, không phải làm sao có mặt thấy lão tổ tông. Trời một lúc này dù rơi vào thế yếu, lại tuyệt không sốt ruột, ngược lại khóe miệng lộ ra một cỗ cười tà. Ba người nhìn hắn còn cười được, xuống tay ác hơn, mỗi một chiêu đều hướng về phía yếu điểm đi. Chúng ta tại màn hình bên ngoài nhìn xem đều bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này quá hung ác. Lúc này, Hoàng Hinh đột nhiên phát động quạt giấy trắng bên trong ám khí, một cây độc châm bay ra, trời trái ngược ứng cũng rất nhanh, ngửa đầu tránh thoát, nhưng lúc này Hoàng Hinh lại dùng quạt giấy trắng che hạ trời một mặt. Trời quính lên bận bịu chảo thủ chụp vào Hoàng Hinh thủ đoạn, nhưng lại tìm cái không, chờ quạt giấy trắng rời về sau, Huyền Âm một trưởng liền đánh ra, trời một muốn tránh cũng không được, bị một trưởng đánh trúng lồng ngực. Kêu lên một tiếng đau đớn về sau, người hướng về sau lùi lại mấy bước. Địa trung đường lúc này ngồi xổm đến một cái quét đường chân, trời một ngựa bên trên bị quét đến giữa không trung hướng xuống quẳng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, một cái tay chống đất đến một cái xoay tròn đại phong xa, sau đó xoay người đứng lên. Hoàng Hinh không buông tha, chỉ lên trời một lồng ngực bổ một chân, trời một đôi tay ngăn trở, bởi vì thân thể còn không có đứng vững, lực lượng không đủ. Lại hoặc là Hoàng Hinh một chân này lực lượng quá lớn, trời mỗi lần bị chấn bay ra ngoài, người nhanh chóng đảo hướng bên bàn. Ngay tại nhanh đổ xuống thời điểm,
trời từng cái chân trống tại bên bàn bên trên, mới suýt nữa không có té xuống. Nha, nha, có chút ý tứ, không hổ là bốn người của đại gia tộc, ba người miễn cưỡng có thể đem ta cho chế trụ. Trời một cười hắc hắc nói, không có chút nào vì chính mình hỏng bét tình huống lo lắng, người khác không biết, nhưng ta minh bạch, tiểu tử này có hậu thủ, không nên quên, hắn nhưng là hòa thượng miếu ra tới, luận thân thủ, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ những thứ này. Bớt nói nhảm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Địa trung đường nổi giận gầm lên một tiếng, thừa thắng xông lên xông tới, Hoàng Hinh cùng Huyền Âm nhìn nhau một cái, cũng tiếp tục xông tới. Trời một nhếch miệng lên, lộ ra cái nụ cười khinh thường, hắn đứng thẳng người, thân thể chấn động, như là lấp kín tường một loại đứng ở cưới trên đài. Địa trung đường đứng mũi chịu sào, hắn một quyền đánh phía trời một lồng ngực, kỳ quái là, trời một không có né tránh, địa trung đường phản ứng đầu tiên là, tiểu tử này đầu óc xấu đi. Vẫn là xem thường hắn địa trung đường. Nắm đấm oanh ra ngoài về sau, đã thu lại không được, địa trung đường suy nghĩ gì đều vô dụng, một quyền kia trực tiếp đánh vào trời một trên lồng ngực, trời liên tiếp kêu đau một tiếng đều không có phát ra tới, địa trung đường lại lui về phía sau mấy bước, tay không ngừng vung lấy, trên trán lại là mồ hôi. Ngươi làm sao rồi, nhìn địa trung đường tình huống không đúng, Huyền Âm vội vàng hỏi. Địa trung đường nuốt một ngụm nước bọt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, kim trung cháo. Không có khả năng, thiên gia không thể lại cái này võ công, đây là thiếu lâm miếu mới có võ công. Lúc này ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, đây quả nhiên là mập hòa thượng, ngày đó ta liền nhìn mập hòa thượng dùng qua kim trung cháo, cùng hiện tại trời dùng một lát giống nhau như đúc, mà ta biết chân chính trời một cũng có một đoạn thời gian, hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua cái gì kim trung cháo. Để cho ta tới, Huyền Âm quát to, sau đó quay người cho trời từng cái liên hoàn thích, trời vẫn là không tránh. Huyền Âm sách ba cước, một chân lồng ngực, một chân bụng, một cái khác chân. Có điều, Huyền Âm cũng không có đạt được, trời dùng một lát hai chân kẹp chặt hắn chân, mỹ nữ, dưới chân lưu tình, đêm nay còn muốn động phòng. Sau khi nói xong, trời từng cái chưởng đánh vào Huyền Âm trên bờ vai, nàng lập tức bay ngược ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất, ngoài miệng nhiều một tia huyết tinh tử. Huyền Âm lau đi khóe miệng tơ máu, quả thật là thiếu lâm kim trung cháo, không dễ phá, cẩn thận. Hoàng Hinh nhíu mày, cùng tiến lên. Trời khẽ đảo không quan trọng, bẻ bẻ cổ, một bộ rửa mắt mà đợi dáng vẻ, chờ địa trung đường cùng Huyền Âm tốt một chút về sau, ba người lại khởi xướng liên công. Nhưng trời một kim trung cháo, ba người ngươi một quyền, ta một chân, chính là không đánh nổi. Hoàng Hinh quạt giấy trắng lật một cái, lại một lần nữa bay ra mấy cây độc châm, lần này trời một linh hoạt né tránh, còn tay phải như là móc sắt một loại cầm hướng Hoàng Hinh tay. Trời một chảo cùng địa trung đường chảo hoàn toàn khác biệt, trời một vừa nhanh vừa độc, mà lại hữu chiêu có thức, Hoàng Hinh tay bị gắt gao bóp bên trong, người lập tức co rút một chút, trên tay quạt giấy trắng rơi xuống trên mặt đất, bị trời một chân giẫm cái nhão nhoẹt. Cái này quạt giấy trắng cũng không phải phổ thông cây quạt, trời một thế mà một chân liền đạp nát, cái này khiến Hoàng Hinh cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng qua cái này không phải nàng nên lo lắng vấn đề. Nàng hiện tại tay, liền cùng đoạn mất đồng dạng, bị trời vừa bấm bên trong cách cách vang. Cái này, đây là, long chảo thủ. Hoàng Hinh đau nghiến răng nghiến lợi, trên trán tất cả đều là mồ hôi nóng, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Nàng liều mạng giãy giụa, sau đó thúc trưởng đánh vào trời một trên bờ vai, nhưng đánh tại trời một trên bờ vai cái tay kia đau hơn, giống như đánh vào lớp kín trên tường đồng dạng, bởi vì nàng vừa rồi dùng quá sức, giống như thủ đoạn đều muốn gãy mất đồng dạng. Hoàng Hinh gặp nạn, hai người khác vội vàng cứu viện, địa trung đường nhảy lên một cái, một chưởng đánh vào trời một sọ não bên trên, nhưng lại bị chấn ra ngoài, một chút tác dụng không có. Huyền Âm đá mười mấy chân cho trời một phía sau lưng, cũng vô dụng, ngược lại chân của mình đau đến muốn chết, trời một cái này kim trung cháo phá không được, bọn hắn không thể nào là đối thủ. Cắm mắt, lúc này ngồi tại màn hình phía ngoài thần Ninh nói. Đúng a, cắm mắt, người kim trung cháo lợi hại hơn nữa. Không có khả năng mắt cũng vô kiên bất tồi a. Quả nhiên gừng càng già càng cay, thần Ninh lão nhân này có thể nói kiến thức rộng rãi, đáng tiếc là, bọn hắn nghe không được ta nói chuyện. Cắm hắn mắt, lúc này Huyền Âm giống như phát hiện, vội vàng đối Hoàng Hinh nói. Hoàng Hinh biết được yếu lĩnh về sau, chịu đựng đau đớn trực tiếp duỗi ra hai ngón tay nhanh chóng chỉ lên trời một mắt cắm tới, làm sao biết trời trước kia có phòng bị, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Hinh kia hai ngón tay cắm ở hắn lông mày xương bên trên, đợi nàng co lại trở về thời điểm, hai cái ngón tay giống như đều đã đau đến có chút vặn vẹo. Không được, mắt cũng không phải nhược điểm.
cái này kim trung cháo không dễ phá. Hoàng Hinh không có xính về sau, trời một lại một chảo đánh vào nàng xương sườn bên trên, chỉ nghe thấy bộc một tiếng, Hoàng Hinh cả người mềm nhũn, giống như bị sét đánh bên trong đồng dạng, trong miệng phun miệng lớn máu tươi. Trong lòng ta lạc một chút, hỏng bét, Hoàng Hinh chẳng lẽ muốn chết đi. Liền những người khác trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Nhưng kết quả vượt quá chúng ta dự kiến, Hoàng Hinh đột nhiên tay trượt đi, bị trời một bắt cái tay kia tự do, trời một hơi kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau mấy bước, chẳng qua lại bị Hoàng Hinh hai cánh tay cho xảo diệu kéo lại, trời tưởng tượng dùng sức, lồng ngực lại vò tới Hoàng Hinh bả vai, thân thể lại sau này ngã xuống. Trời một con tốt thân thể chấn động, lại sử xuất kim trung cháo ổn định thân thể, nhưng lúc này Hoàng Hinh lại đạp lên hai chân của hắn, sau đó một chưởng đánh vào trời một dưới cổ hàm chỗ. Trời một kim trung cháo vẫn là không có bị phá, nhưng hắn giống như bị theo phải có chút hít thở không thông, hô hấp đều có chút khó chịu, hắn đành phải lần nữa dùng long chảo thủ cầm hướng Hoàng Hinh cổ, nhưng Hoàng Hinh lại thuận tay hắn phương hướng cùng cường độ về sau đổ, trời một thân thể bị kéo đến hướng phía trước rơi, tăng thêm mình cường độ thu không trở lại, cả người đều tại sông về phía trước, kém chút liền quảng cái ngã nhào. Trời quính lên bận bịu thu hồi lại, nhưng Hoàng Hinh lại bị đi theo kéo lại. Mượn lực đánh lực một chưởng đánh vào trời một ngực, lần này hắn lùi lại mấy bước, trong miệng phát ra một tiếng vang trầm. Âm dương thái cực, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng làm ta làm cho xoay quanh. Trời một nắm gấp nắm đấm, giống như rốt cục động một chút thật sự. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biểu lộ đau khổ che bả vai, giống như nơi đó bị cái gì thương nặng, nhưng ta vừa rồi rõ ràng không có trông thấy có ai tổn thương bờ vai của hắn. Trời một cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn nắm lấy một quần áo vung lên, cả kiện âu phục cùng áo sơ mi đều bạo liệt ra, quần áo không có về sau, ta nhìn thấy bả vai hắn chỗ có một loại giống như nhện hình xăm, đồng thời tại nhà tơ, những con nhện kia tia là màu đỏ, một mực đang trời một trên thân lan tràn, hiện tại đã lan tràn đến lồng ngực, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tới bụng chỗ. Âm dương hình xăm, lại là ngươi cái xú bà nương, trời một đôi lấy huyền âm mạnh mẽ mắng, ngươi đến cùng là lúc nào dở trò quỷ. Huyền âm cười cười. Vừa rồi ta tại ngươi trên bờ vai đánh bao nhiêu chưởng, ngươi quên rồi sao? Ta cho ngươi biết, nếu như tơ nhện lan tràn đến lòng bàn chân của ngươi tâm, vậy ngươi người liền không có. Trời một bắp thịt trên mặt giật giật, giống như cực kỳ sinh khí, ngay tại lúc này, đột nhiên trời một dưới chân biến thành một bãi vũng bùn, cưới đài đã bị hòa tan tiến trong đó, một con khô lâu tay từ phía trên đưa ra ngoài, nắm chắc trời một chân, sau đó dùng sức hướng xuống lạp. Trời khẽ cắn lấy răng giãy giụa lấy. Thế nhưng là tại vũng bùn bên trong, càng dãy giụa sẽ chỉ hãm phải càng sâu, đồng thời càng ngày càng nhiều khô lâu bò ra tới, tất cả đều ủng đến trời một trên thân, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trời một nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền một chưởng đánh vào vũng bùn bên trên, những cái kia khô lâu lập tức hóa thành bột màu trắng rơi tại vũng bùn phía trên, nhưng những cái kia khô lâu chết về sau, vẫn là sẽ leo ra mới, hận đến trời một nghiến răng nghiến lợi. Tào, kỳ môn độn giáp thật phiền phức. Trời một mắng một câu. Địa trung đường lúc này ngồi trên mặt đất, mà bên cạnh hắn tất cả đều là phù chú, hắn hai ngón dính môi, mồm mép nói lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Trước đó ta liền kiến thức qua địa trung đường kỳ môn độn giáp, hắn loại kia thuật thật sự là lại đáng ghét lại tà môn, không biết khi nào nơi nào sẽ chui ra mấy cái khô lâu đến bắt ngươi. Sốt cục liều âm thuật, thần ninh đốt một điếu thuốc, có tư có vị quất, cháu của hắn vẫn là giống câm điếc đồng dạng, không rên một tiếng. Không sai, liều âm thuật, luận thân thủ, ba người bọn hắn đều dính không được nửa điểm tiện nghi, chỉ có thể liều âm thuật, lần này, có vẻ như đến trời ăn một lần không cần. Chờ khô lâu lại một lần nữa chui lúc đi ra, trời một lại một chưởng đem nó đánh nát, sau đó thừa dịp cái này quay người kỳ nghĩ leo ra vũng bùn, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, lập tức một tấm âm dương bát quái lưới từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn bao bọc lại, sau đó hướng xuống mặt đóng. Trời một chừng mắt liếc ngay tại niệm chú Hoàng Hinh, ánh mắt hơi lộ ra không phẫn, nhưng lúc này hắn đột nhiên toàn thân đau, tơ nhện trở nên càng ngày càng đỏ, hiện tại đã lan tràn đến trời một dưới bụng, đoán chừng cũng không bao lâu nữa, liền có thể đến bàn chân tâm, như thế coi như hắn không bị kéo xuống vũng bùn, đoán chừng người cũng xong. Âm dương bát quái lưới càng thu càng chặt, trời tê dần phải toàn thân run rẩy, rốt cuộc bất lực giãy giụa, chờ khô lâu lại đi lên thời điểm, rất nhanh liền bắt hắn cho kéo lại đi. Một tia sáng trắng hiện lên, vũng bùn biến mất, trời một cũng đi theo biến mất. Thắng rồi, hiện tại rất yên tĩnh, mộc trong rạp là như thế này, trong màn hình bọn hắn cũng là dạng này,
không có người nói chuyện, bao quát địa trung đường bọn hắn, giống như thắng quá dễ dàng cảm giác, có điểm giống nằm mơ, mà cưới người ở dưới đài thì trợn mắt hốc mồm, trời một không có, tân lang cũng không có, đây coi là chuyện gì? Chết sao? Huyền Âm hỏi. Không tính chết, ta đem hắn phong ấn. Địa trung đường trả lời. Kia không phải là chết sao? Tơ nhện đã đến lòng bàn chân, không sống được. Huyền Âm tiếp tục nói. Địa trung đường lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Ha ha, ai biết, khả năng bị ta đau khổ phong ấn, cũng có khả năng xuống địa ngục. Trời vừa chết, thiên gia chủ nhà không có. Âm hành thắng lợi. Ta đi, cái này cưới còn có kết hay không? Dưới đài trong nháy mắt tuôn ra tiếng oanh minh đàm phán hòa bình luận âm thanh, Mã gia người khó xử nhất, không biết như thế nào cho phải, trời vừa chết, kia Mã Lâm làm sao bây giờ? Là mang theo Mã Lâm đi, vẫn là lên đài giúp trời vừa báo thù. Trong màn hình các loại người, đều mang khác biệt cảm xúc, chỉ có Mã Lâm một người không chút biểu tình, nàng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cưới đài nói, hắn không có khả năng đi, đều mười mấy năm, hắn còn không phải như vậy tìm trở về. Quả nhiên, không đầy một lát, cưới trên đài bắt đầu bốc lên máu, ngay tại vừa rồi xuất hiện vũng bùn vị trí kia, ngay từ đầu chỉ là chảy ra, về sau càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đã cùng suối phun đồng dạng, tất cả đều là huyết thủy, đem toàn bộ cưới đài đều thấm ướt thấu, nhưng những cái kia máu lại lưu không hạ cưới đài, không có vài phút, cưới đài liền biến thành một đầu huyết hà, đã đến ba người mắt cá chân chỗ. Ngươi không phải nói đem hắn phong ấn sao? Huyền Âm hướng địa trung đường chất vấn. Địa trung đường liếc nàng một cái, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Qua sau 5 phút, huyết thủy rốt cục không còn đi lên bốc lên, nhưng lúc này lại nổi lên đến một cái chiếc hộp màu đen. Cái hộp này thật dài phương phương, cùng một cái cỡ nhỏ quan tài đồng dạng, ta nhận ra, cái hộp này trời từng cái thẳng cõng, bên trong đựng đều là linh bài, kia cũng là thiên gia tổ tông. Cái hộp đen phiêu đi lên về sau, đột nhiên phịch một tiếng, liền tự động mở ra. Bên trong linh bài tất cả đều tự động dựng lên, sau đó từng đoàn hắc khí bay lên bầu trời, trong chốc lát, trên trời mây đen dày đặc, quỷ khóc sói gào, mười mấy đoàn hắc khí không ngừng tại không trung quay trở về. Ta thở dài, thiên mãn cũng là thiên gia người, máu của hắn, đoán chừng cũng có thể nô dịch đám này chết đi lão tổ tông vì hắn hộ thân. Thiên gia những quỷ hồn kia ở trên trời xoay quanh chỉ chốc lát về sau, đột nhiên cúi vọt xuống tới, vây quanh cưới đài những cái này huyết thủy không ngừng xoay quanh vòng. Lúc này bóng đen vươn vô số hai tay hướng huyết thủy phía dưới vớt, chốc lát sau, song trông thấy bọn hắn vớt ra một cái tay đến, không đúng, là người, trời một lại đi tới. Địa trung đường giật mình, vội vàng hô, mau ngăn cản thiên gia những cái này ma quỷ, đừng để bọn hắn đem trời đưa một cái cứu ra. Ba người đang nghĩ động thủ thời điểm, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu từ huyết thủy phía trên truyền ra. Ha ha, ha ha, nhàm chán, thật sự cho rằng có thể phong ấn ta. Tên hề này trò xiếc. Trời một điên cuồng cười to nói, nhưng y nguyên chỉ là gặp đến một cái tay của hắn, mà những cái kia quỷ ảnh vươn ra tay thì nắm chắc hắn. Trò cười, đã có thể phong ấn ngươi một lần, liền có thể phong ấn ngươi hai lần, trang cái gì? Địa trung đường sau khi nói xong, thủ quyết vừa bấm, sau đó cắn nát ngón tay hướng mình lông mày bên trên viết cái chữ, ngay sau đó mồm mép nhanh chóng bắt đầu chuyển động, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Nhưng chú ngữ còn không có phát động thời điểm. Đột nhiên trời một giận dữ một tiếng, từ sau lưng của hắn cả người là máu xông lên, địa trung đường không có phát hiện, nhưng lại cảm thấy, người sửng sốt một chút, biểu lộ có chút sợ hãi. Không có khả năng, kia thiên gia lão tổ tông níu lại cái tay kia, lại là của ai? Không có khả năng. Hừ, có phải là coi là đem ta phong ấn rồi? Chỉ bằng ngươi, cái này thiên gia lão tổ tông ra tới không phải vì bảo đảm ta, là vì ngăn cản ta giết người, xuẩn tài, chỉ là bọn này ma quỷ. Ai cũng không gánh nổi, bao quát các ngươi. Trời máy động nhưng nói ra một đoạn khó mà tin nổi lời nói đến, cái này thiên gia tổ tông không phải đến bảo vệ hắn. Đúng vào lúc này, thiên gia lão tổ tông môn cuối cùng đem chủ nhân của cái tay kia cho kéo xuống, người kia cũng đầy thân là máu, thậm chí không biết bị thứ gì gặm ăn phải thương tích đầy mình, thịt trên người liên tiếp xương cốt, một điểm da đều không có, toàn thân đều là máu, ta đã không nhận ra hắn là ai, chẳng qua từ trên quần áo đến. Cái này tựa như là vừa rồi người chủ trì. Ta vội vàng hướng Mã Lâm bên người nhìn lại, quả nhiên trước đó cái kia đứng bên người nàng người chủ trì đã không gặp, liền Mã Lâm cũng hơi kinh ngạc, giống như hiện tại mới phát hiện người chủ trì biến mất. Địa trung đường trên mặt biểu lộ càng thêm sợ hãi, không có khả năng, rõ ràng ba người chúng ta hợp lực phong ấn chính là ngươi,
lúc nào, đến cùng là lúc nào. Ngươi chừng nào thì tìm hắn làm ngươi kẻ chết thay. Hắc hắc, phế vật, nghĩ phong ấn ta, còn kém mấy trăm năm, lão tử hôm nay không phải giết ba người các ngươi không thể. Trời giống như cùng một cái ác quỷ la sát, hắn máu me khắp người, một mặt mày dữ tợn, hai tay mở ra, song chảo như câu, ánh mắt kia liền như là một con tàn nhẫn ác lang, đài này bên trên tất cả mọi người, bao quát quỷ, đều là hắn con mồi. Mau trốn, Hoàng Hinh cùng Huyền Âm đồng thời hô, nhưng đã tới không kịp, địa trung đường tóc bị thổi làm từng cây dựng ngược, một luồng hơi lạnh từ phía sau hắn đánh tới, hắn hiện tại liền hoàn thủ tâm đều không có, chỉ lo đào mệnh, nhưng là... Trốn không thoát, một đầu mãnh thú xuất hiện tại phía sau của ngươi, ngươi là không thể nào toàn thân trở ra. Trời một đôi trường hợp lại, trực tiếp chụp về phía địa trung đường chán, may mắn địa trung đường cũng có chút chi giác, phản ứng cũng không chậm, hai cánh tay vội vàng bảo vệ chán, nhưng là không thể nào hoàn toàn ngăn lại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, ta nhìn thấy địa trung đường lập tức thất khiếu chảy máu, hai con ngăn trở cánh tay cũng rất giống đoạn mất, vô lực rủ xuống. Bịch một tiếng, địa trung đường hai mắt hợp lại. Trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó thân thể tùy theo nằm xuống, sống hay chết không rõ. Huyền Âm cùng Hoàng Hinh đều che miệng lại, trong lúc biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, địa trung đường khả năng cứ như vậy chết ở trước mặt các nàng. Huyền Âm liều mạng lắc đầu, không có khả năng, cái này âm độc hình xăm, không có khả năng giải được, người hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao còn sống. Ha ha, thật sao? Trời cong lên mở trên bờ vai huyết thủy. Chúng ta rốt cục thấy rõ ràng trên bả vai hắn nhện nhà tơ hình xăm, chẳng qua đã hoa, tất cả đều là vết máu. Huyền Âm đột nhiên tức giận đến nắm chặt nắm đấm, người vậy mà quẹt làm bị thương da của mình dùng cái này đến phá hư âm dương thêu. Trời một nhếch miệng lên, nói đừng tưởng rằng hắn không biết Huyền gia âm dương thêu tệ nạn, chỉ cần phá hư mặt ngoài làn da, hoàn chỉnh âm dương thêu liền sẽ phá hư, kia phát huy tác dụng liền sẽ yếu bất hoặc là biến mất, liền cùng một bức tranh đồng dạng, người cho nó thêm một bút. Vậy nó liền không lại hoàn chỉnh, đêm hôm đó tại phòng ngươi, ta liền phát hiện điểm ấy. Thật đúng là đừng nói, trời một thân tơ nhện đã toàn bộ không thấy, chỉ có một chút tinh hồng vết tích, cái kia âm dương thêu xem như cho triệt để phá hư. Hôm nay, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi thiên gia. Trời một cuồng hống nói, hắn song quyền nắm chặt, liền phải đối hai nữ khởi xướng tiến công. Dừng tay, ngươi cái này thiên gia nghịch tử, đột nhiên. Kia tầng tầng quỷ ảnh phát ra một trận lệ hô. Trời một ngừng lại, nhìn xem trên mặt đất máu thịt be bét người chủ trì, một mặt cười lạnh, thế nào, các người bọn này ma quỷ, còn muốn quản người sống sự tình. Liền người đều cứu không được, còn muốn ngăn cản ta giết người. Quỷ ảnh lần nữa nghiêm nghị mắng, giết hại vô tội, người không xứng lưu chúng ta thiên gia máu, không xứng làm chúng ta thiên gia người, người cái này tên giả mạo, người căn bản cũng không phải là trời một. Quỷ ảnh vừa nói, toàn trường chấn kinh, đồng thời bộc phát ra nhao nhao tai tiếng nghị luận, cái này dù sao cũng là thiên gia lão tổ tông, nói chuyện có độ tin cậy cực cao, liền mã ra người cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn. Giả thiên mỗi lần bị đâm trúng yếu điểm, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại cuồng tiếu lên, hắn vịn cái chán cười to nói, ha ha ha, các ngươi thiên gia, làm sao muốn qua ta, lại lúc nào làm qua ta là con cháu của các ngươi, hôm nay, ta chỉ là trở về cầm thuộc về ta hết thảy, hôm nay. Không ai ngăn nổi ta, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Sau khi nói xong, hắn niệm một câu khẩu quyết, đột nhiên tóc trên đầu biến thành tro, lộ ra cái đại quang đầu, nhưng dung mạo của hắn nhưng thủy chung không thay đổi, y nguyên cùng trời một giống nhau như đúc. Không sai, ta không phải trời một, ta là mười mấy năm trước thiên gia nhẫn tâm vứt hải tử, trời một ca ca, thiên mãn. Ha ha ha, nhưng là hôm nay, toàn bộ âm hành đều phải chết, không riêng thiên gia, âm hành cũng từ ta chủ quản. Duy ngã độc tôn, ta muốn làm âm hành hoàng đế, ta muốn để thiên gia người nhìn xem, vứt bỏ ta bọn hắn, là cỡ nào ánh mắt thiển cận, ta muốn để bọn hắn hối hận, để bọn hắn nhìn xem, ai mới là trời sinh âm tài chi chủ, ha ha ha. Thiên mãn cùng một người điên đồng dạng, lớn tiếng gào thét cùng cười như điên, không riêng người ở chỗ này, liền ta cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà nhanh như vậy thừa nhận giả mạo sự tình, hay là mình tự động thừa nhận, ta có thể cảm giác được ra. Hắn là chán ghét trời một, mà lại là cực kỳ chán ghét, cho nên để hắn giả mạo trời một chuyện này, khả năng bản thân liền rất thống khổ, cho nên hắn mới mình lấy mái tóc hái xuống, lộ ra lúc đầu diện mục, còn có một điểm là, hắn rất ngông cuồng. Phi thường cuồng, đây là ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên, hắn cùng trời một hoàn toàn khác biệt. Thiên mãn thân phận xem như triệt để lộ ra,
vẫn là chính hắn nhận, trên đài cùng người ở dưới đài đều đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới trời một thế mà là giả mạo, nhưng Mã Lâm lại một điểm biểu lộ đều không có, giống như đã sớm biết đồng dạng. Ngươi không phải trời một, kia ngươi bộ dáng làm sao cùng hắn giống nhau như đúc, trong đó một cái Mã gia người hỏi. Thiên Mãn nhếch miệng, bởi vì ta cùng hắn, là song bào thai huynh đệ, ta cùng dung mạo của hắn, vốn là giống nhau như đúc. Thiên Mãn vừa nói, mọi người càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới trời một thế mà còn có người ca ca sinh đôi, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mọi người trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đoán chừng đều hiếu kỳ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng rất tò mò, Thiên Mãn chính là Mập Hòa Thượng, nhưng Mập Hòa Thượng không phải cái hơn 200 cân mập mạp sao. Làm sao hiện tại cùng trời một không sai biệt lắm, coi như hắn có hai nhân cách, kia cũng sẽ không đem cao thấp mập ốm cũng thay đổi đi. Lúc này, trên trời quỷ ảnh quát lớn, nghịch tử, lại dám nói năng lỗ mãng, nhanh đình chỉ ngươi bây giờ hành vi, không muốn lại thương thiên hại lý, bằng không, chớ quá chúng ta không nể mặt mũi. Thể diện, ta cần các ngươi một đám ma quỷ nể mặt, ta từ nhỏ đã bị người nhà họ Thiên vứt bỏ, con đường này, vẫn luôn là ta một người tại đi, hôm nay, ta muốn tất cả mọi người thần phục với ta, ai cản ta thì phải chết. Thiên Mãn đối trên trời quỷ ảnh giận dữ hét, chết một cái người chủ trì, tổn thương một cái địa trung đường mà thôi, Thiên Mãn căn bản liền mày cũng không nhăn một chút. Thiên gia quỷ ảnh thấy Thiên Mãn không từ, lập tức phát ra làm người ta sợ hãi quỷ khóc sói gào, trên trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, giống như tận thế. Hôm nay, vậy chúng ta liền phải thay Thiên gia thanh lý môn hộ. Tất cả bóng đen đột nhiên tụ thành một đoàn, hình thành một cái màu đen cự nhân, sau đó giơ chân lên liền dẫm hướng Thiên Mãn. Thiên Mãn vội vàng lăn mình một cái né tránh, cưới trên đài lưu lại một cái màu đen to lớn dấu chân, đồng thời khói đen bốc lên, dấu chân chung quanh đã bắt đầu vỡ vụn, cái này cưới đài giống như lúc nào cũng có thể sẽ vượt đồng dạng. Thiên Mãn tránh thoát một kích về sau, không chút hoang mang, hắn ta nở nụ cười, giống như cũng không đem những này thiên gia lão tổ tông để vào mắt. Những lão quỷ này, không biết tự lượng sức mình, Thiên Mãn vừa nói, một bên chậm rãi tới gần cái kia chiếc hộp màu đen. Bên trong đặt vào thiên gia lão tổ tông linh bài, hiện tại tất cả đều dựng đứng lên, cũng tản ra hắc khí. Thiên Mãn chân một đá, đem linh bài tất cả đều đá ngã lăn tiến đen trong hộp, sau đó cắn nát ngón tay, đem giọt máu tại trên linh bài, ngay sau đó nói lẩm bẩm, thủ quyết chú ngữ một mạch mà thành. Lúc này, quỷ ảnh hình thành cự nhân đã một trưởng hướng Thiên Mãn đập đi qua, nhưng tay còn thiếu một chút liền có thể đem hắn cho xoa dẹp thời điểm, đột nhiên liền dừng lại, mấy giây qua đi. Quỷ ảnh cự nhân rên rỉ một tiếng, tán. Cự nhân tản ra về sau, lại hóa thành mấy chục đạo quỷ ảnh, cuối cùng không cam lòng ở trên bầu trời giống giận, tiếp lấy hóa thành một cơn lốc xoáy, bị hút về đen trong hộp. Thiên Mãn vội vàng đem cái hộp đen cho đắp lên, sau đó hắn một trưởng vỗ tại trên cái hộp đen mặt, lập tức cái hộp đen cùng linh bài đều biến thành mảnh vỡ, Thiên Mãn nở nụ cười, sau đó đạp mấy phát mảnh vỡ, ngẩng đầu lên nhìn về phía các vị đang ngồi. Má, còn có ai? Thiên Mãn đối Thiên Không giống giận, lúc này mây đen dày đặc thiên không đột nhiên tinh sáng, cuồng phong cũng ngừng lại, mà Thiên Mãn thì từ từ nhắm hai mắt giang hai cánh tay, phách lối cười xấu xa, giống như trên thế giới này không còn có người là đối thủ của hắn đồng dạng. Ta biết, cái kia cái hộp đen là thiên gia lão tổ trước nhược điểm, nếu như không có cái kia cái hộp đen phong ấn, đoán chừng thiên gia không có dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn xong. Lần này tốt, tiểu tử này càng thêm phách lối, càng thêm không coi ai ra gì. Tất cả mọi người ở đây đều mộng, mặc kệ hắn có phải là trời một, nhưng chỉ cần là thiên gia người, đem mình lão tổ tông dẫm tại dưới chân, đây chính là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi không phải trời một, liền không thể cưới nhà chúng ta Mã Lâm, huống chi ngươi như thế đại nghịch bất đạo, coi như ngươi thật sự là trời một, chúng ta Mã gia cũng sẽ không có liên hệ với ngươi. Trong đó một cái Mã gia nữ nhân nói, Thiên Mãn sờ sờ mình đại quang đầu. Nhìn xem Mã gia nữ nhân đột nhiên có chút lệ khí, ngươi coi ta là gì? Muốn gả liền gả, không muốn gả liền đi sao? Mã gia nữ nhân cũng là không giả, thái độ cường ngạnh vọt tới, lôi kéo Mã Lâm muốn đi, lúc này Thiên Mãn giận dữ mà lên, song trưởng đánh thẳng Mã gia nữ nhân lồng ngực. Mã gia nữ nhân song trưởng đánh trả, hai trưởng tương đối thời điểm, Mã gia nữ nhân thế mà không địch lại, lui về phía sau mấy bước về sau, phun ra một hơi lớn máu, người đứng cũng không vững. Hai tay chống quỳ. Mẹ, Thiên Mãn người đủ rồi, người đã đáp ứng ta không thể đối Mã gia người ra tay.
Mã Lâm kêu khóc đem Mã gia nữ nhân đỡ lên. Còn có cái khác Mã gia hậu nhân, không sai biệt lắm có hơn 10 cái, bọn hắn cũng nghĩ ra tay, nhưng lại bị cái khác người ở chỗ này khống chế, trong lúc nhất thời đằng không xuất thủ, cũng không dám làm loạn. Các ngươi điên rồi sao? Đây không phải trời một, các ngươi còn giúp hắn. Đúng đấy, các ngươi là không mang đầu óc vẫn là mù, đây là trời một sao? Trời một là cái đại quang đầu a. Giẫm nhà mình tổ tông linh bài, quả thực đại nghịch bất đạo, các ngươi còn giúp hắn, không sợ bị thiên khiển sao? Mã gia hậu nhân nhao nhao mắng lên, mà những cái này nối giáo cho giặc âm hành người lại không có chút nào chấp nhận, đồng thời nói ra đổi mới ta tam quan tới. Quản hắn có phải là trời một, thiên gia ai quản lý cùng chúng ta đều không có quan hệ, ta chỉ cùng cường giả. Không sai, trước kia trời một ở thời điểm, cái gì đều không có mỏ lấy, cái này chẳng những có thịt ăn, còn có canh, tốt bao nhiêu. Đúng đấy, ngày đó một là gia chủ, làm sao không gặp hắn ra tới. Âm hành vốn chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ai lợi hại chúng ta liền với ai hỗn. Những cái này âm hành bại hoại thế mà nhao nhao đảo hướng thiên mãn, Mã gia người là một điểm tính tình đều không có, mà lại bọn hắn nhiều người, Mã gia bị trước sau bao quanh, căn bản không phải là đối thủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nếu dám trắng trợn cướp đoạt chúng ta Mã gia người, ngươi ngày sau tất không được an bình, chúng ta Mã gia cũng không phải dễ trêu. Mã Lâm mẫu thân lau đi khóe miệng máu nói. Thiên mãn xem thường, ngược lại nở nụ cười, nha, nha. Bá mẫu đây là muốn đe dọa ta a, không đúng, hẳn là đổi giọng gọi mẹ, a, ta có thể nói tốt, ta tuyệt đối không phải trắng trợn cướp đoạt, Mã Lâm nếu như muốn đi, ta một điểm ý kiến không có, không tin ngươi hỏi nàng. Lúc này Mã Lâm đã đầy mắt đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt đem trang dung đều đánh hoa. Đây chính là ngươi nói, đi, khuê nữ chúng ta đi. Mã Lâm mẫu thân giãy giụa lấy đứng lên, sau đó lôi kéo Mã Lâm liền phải đi ra ngoài. Không ngờ Mã Lâm liền cùng một khối đầu gỗ đồng dạng, làm sao kéo đều bất động. Mã Lâm mẫu thân sửng sốt, có chút không hiểu, còn cho là mình nữ nhi là chúng ta hoặc là thiên mãn cho nàng uống cái gì thuốc mê. Mã Lâm, ngươi làm gì, vì cái gì không đi? Lệnh Mã Lâm mẫu thân không nghĩ tới chính là, Mã Lâm thế mà một tay lấy nàng tay cho hất ra. Mẹ, thật xin lỗi, trời một thiếu nợ, ta đến trả. Các ngươi đi thôi. Hắn đã đáp ứng ta sẽ không tổn thương các ngươi, đi mau. Mã Lâm khóc thút thít, sau đó vội vàng đem mẫu thân đẩy về sau. Mã Lâm mẫu thân không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vì cái gì nữ nhi sẽ khăng khăng gả cho một cái tên giả mạo, nhưng Mã Lâm không đi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi. Lúc này Thiên Mãn đem Mã Lâm một cái kéo lại, sau đó chăm chú dắt lấy nàng tay nói, đã ta mẹ vợ khăng khăng muốn lưu lại, vậy liền để bọn hắn lưu lại tốt. Không có cha mẹ chúc phúc tình yêu, như thế nào lại có hạnh phúc đâu. Đúng hay không, người tới, đem Mã gia người buộc về trên chỗ ngồi đi, chờ ta giải quyết hai nữ nhân kia, hôn lễ tiếp tục. Thiên Mãn dứt lời sau đó, Mã gia người rất nhanh liền bị tập thể buộc về chỗ ngồi vị bên trên, còn tới rất nhiều thiên gia người, quần áo hoặc là trên trán đều khắc cái thiên gia, đem toàn bộ đều bao vây lại, chẳng những Mã gia người lại không thể có thể chạy trốn, liền Huyền Âm cùng Hoàng Hinh cũng mọc cánh khó thoát. Mà địa trung đường thì nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là chết hay sống, nhìn xem thân thể chập trùng biên độ, còn giống như tại thở. Cho các ngươi một cái cơ hội, ngồi xuống tham gia hôn lễ của ta, quy thuận ta, vẫn là chết, Thiên Mãn đối Huyền Âm cùng Hoàng Hinh nói. Hoàng Hinh cùng Huyền Âm liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười, sau đó đồng nói, lựa chọn giết ngươi. Hai nữ sau khi nói xong, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị liền hướng Thiên Mãn công tới. Một cái thẳng bóp cuống họng, một cái công kích trực tiếp Thiên Mãn hạ bàn. Thiên Mãn không chút hoang mang, thong dong đối mặt với, đột nhiên hắn một đầu vào tới Hoàng Hinh. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục, Hoàng Hinh bị đụng bay ra ngoài, giống như đụng vào lồng ngực, người trực tiếp liền nằm trên đất nôn ra máu, cũng đứng lên không nổi nữa. Hoàng Hinh vốn là bị thương, tăng thêm vừa rồi kịch chiến dùng không ít thể lực, cái này đánh cực lần cuối còn bị đánh cho miệng lớn hộc máu, đoán chừng cái này va chạm. Ngực đều đoạn mất mấy cây, trận chiến đấu này nàng đã về lực vô thiên. Thiên Mãn nhìn xem Hoàng Hinh, vỗ nhẹ đầu, sau đó cười hắc hắc, thế nào, ta thiết đầu công còn có thể a? Hoàng Hinh oán hận nhìn xem Thiên Mãn, nhưng đã có lòng mà không có sức, lại không cam tâm cũng vô dụng, nàng đối Huyền Âm hét lớn, nhanh, mau trốn, đi cùng cửu thúc bọn hắn tụ hợp. Thiên Mãn lại cười hắc hắc, cửu thúc, lão gia hỏa kia đã sớm không có, còn có âm hành tất cả mọi người.
đều không có, ha ha. Huyền Âm nhíu mày, nàng không tin, làm sao có thể không có, Thiên Mãn ở đây cùng bọn hắn chiến đấu, cái khác người nhà họ Thiên, không thể nào là cửu thúc bọn hắn đối thủ, mà lại nhiều như vậy âm hành tinh anh, chẳng lẽ còn giết không tiến Thiên gia một cái trung đình sao? Huyền Âm không biết, nhưng có thể nhìn thấy toàn cục chúng ta lại rõ ràng toàn bộ tình trạng, Thiên Mãn nói đúng, không có, gần như toàn bộ âm hành đều bại, đi vào tất cả mọi người, đều lâm vào khốn cảnh. Vậy tạm thời không đề cập tới, chúng ta vẫn là nói tiếp Huyền Âm bên này, Thiên Mãn thấy Huyền Âm không tin, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, mà Hoàng Hinh thì đang thúc giục gấp rút lấy Huyền Âm mau trốn, còn lại nàng một người, sẽ không là Thiên Mãn đối thủ. Huyền Âm cũng không có nghe Hoàng Hinh, dứt khoát quyết nhiên lưu lại, nàng nói, hừ, ta thế nhưng là tứ đại gia tộc gia chủ, coi như thắng không được, ta cũng không thể nhìn thấy một cái tên giả mạo liền đi đi thôi. Cái này truyền đi, cũng quá mất mặt. Thiên Mãn nhếch miệng nói, không mất mặt, bởi vì qua hôm nay, các ngươi cũng sẽ không lại là người. Thiên Mãn sau khi nói xong, một chân hướng Huyền Âm đá tới, Huyền Âm hướng về sau vừa trốn, sau đó cắn nát ngón tay. Đem giọt máu trên người mình nữ nhân kia hình xăm bên trên. Huyền gia người, trên thân đều có một nữ nhân hình xăm, Lâm Tuyết có, Bách Lý Thanh Vân có, Huyền Âm cũng có, mà nữ nhân này hình xăm, có điểm giống Vũ Tầm, ta không biết có ý tứ gì, nhưng ta biết cái này hình xăm không đơn giản, Huyền Âm đem máu nhỏ ở mặt trên, có vẻ như tại tác pháp. Huyền Âm đem giọt máu tại hình xăm bên trên về sau, đột nhiên làn da biến thành màu đỏ, nhìn qua giống như một cái ác quỷ la sát. Tóc của nàng bắt đầu thật dài, nhan sắc cũng biến thành hơi trắng bệch, mà sợi tóc bên trên, lại biến thành tinh hồng sắc, ngón tay của nàng giáp trở nên vô cùng bén nhọn, giống như cương thi. Thiên Mãn nhíu mày, giống như cũng không rõ ràng Huyền Âm tại làm trò gì, hoàn toàn chính xác, âm dương thêu cực kỳ thần bí, bí mật của nó, gần như không có bao nhiêu người biết, loại bí thuật này cũng rất ít làm người biết rõ. Thần Ninh lão đầu nhìn thấy cái này, thế mà khẩn trương thuốc lá đầu đều bóp, bé con này. Coi là thật muốn đem cái này lộ ra tới sao? Ta nhìn Thần Ninh lão đầu giống như biết một chút môn đạo, vội vàng hỏi hắn cái này hình xăm đến cùng có tác dụng gì? Thần Ninh lão nhân này, vẫn là như cũ, cái gì cũng không chịu nói, chỉ là lẩm bẩm một câu, vật kia lộ ra đến, là muốn xuống địa ngục. Lão nhân này, liền yêu thần thần bí bí mù nói thầm, cái gì cũng không chịu nói thẳng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua miệng như thế chặt chẽ người. Huyền Âm phát sinh biến hóa sau khi, Thiên Mãn cũng không e ngại, một cái tung nhảy xông tới, hổ chảo vung lên, trực tiếp bóp hướng Huyền Âm cuống họng, mà lúc này Huyền Âm tiếng kêu đem tất cả mọi người giật nảy mình, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng trong núi dã thú đồng dạng, nhưng toàn thân lại rung ra một trận cương phong, Thiên Mãn lập tức liền bị chấn bay ra ngoài, chờ rơi xuống đất thời điểm, Thiên Mãn khóe miệng nhiều một đạo dài nhỏ tơ máu. Xinh đẹp, ta cùng Mập Mạp đồng thời hưng phấn hô. Mặc dù không biết Huyền Âm đây là manh mối gì, nhưng nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ, Thiên Mãn hoàn toàn chống đỡ không được, hai cá nhân thực lực giống như phát sinh điên đảo, Thiên Mãn lập tức liền rơi vào hạ phong. Bị Huyền Âm đánh bay về sau, Thiên Mãn trên mặt tất cả đều là lệ khí, hắn mặt mày dữ tợn, hung ác nhìn xem Huyền Âm, cũng cùng một đầu dã thú đồng dạng, phảng phất hai đầu dã thú gặp nhau. Ta nhìn thấy dưới đài rất nhiều người đột nhiên đều tại run lẩy bẩy lên, ta có chút không hiểu. Nếu như là Huyền Âm nguyên nhân, kia sớm nên run, làm sao hiện tại mới phản ứng này, cho nên nói, hẳn là Thiên Mãn để bọn hắn có loại biến hóa này. Là yêu khí, ngồi tại một ngày này đều không có nói qua lời nói thần vũ rốt cục nói chuyện, mà lại mới mở miệng chính là lôi ngữ. Ta có chút không hiểu, nói ngươi cách màn hình cũng có thể nghe được có yêu khí. Thần vũ lắc đầu, nói không phải nghe được, là cảm thấy. Ta đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, tiểu tử này đến cùng cái gì đạo hành, cách màn hình cũng có thể cảm giác được có yêu khí. Thiên Mãn chậm sau khi, đột nhiên tứ chi chạm đất, sau đó ta nhìn thấy miệng của hắn cùng thân thể không ngừng tại cổ vũ sĩ khí, giống như một con cóc, mà hắn tứ chi chạm đất địa phương, thì càng lún càng sâu, xi măng đều bạo liệt ra. Động tác này cùng tình cảnh ta tại tinh gia phim công phu bên trong gặp qua, đây là Cáp Mô Công. Ta nhớ tới ngày đó Nguyên Không Đại Sư ngộ hại thời điểm, trong ngõ nhỏ liền có cái này vết tích, quả nhiên, Nguyên Không Đại Sư chính là tiểu tử này giết, hắn sẽ cáp mô công. Hắn thật giết dưỡng dục mình lớn lên sư phó. Thiên Mãn, hắn quả thực không phải người, có thể nói là xúc sinh cũng không bằng, thế mà giết Nguyên Không Đại Sư, những người khác có thể giết,
nhưng duy chỉ có Nguyên Không Đại Sư hắn không thể hại, bởi vì nếu như không có Nguyên Không Đại Sư, hắn đã sớm cho ăn sói bụng, Nguyên Không Đại Sư đem hắn dưỡng dục trưởng thành, còn dạy hắn võ công cùng Phật Pháp, hắn thế mà tự tay giết Nguyên Không Đại Sư, còn toàn thây cũng không lưu lại, ta thật không biết làm như thế nào đánh giá người này, chỉ hy vọng Huyền Âm nhanh đưa hắn cho giết. Vì âm hành trừ hại, vì thiên gia trừ hại. Thiên mãn trên mặt đất cùng cóc đồng dạng bay nhảy một chút về sau, đột nhiên vèo một tiếng liền vọt ra ngoài, miệng của hắn phồng lên khí biến lớn mấy lần ra trên có hạt tròn dài lên, nhìn xem phi thường buồn nôn. Thiên mãn bay ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh, mắt của chúng ta đều kém chút nhìn không thấy, chờ sau khi thấy rõ, hắn đã đâm vào Huyền Âm trên bụng, Huyền Âm lập tức liền bị đụng bay ra ngoài, nhưng lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, Huyền Âm thế mà ngừng tại trong giữa không trung, không nhúc nhích, giống như cưới đài mất đi trọng lực đồng dạng, mà phía trước màn ảnh chúng ta, giống như thời gian ngừng lại, liền Thiên mãn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Huyền Âm mặt không biểu tình, nàng hiện tại mặt cũng là màu đỏ, còn có rất nhiều tia máu màu đỏ nổi lơ lửng, nhìn xem có chút khủng bố, nàng ngừng ở giữa không trung mười mấy giây sau, đột nhiên lật cái 180 độ té ngã, sau đó an ổn chạm đất, đợi nàng chân đụng phải cưới đài thời điểm, những cái kia xi măng mặt tất cả đều bạo liệt ra, phát ra nổ thật to âm thanh, tảng đá văng đầy đất đều là, Huyền Âm dưới chân còn nhiều ra hai cái hố nhỏ. Cái này uy lực, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền Hoàng Hinh đều che miệng lại nói không ra lời, có bản lãnh này không còn sớm xuất ra, không phải địa trung đường tiểu tử kia cũng không cần bị đánh cho thảm như vậy, chẳng qua ta nghe thần Ninh lão đầu nói thầm, hẳn là loại này thuật là có tác dụng phụ, mà lại phi thường lớn, âm dương thêu là cường đại, nhưng không nên quên, âm thuật chính là âm thuật dùng tại dương trên thân người, khẳng định không có kết quả tốt. Thiên mãn đột nhiên khẩn trương lên, cùng vừa rồi cuồng vọng cùng nhẹ nhõm so ra, quả thực tưởng như hai người, chẳng qua hắn cũng không có sợ hãi, tiếp tục đối Huyền Âm khởi xướng tiến công. Hắn ục ục hai tiếng về sau, lại nâng lên miệng, giống một con cóc đồng dạng hướng Huyền Âm đụng tới. Lần này, hắn rốt cuộc không chiếm được lợi lộc gì, khi hắn bay đến Huyền Âm trước mặt thời điểm, đột nhiên Huyền Âm cuồng hống một tiếng, toàn bộ thiên gia đại viện đều chấn ba chấn, sau đó một quyền đánh vào thiên mãn trên đầu. Thiên mãn đầu trực tiếp bị một quyền ấn vào cưới trong đài mặt, lúc này phịch một tiếng, cưới đài nát, biến thành vô số khối mảnh vỡ lõm vào, mà thiên mãn đầu thì bị chôn thật sâu tại đất vụn khối bên trong, thân thể của hắn thẳng tắp nằm ở bên trên, huyết tương Huyền Âm nắm đấm nhuộm đỏ. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, một quyền này, chẳng lẽ đem thiên mãn cho dây đi? Âm dương thêu quả nhiên khủng bố như vậy. Không đúng, không chết. Lúc này, ta nhìn thấy trong màn hình thiên mãn ngón tay bỗng nhúc nhích. Hắn còn giống như còn sống.